Các truyện hương xưa hân hạnh giới thiệu bộ truyện Chạy nạn không? Ta có bàn tay vàng Của tác giả Hướng Nhật Quỳ Nhất Hào Phần cuối Các bạn đang nghe truyện tại kênh Các truyện hương xưa Xin hãy bấm đăng ký, thích và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé Xin cảm ơn các bạn Khương Mạc ngồi ở mép giường Hoài Nhi, Đứa bé bé nhỏ nằm sâu trong đệm chăn dày cộm Khuôn mặt nhỏ xanh trắng nhìn vào khiến người ta hoảng sợ Nếu không phải lồng ngực của nó còn hơi phập phồng Có lẽ sẽ không ai cho rằng nó còn sống Lúc này, ngoài cửa sổ đang có tuyết lớn rơi xuống Tuyết trắng bay lả tả khắp đất trời Đã không còn nhìn thấy màu sắc vốn có của mặt đất rồi Trận tuyết này tới rất đột nhiên cũng rất bất thường Bắt đầu từ ngày hôm ấy Trận tuyết này đứt quãng nhưng lại không hoàn toàn ngừng lại tuyết chất chồng trên mặt đất làm hạ nhân trong phủ rửa sạch một lần rồi lại một lần, nhưng một đêm trôi qua, nó lại trải dày một lớp nữa. Cứ tiếp tục như vậy, tuyết lớn thành họa sẽ là chuyện sớm muộn. Khương mặt hơi nhắm mắt lại, thở dài một hơi, năm nay chỉ sợ trôi qua không yên ổn rồi. Hồi lâu sau, nàng lại chuyển ánh mắt lên trên người Hoài Nhi, nàng đưa tay sửa sang lại đệm chăn cho nó, sau đó mới nói, con còn nhỏ như vậy, thế giới vô biên này con đã thấy được bao nhiêu huynh đệ tỷ muội của con đã chết đi nhiều như vậy duy chỉ có con là gặp được ta có lẽ là mạng con không nên tuyệt đi trẻ con luôn khiến người ta yêu thương những đứa bé gặp phải điều xấu xa càng khiến người ta cảm thấy đau lòng tỉ như yến bình cũng tỉ như là tiểu thái tử hoài nhi khương mặt bỗng có chút phiền muộn bắt đầu từ sau khi nàng bước đến thế giới này nàng đã không còn gặp được một đứa bé nào trưởng thành một cách bình thường nhớ lại thời đại của mình những đứa bé lớn như vậy gần như đều là bảo bối trong tay cha mẹ, được cha mẹ che chở yêu thương, có sự ngây thơ hồn nhiên mà chỉ có trẻ con mới có. Nhưng những đứa trẻ ở thời đại này thì sao, sẽ giết người, sẽ ăn người và cũng có những đứa lúc còn nhỏ đã gánh trên vai thù máu sâu như biển. Đây chính là sự bi ai của thời đại này. Khương mặt duỗi tay nhẹ nhàng chạm chạm vào khuôn mặt lạnh như băng của Hoài Nhi. Người ta vẫn luôn nói cháu ngoại giống cậu, nhưng khuôn mặt không hề nhìn thấy được một chút bóng dáng của hy phù ẩn trên khuôn mặt đứa bé vừa gầy vừa nhỏ này, thậm chí trên khuôn mặt của nó còn mang theo một chút già nua, tử khí quanh quẩn, khương mặt bỗng dưng có chút đau lòng. Nàng mím môi, đứng dậy bưng một chậu hoa xanh mướt đặt bên cửa sổ tới. Trong chậu hoa trồng một gốc cây mai hồng, cây hoa mai này không cao lắm nhưng được chăm sóc rất tốt, trên cành cây đã có nụ hoa, hẳn là không bao lâu sau sẽ nở hoa. Mai hồng này là nàng Bảo Nguyệt đang mang lên. Lý do là vì muốn cho phòng thêm chút sức sống, nhưng nguyên nhân thực tế lại là, hoa mai chịu rét được, vào mùa đông sẽ có sức sống tràn đầy hơn những loại thực vật khác. Nếu nàng sử dụng dị năng, hoa mai cũng sẽ không dễ bị khô héo. Khương mặt ôm chậu hoa hơi nặng nề kia đặt lên trên ghế đậu ở mép giường, sau đó nàng đặt một bàn tay lên trên hoa mai, một bàn tay thì đặt lên trên mặt hoài nhi. Khẽ nhắm hai mắt lại, nàng có thể cảm nhận được sự sống của hoa mai đang chậm rãi rót vào trong cơ thể nàng, ấm áp mềm mại lại ngập tràn sức sống. Khương mặt dẫn luồng sức sống ấm áp này chảy vào trong cơ thể Hoài Nhi, giống như nước chảy nhỏ giọt, chảy về phía nó từng chút như thế. Khương mặt rất kiềm chế, một lát sau thì nàng thu tay lại. Sức sống rót vào trong cơ thể Hoài Nhi chỉ có một chút xíu, ít ỏi không thấy được, nhưng nếu lâu dài thế này, tích tiểu thành đại từng chút từng chút và phối hợp sự trị liệu của đối phương, là có thể dần dần chữa trị cơ thể nó làm như vậy cũng là chuyện tốt đối với khương mạc vì như thế sẽ không khiến cho bất cứ ai chú ý đến cho dù cuối cùng hoài nhi khỏe lên mọi người cũng chỉ sẽ cho rằng là do y thuật của triệu đại phu cao siêu sẽ không nghĩ trong đó có bàn tay của nàng khương mạc mở mắt nhìn về phía hoài nhi biến hóa quả nhiên không quá lớn nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thay đổi ít nhất là nàng có thể nhìn thấy tử khí trên khuôn mặt hoài nhi đã ít đi một chút nàng lại nhìn về phía chậu hoa mai hồng kia chỉ thấy nụ hoa lúc trước đã héo đi, từ một đốm hồng, nó hoàn toàn trở thành màu vàng nâu. Khương mặt dùng tay nhẹ nhàng chạm vào nó một chút, nó đã rơi xuống đất. Nàng nắm hờ bàn tay, lại dọn chậu hoa kia về chỗ cũ. Đoạn thời gian sau đó, Khương mặt đều dùng loại phương pháp không dễ phát hiện này để chữa trị cơ thể hoài nhi, tử khí trên khuôn mặt nó cũng dần dần tiêu tán. Sau 7 ngày, sự nỗ lực của bọn họ đã thấy hiệu quả, Hoài Nhi vẫn luôn hôn mê bất tỉnh run rẩy hàng mi, chậm rãi mở mắt. Lúc ấy Khương Mạc đang ôm Hoài Nhi, cùng Nguyệt Linh, Nguyệt đang đút thuốc cho nó, mới vừa đút một nửa thì nó đã tỉnh lại. Ba người đồng thời sửng sốt, mãi đến khi đôi mắt trắng đen rõ ràng kia nhìn về phía Khương Mạc. Đứa bé trong lòng ngực ngẩng đầu nhìn về phía nàng một lát, sau đó thì méo máu như là muốn khóc. Cánh tay Khương Mạc rung lên, nàng run rẩy nói với Nguyệt Đan, mau, mau đi mời triệu đại phu. Nói xong nàng lại nói thêm thêm một câu với Nguyệt Linh, còn cả tổ mẫu nữa, đi báo cho tổ mẫu rằng Hoài Nhi tỉnh lại rồi. Vâng. Nguyệt đang buông chén xuống, người xông ngay ra ngoài, sau đó thì Nguyệt Linh cũng đuổi theo sát. Đôi mắt trong trẻo của Hoài Nhi lại chậm rãi nhìn về bóng dáng của Nguyệt Linh và Nguyệt Đan, nó nghiêng nghiêng đầu hơi sững sờ. Lúc này, nó như là quên chuyện muốn khóc đi. Khương mặt ông Hoài Nhi, lẳng lặng chờ mọi người đến đây. Rất nhanh sau đó trong viện có động tĩnh, người tới đầu tiên chính là Triệu Đại Phu, Nguyệt Linh đi theo phía sau ông, cầm hồng thuốc thay cho ông. Triệu Đại Phu Khương Mạc gọi một tiếng Cô nương Triệu Đại Phu tiếp đó một tiếng xong cũng không nhiều lời, trực tiếp đưa tay bắt mạch. Đứa bé trong lòng ngực ngoan ngoãn ngoài dự đoán, nó nghe lời nằm trong lòng ngực Khương Mạc, vẫn không nhúc nhích, chỉ lấy cặp mắt trắng đen rõ ràng kia nhìn chầm chầm vào Triệu Đại Phu không chớp mắt nhìn đến mức ngay cả triệu đại phu đã quen nhìn cảnh sinh tử cũng không khỏi run rẩy trái tim xem mạch ngoài xong rồi ông lại cẩn thận quan sát sắc mặt bựa lưỡi và đôi mắt của hoài nhi cặp mày nhíu chặt hơi thả lỏng ra một chút ông vỗ về chồng râu nói tiểu công tử khôi phục tốt hơn sự tưởng tượng của ta một chút lúc lão phu nhân tới thì vừa hay nghe thấy những lời này bà vội vàng hỏi lời này của triệu đại phu có thật không triệu đại phu đứng dậy hành lễ một cái sau đó mới nói, tất nhiên là thật rồi, tiểu công tử tỉnh lại chính là minh chứng tốt nhất. Ánh mắt của lão phu nhân chuyển về phía Hoài Nhi. Hoài Nhi như là nhận thấy có người đang nhìn mình, nó dương mắt nhìn lên, sau khi nhìn thấy lão phu nhân thì nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó hít mắt cười. Lão phu nhân thấy vậy cũng cười, bà đến gần khương mặt ngồi xuống, lại cúi đầu nhìn thoáng qua Hoài Nhi, sau đó mới hỏi triệu đại phu tiếp, xin triệu đại phu nói thẳng, Hoài Nhi còn nguy hiểm nào đến tính mạng nữa không?" Triệu đại phu nói, bây giờ lão phu còn chưa đoán chính xác được, phải quan sát thêm. Nhưng nếu tiểu công tử đã tỉnh lại rồi, đây đã là một tín hiệu rất tốt. Triệu đại phu không nói quá chắc chắn, ông không muốn cho lão phu nhân vui vẻ sung một lần. Nhưng sự thật là, Hoài Nhi có thể tỉnh lại trong thời gian ngắn như vậy cũng khiến ông cảm thấy rất vui sướng. Bây giờ nhìn lại, sắc mặt của Hoài Nhi cũng tốt hơn rất nhiều tuy rằng tái nhật không chút ửng đỏ nhưng đã tốt hơn bộ dạng tử khí âm u rất nhiều rồi nó đã tạm thời bước ra khỏi cửa điện diêm vương tốt 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 lão phu nhân nói liền từ tốt sau đó bà đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của hoài nhi mềm mại trêu nó hoài nhi có còn nhớ tằng tổ mẫu không lúc con sinh ra tằng tổ mẫu đã từng gặp con nói xong bản thân lão phu nhân cũng bắt đầu bật cười câu nói này cũng đúng là chỉ để trêu trẻ con chuyện lúc mới sinh ra sau khi lớn lên sao nó có thể nhớ được nhưng cho dù không nghe rõ hoài nhi vẫn bị lão phu nhân hấp dẫn sự chú ý nó biết lão phu nhân đang gọi nó cười hiếp mắt vui vẻ hơn nó a à, một tiếng như là đang đáp lại một tiếng ta, à, này lại chọc cười mọi người cảm giác áp lực nặng nề mấy ngày nay tiêu đi không ít nụ cười của lão phu nhân cười nhiều thêm a à, cái gì nhóc con kêu một tiếng tằng tổ mẫu đi, tằng tổ mẫu cho con ăn kẹo hoa quế. Từ thuở xa xưa đến tận bây giờ, chuyện người lớn luôn thích dùng kẹo để trêu trẻ con vẫn mãi không thay đổi, Khương Mạc cũng cong môi cười. Hoài Nhi không nghe hiểu những từ khác, nhưng nó đặc biệt nhạy cảm với ba từ kẹo hoa quế, nó toe toét cái miệng cười vui vẻ hơn, thậm chí còn vươn bàn tay nhỏ bắt lấy. Phản ứng của nó vừa đáng yêu vừa buồn cười, mọi người lại cười một lần nữa. Lão phu nhân dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chóp mũi của Hoài Nhi một cái, quán trách, giống y hệt mẹ con, chỉ thích kẹo hoa quế. Kẹo! Kẹo! Hoài Nhi cuối cùng cũng mở miệng, giọng sữa lẩm bẩm lầm bầm không rõ nổi một chữ, chỉ biết duỗi tay quơ quơ nắm nắm trong không khí, như là làm vậy có thể bắt được kẹo hoa quế. Được, được, tằng tổ mẫu chuẩn bị kẹo hoa quế cho Hoài Nhi, chờ Hoài Nhi khỏe lên sẽ cho Hoài Nhi ăn kẹo. Trẻ con không nghe hiểu câu nói dài như vậy, chỉ là thấy lâu như vậy cũng không thấy bóng dáng của kẹo, nó cũng từ bỏ. Hoài Nhi buông tay xuống, ngồi ở trong ngực Khương Mạc, bắt đầu ngẩn người. Khương Mạc chưa bao giờ ở chung với mấy đứa trẻ nhỏ như vậy, cảm thấy hơi mới lạ, cũng thấy có chút vui vẻ. Nàng ôm lấy Hoài Nhi, nụ cười trên mặt chưa hề tắt đi. Đúng lúc này, trong lúc vô tình nàng ngước mắt lên nhìn, nụ cười trên mặt ngưng lại, rồi từ từ biến mất. Nàng miếm môi nhìn triệu đại phu đang muốn nói lại thôi bên cạnh có phải triệu đại phu có vấn đề gì hay không xin ông nói thẳng lão phu nhân nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn về phía triệu đại phu thấy sắc mặt ông lạ lùng nụ cười trên mặt cũng biến mất theo bị mấy đôi mắt nhìn vào triệu đại phu trầm ngâm một lát mới mở miệng theo lý thuyết tiểu công tử đã đầy hai tuổi rồi đúng là tuổi nói chuyện nhưng tiểu công tử những lời còn lại không cần phải nói mọi người cũng đã tự hiểu từ sau khi Hoài Nhi tỉnh lại, nó chưa từng nói gì, hai từ vừa mới nói ra cũng rất hàm hồ, thật sự không giống với bộ dáng của trẻ con 2 tuổi. Khương mặt ôm lấy Hoài Nhi trong ngực, nàng miếm chặt môi, nhìn về phía lão phu nhân sắc mặt trắng xám bên cạnh, mở miệng nói, lúc trước không phải Triệu Đại Phu đã từng nói hay sao, Hoài Nhi vốn sinh ra đã yếu ớt, có thể là bởi vì chuyện này cho nên Hoài Nhi mới có thể biết nói chuyện lâu hơn. Phải không Triệu Đại Phu? Triệu đại phu cầm râu suy nghĩ một lát, mới gật đầu, có khả năng này. Dù sao thì tuổi của tiểu công tử còn nhỏ, lần này gặp phải khổ nạn, bây giờ có thể tỉnh lại đã là chuyện tốt, lúc trước lão phu cũng đã xem qua rồi, lưỡi của tiểu công tử không có bất cứ vấn đề gì, hẳn là sau này sẽ dần khôi phục. Lão phu nhân nghe vậy, nhắm hai mắt lại nói, hy vọng là thế. Thế sự vô thường, thay đổi bất ngờ. Ngày thứ 10 sau khi Hoài Nhi được đưa tới Bình Giang, tin tức ninh quốc công triệu túc tạo phản ép vô thoái vị nhanh chóng lan truyền triệu túc liên hợp với quân phòng giữ kinh thành giết vào hoàng cung bắt cóc hoàng đế và hy thái hậu chỉ là tuy tân hoàng còn nhỏ tuổi nhưng tính tình điềm tĩnh dù cho triệu túc bức bách hắn ra sao hắn cũng không viết chiếu thư thoái vị giao ngọc tỷ ra theo ý triệu túc tuy rằng hy thái hậu và tân hoàng bị nắm trong tay triệu túc nhưng hai người cũng không chịu cúi đầu sau khi thủ phụ hy phù ẩn nhận được tin tức lập tức điều khiển 10 vạn đại quân vây quanh hoàng cung, dằn co với triệu túc. Ba ngày sau khi nhân mã hai bên dằn co, khi phụ ẩn lĩnh đại quân đánh vào hoàng cung. Nhân mã của triệu túc không địch lại đại quân, cuối cùng thất bại thảm hại. Tục ngữ nói rằng, binh bại như núi đổ, triệu túc cùng đường, bèn phóng hỏa thiêu cung, ý đồ giết chết hoàng đế, sau đó, có lời đồn đãi rằng vì cứu tân hoàng, khi thái hậu đã bị thiêu chết trong cung điện, thi cốt không còn triệu túc thì thừa loạn chạy trốn, từ đó biến mất không còn tung tích. Tuy rằng lời đồn chẳng qua chỉ có dăm ba câu, nhưng Khương Mạt nghe vào tai vẫn thấy hải hùng khiếp vía, nàng thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh tượng mạo hiểm trong những ngày đó. Điều may mắn chính là, lúc này sau khi trong thành Bình Giang xuất hiện lời đồn không lâu, thư của Hy Phù Ẩn đã đưa tới. Trong thư, hắn kể về ngọn nguồn triệu túc chó cùng rất dậu muốn mưu phản, cũng kể về chuyện Hy Phù Lan mượn chuyện này để giả chết thoát thân, cùng với đó, hắn nói rằng ít ngày nữa bọn họ sẽ đến Bình Giang. Khương mặt cầm thư, lại nhìn Hoài Nhi đang ngồi trên giường cầm một con hổ bông chơi rất vui vẻ, than dài một tiếng. Nửa tháng nay, sức khỏe Hoài Nhi càng ngày càng tốt lên, tuy rằng trông vẫn nhỏ gầy, nhưng sắc mặt tốt hơn không ít, trên cơ bản đã thoát khỏi nguy hiểm. Chỉ là đứa bé này vẫn nói chuyện hàm hồ như cũ, không chỉ như thế, đối với rất nhiều sự vật, phản ứng của nó chậm hơn những đứa bé 2 tuổi bình thường không ít triệu đại phu sau đó nhìn cũng chỉ biết lắc đầu thở dài mạng sống của hoài nhi đã được bảo vệ nhưng cũng để lại di chứng khương mạc cũng từng thử rằng xem xem có thể nào giúp nó một phen nữa hay không nhưng rất đáng tiếc một khi sức sống tiến vào thân thể hoài nhi nàng cũng không thể nào khống chế nó nữa cho nên kết quả có thể tưởng tượng được đối với chuyện này lão phu nhân nghĩ rất thoáng bây giờ bà cứ luôn nói rằng chỉ cần nó có thể sống là được những chuyện khác không bắt buộc Khương Mạc nhìn dáng vẻ của Hoài Nhi, suy nghĩ một chút, nàng vẫn viết một phong thư cho Hy Phù Ẩn, báo tường tận chi tiết tình trạng của nó. Lúc mà Khương Mạc thu được thư gửi lần nữa, Hy Phù Ẩn bọn họ đã đang trên đường đến. Lời hắn viết trong thư cũng giống với lời lão phu nhân nói, còn sống là được rồi. Một tháng sau sau khi Khương Mạc thu được hồi âm, Hy Phù Ẩn cuối cùng cũng tới Bình Giang. Chia lì nhau lâu như vậy, Khương Mạc lại một lần nữa gặp được hắn ngày bọn họ đến sắc trời liên tục âm u kia xuất hiện mặt trời thời tiết năm nay có chút không giống bình thường bắt đầu là khi mới đầu mùa đông thì rơi tuyết lớn liên miên sau đó thì tuyết ngừng mưa rơi gần như rất ít thấy tung tích của mặt trời độ ấm cũng trở nên rất thấp rét lạnh đến mức con người không thể chịu nổi mặt trời vào đông là thoải mái nhất nhưng khi một cơn gió thổi qua nó vẫn lạnh đến mức khiến người phát run khương mạc dẫn nguyệt linh và nguyệt đang chờ ở cửa hôm qua lão phu nhân không quá thoải mái, mấy ngày nay lại giá rét, sợ lão phu nhân bị phong hàn, khương mặt không cho bà ra ngoài. Khi mặt trời lên cao, ánh mặt trời chói chang đâm vào đôi mắt người phát đau. Khương mặt nhìn màn xe nhẹ nhàng đông đưa kia, không biết vì sao lại đột nhiên có chút căng thẳng. Không đợi nàng hiểu rõ suy nghĩ phức trong lòng mình, trên xe đã có người bước xuống. Gần như là khi xe vừa mới vừa ngừng lại, màn xe đã bị người xốc lên, một bóng người thấp bé nhảy xuống xe, thân hình nhóc không được vững vàng, nhờ có hộ vệ bên cạnh đỡ lấy tay khi nhảy xuống xe cho nên mới không bị ngã. Sau khi nhóc xuống xe, nhóc cũng không để ý gì nhiều, tránh khỏi tay hộ vệ, tập tỉnh chạy về phía nàng. Khương mặt nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, sửng sốt một hồi lâu mới nhận ra đó là ai. Yến Bình Nàng nhẹ nhàng gọi một tiếng, hốc mắt lập tức đỏ bừng. Nàng không tự giác chạy về phía trước, giữa đường tiếp lấy bóng dáng suýt chút nữa đã té ngã kia. Tỷ tỷ. Yến Bình ôm chặt lấy Khương Mạc, vừa đỏ mắt rơi lệ vừa tuét miệng cười. Tỷ tỷ, đệ, lời vừa ra khỏi miệng, Yến Bình đã có chút nghẹn ngào không nói thành lời. Khương Mạc ôm cơ thể Yến Bình vào trong vòng ngực mình, hốc mắt ướt đẫm. Rất lâu sau đó, Yến Bình mới rời khỏi lòng ngực nàng. Khương Mạc sờ sờ đầu Yến Bình, nhóc đã cao lên rồi, cũng mập lên không ít khuôn mặt hốc hác vàng như nến kia đẩy đà lên, cũng trở nên trắng hơn. Đồ mặt trên người cũng không còn là sim y rách như mướp kia nữa, mà là một chiếc áo khoác màu lam, ở trên theo hoa văn chìm, khiến khuôn mặt thanh tú kia trông có chút phong thái tuấn tú của người đọc sách. Khương mặt càng nhìn càng vui vẻ, có thể thấy được trong khoảng thời gian này, Yến Bình sống không tệ lắm. Yến Bình cũng nhìn Khương Mạc, đôi mắt hồng hồng ngập tràn vui sướng. Từ sau khi bọn họ từ biệt, thời gian đã trôi qua khá lâu, Khương Mạc từng cho rằng bọn họ sẽ không còn cơ hội để gặp nhau nữa, nhưng hôm nay Yến Bình lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, gặp nhau sau buổi chia cách là một chuyện khiến con người vô cùng vui sướng. Hồi lâu sau, Khương Mạc mới nhớ tới để hỏi, Yến Bình, sao đệ lại đến Bình Giang rồi? Khương Mạc vừa nói xong, Yến Bình đã đáp trả, đệ và thầy cùng nhau tới đây. Lời Yến Bình vừa dứt, phía trước có người dùng một giọng nói hơn ngàn ngẹn gọi nàng một tiếng, A Khương. Khương mặt ngẩng đầu ngoảnh lại, nơi đó không xa có một người đang đứng, hắn nhìn nàng quá đổi dịu dàng. Ánh mặt trời soi rọi lên trên người hắn khiến dung mạo xuất chúng của hắn càng thêm như phong thái như ngọc, đẹp tựa trích tiên. Đó là hy phù ẩn. Khương mặt đứng dậy, nàng ngơ ngác nhìn hắn một lúc mới chậm chầm cười, nàng nhỏ giọng nói, chàng trở về rồi. Hy phù ẩn tiến lên một bước, mặt đối mặt với nàng, bốn mắt nhìn nhau, giữa hai người chẳng có nhiều sự bày tỏ cảm xúc chỉ là cười nhìn đối phương mà thôi, hai người nhìn nhau không chớp mắt, trong ánh mắt có thứ gì đó thâm thẳm hơn cả, thứ mà chỉ có hai bọn họ mới có thể hiểu được. Người ngoài chỉ có thể nhìn thấy hai người bọn họ đứng chung một chỗ, dù cho chẳng nói điều gì nhưng cũng rất hài hòa, khiến người ta nhìn vào cũng bất giác vui vẻ. Đoàn người vào cửa, tay phải khương mạch nắm lấy Yến Bình, khi phù ẩn đi bên tay trái nàng. Sự xuất hiện của Yến Bình khiến nàng cảm thấy vui sướng, nàng đắm chìm trong niềm hạnh phúc, thậm chí xem nhẹ một vài chuyện mãi đến khi đi đã lâu rồi nàng mới nhận ra điều này bước chân tạm dừng có chuyện gì vậy khi phù ẩn dừng lại thắc mắc hỏi nàng hoàng chàng muội muội của chàng đâu khương mặt nhìn trái nhìn phải đè nhỏ giọng hỏi khi phù ẩn nghe vậy lại mỉm cười trầm ấm đáp đi với ta khương mặt lại bất động nàng cúi đầu nhìn yến bình yến bình có đôi mắt thấy rõ lòng người nhóc cười nói tỷ tỷ có chuyện gì thì cứ đi giải quyết trước đi khương mặt miếm môi sau đó mới nói với nguyệt đăng phía sau nguyệt đăng ngươi đưa yến bình trở về trước đi chờ ta trở lại rồi cùng đi bái kiến tổ mẫu vâng khương mặt sờ đầu yến bình để trở về với nguyệt đăng tỷ tỷ trước đi lát nữa tỷ tỷ tới tìm đệ vâng nguyệt đăng dẫn yến bình đi rồi khi phù ẩn mới dẫn nàng đi thẳng đến một hướng khác chờ xuyên qua hành lang gấp khúc đi mãi đến chuồng ngựa hắn mới dừng lại mà lúc này ở đó có đứng hai nữ tử trong đó bộ dạng của một nữ tử rất là mỹ lệ khuôn mặt của nàng có vài phần tương tự với hy phù ẩn chỉ là mặt mày dịu hiền hơn hắn mang theo vài phần mềm mại chỉ nữ giới mới có dáng người nàng mảnh mai tư thái tuyệt sắc cái gọi là quốc sắc thiên hương chắc là dùng để hình dung nữ tử như vậy đi khương mặt là một nữ nhân mà nhìn cũng không khỏi sững sờ nữ tử đối diện nhìn thấy bọn họ tiến đến, công khóe môi nở nụ cười, sau đó đạp gót sen nhẹ nhàng bước tới. Phù Lan, đây chính là A Khương, thê tử chưa qua cửa của ca ca. Khi Phù Lan cúi người chào, cười gọi một tiếng, tẩu tẩu. Khương mặt đỏ mặt, chào muội. A Khương, đây là muội muội ta, Phù Lan. Khương mặt há miệng thở, đột nhiên không biết nên xưng hô với nàng ấy như thế nào. Tẩu tẩu, tẩu gọi muội là phù lan như ca ca là được khi phù lan nói phù lan khương mặt nhỏ giọng gọi một tiếng chờ đến khi hai bên đã đáp lễ khi phù lan đột nhiên nghiêm mặt lại lui về phía sau một bước đứng đắn hành đại lễ phù lan đa tạ tẩu tẩu mấy ngày nay đã chăm sóc hoài nhi khương mặt thấy thế vội tiến lên một bước đỡ lấy nàng muội đừng khách sáo hoài nhi nghe lời như vậy không tốn công gì đâu khi phù lan nắm ngược lấy tay khương Mạt, tẩu tẩu, phải nên vậy. Khi nói những lời này, biểu cảm trên khuôn mặt nàng không cho từ chối. Mùi ấy nên làm thế, để muội ấy hành lễ xong đi. Khi phù ẩn bước tới nói với Khương Mạc, sắc mặt cũng dịu dàng mà nghiêm út. Hắn nói, nàng chịu được cái lễ này, mà mùi ấy cũng nên hành lễ với nàng. Nói xong, hắn lại giơ tay sửa lại mái tóc hơi rối loạn của Khương Mạc, tiếp tục nói, dù sao nếu không phải nàng tìm được vị triệu đại phu này, chỉ sợ bây giờ Hoài Nhi đã không còn ở nhân thế. Nói một câu nàng có ân cứu mạng với Hoài Nhi cũng không quá phận. Khương mặt ngẩn ra, nàng hiểu ý của Hy phù ẩn. Mạng sống của Hoài Nhi xem như được một tay nàng kéo về, mà chuyện này thì Hy Phù Lan không biết. Cho nên hắn đã báo cho Hy Phù Lan bằng cách này. Quả nhiên, sắc mặt Hy Phù Lan càng thêm nghiêm túc, nàng ấy lui về phía sau một bước, tay giao nhau lui xuống dưới, quỳ rạp xuống đất dập đầu nói, Phù Lan đa tạ ân cứu mạng của tẩu tẩu với Hoài Nhi. Nàng hành lễ thật sự quá thành tâm, không giả dối nửa phần. Người phụ nữ đã từng là nữ nhân tôn quý nhất đại khánh này lúc này không một chút kiêu ngạo, mà thật lòng thật dạ dập đầu cảm tạ ân cứu mạng của nàng. Nàng hành lễ quá lớn, nhưng quả thật Khương Mạc có thể nhận được cái lễ này. Mau đứng lên đi, mặt đất lạnh lẽo. Khương Mạc đỡ Hy Phù Lan lên tiếp xúc gần gũi khiến nàng càng có thể thấy rõ diện mạo của Hy Phù Lan hơn. Với ánh mắt của Khương Mạc, dung mạo nàng ấy bây giờ thật ra vẫn còn hơi non nớt, vẫn chưa hoàn toàn hé lộ phong thái, dù sao thì nàng ấy bây giờ chỉ mới 18, 19 tuổi, đây hẳn là giai đoạn mà thiếu nữ tinh thần phấn chấn nhất, nhưng trong Hy Phù Lan lúc này đã rất trưởng thành rồi, ánh mắt của nàng ấy như là ánh mắt của một người trải qua quá nhiều sự đời, bình tĩnh không một chút gợn sóng, sâu thăm thẳm mà ẩn chứa rất nhiều thứ khương mạc bỗng thấy cay đắng cũng thấy đau lòng tuy rằng từ lúc bắt đầu đến đây nàng đã trải qua vô số sinh tử nhưng khương mạc vẫn luôn cảm thấy những điều gian khổ nàng gặp phải đều nằm ở thể xác là thứ bên ngoài còn nội tâm của nàng là tự do mọi yêu hận tình thù với nàng có thể báo được thì báo nàng dám yêu dám hận chưa từng khiến bản thân phải uất tức cơ thể bị thương nghiêm trọng bao nhiêu để lành một thời gian là được nhưng vết thương trong lòng thì cả đời cũng không thể lành được hẳn là sự đau lòng của Khương Mạc với Hy Phù Lan quá mức rõ ràng, cho nên nàng ấy liếc mắt một cái đã nhận ra. Hy Phù Lan ngẩn ra, đột nhiên cười, thật tốt. Gì cơ? Khương Mạc ngẩng người. Muội nói thật tốt, rằng muội có thể thấy được mặt trời ngoài hoàng cung, muội có thể nhìn thấy tổ mẫu, thấy ca ca, gặp được hoài nhi, sau này còn có thể có được một tẩu tẩu tốt như vậy, mọi thứ đều rất tốt, đây là ngày tháng mà trước kia muội nằm mơ cũng không dám mơ tới đón lấy ánh mặt trời sáng lạng kia, khi Phù Lan nở một nụ cười rất hợp với độ tuổi của nàng. Đôi mắt nàng ấy trong trẻo, sự đen tối lúc trước tan biến như ré mây ló rạng sau mặt trời, không còn chút hoang mang, nàng ấy mỉm cười như một tiểu cô nương. Khương mặt không biết vì sao nàng ấy lại thay đổi nhanh như vậy, nàng có chút phản ứng không kịp. Nàng không tự giác nghi người nhìn về phía Hy Phù ẩn. Khi Phù ẩn đưa tay lặng lẽ nắm lấy tay nàng, dịu dàng nói, tính tình Phù Lan hiền lành, lương thiện mà nhẫn nhịn. Chỉ là quyền lợi trong cung đấu tranh rất tàn khốc, rất ít khi có người rời cung mà còn có thể giống với lúc ban đầu. Phù Lan đã rất tốt rồi. Khương Mạc ngơ ngác gật đầu. Tẩu tẩu, muội muốn gặp Hoài Nhi, muội nhớ nó. Bên ngoài người nhiều phức tạp, khi Phù Lan theo xe ngựa vào trong phủ rồi mới xuống xe. Tới phủ rồi thì không còn cẩn thận như vậy. Năm đó Hy Phù ẩn dựng phủ ở Bình Giang, Ngoại trừ chuyện dễ để hắn xử lý công việc của tiền trang Hằng thông ra, một mục đích khác cũng là vì xây cọc ngầm. Cho nên lúc trước người trong phủ gần như đều là người được điều từ biên cảnh hầu phủ hành dương qua đây, chỉ có sai vặt bà tử ở tầng ngoài hầu hạ mới là mua tới từ nha môn địa phương, hơn nữa cũng đã qua chọn lựa kỹ càng. Mấy năm gần đây, trong phủ thường quản người rất nghiêm, cũng chưa bao giờ bại lộ, cho nên Hy Phù Lan hoàn toàn có thể yên tâm đi lại trong phủ bây giờ đã không còn mối lo về sau, khi Phù Lan hận không thể lập tức gặp được Hoài Nhi, chỉ là sự nhẫn nhịn được luyện tập hàng năm khiến nàng ấy không thất lễ trước mặt Khương Mạc. Khương Mạc đưa Hy Phù ẩn và Hy Phù Lan đến chỗ ở của Hoài Nhi. Hoài Nhi Hy Phù Lan vừa thấy con trai đã lâu chưa gặp, lập tức mất bình tĩnh, vành mắt đỏ lên. Hoài Nhi đang chơi hổ bông nghe thấy có người gọi nó, nó ngẩng đầu lên nhìn Hy Phù Lan, nhìn ngơ ngác hồi lâu mới đột nhiên tuét miệng cười nó còn nhớ hy phù lan mọi sự chịu đựng trong hy phù lan ngay lập tức tan biến nàng ấy nhịn không được tiến lên ôm hoài nhi vào trong ngực nàng ấy ôm hồi lâu sau đó lại nâng khuôn mặt hoài nhi lên trưng trưng nói hoài nhi nương tới đón con lúc hoài nhi bị đưa đi đã hít nhiều thở ít sắc mặt xanh trắng nhìn vào đã biết là không thể sống lâu nhưng lúc này sắc mặt nó lại hồng hào tay chân trắng chắc có lực toàn thân béo mập so với bộ dạng lúc trước quả thật là khác nhau hoàn toàn. Hơn nữa nụ cười kia cộng với bộ dạng ngây thơ chất phát của nó, thật sự rất khiến người ta yêu thương. Vừa nhìn vào người nó đã biết ngay người chăm sóc nó rất là tận tâm. Khi Phù Lan không ngờ rằng Khương Mạc sẽ chăm sóc Hoài Nhi tốt đến thế, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Khương Mạc, trong ánh mắt có thêm mấy phần cảm động, đa tạ tẩu tẩu. Khương Mạc mím môi cười, lúc nãy muội vừa cảm tạ ta rồi, lại còn hành đại lễ với ta, đừng cảm tạ ta nữa. Nói xong, như là nhớ tới điều gì, nụ cười trên mặt nàng tan biến. Khương mặt nhìn Hy Phù ẩn, muốn nói lại thôi, sau đó nàng nhìn Hy Phù ẩn, ngập ngừng một lát mới nói, hoài nhi, nó. Tình huống của nó, ca ca muội có nói với muội không? Biểu cảm trên mặt Hy Phù ẩn cứng đờ, nàng lại cúi đầu nhìn về phía Hoài Nhi. Hoài Nhi vừa thấy mẹ mình lại nhìn mình, nó vội ngẩng đầu lên nhìn nàng cười bộ dáng nó hiếp mắt cười có sự ngây thơ mà chỉ trẻ con mới có, nhìn vào không một chút âm u. Khi Phù Lan thấy thế cũng cười, nàng thoải mái nói, muội biết rồi, ca ca đã nói cho muội biết hết rồi. Nàng vuốt ve đầu Hoài Nhi, nhỏ giọng nói, bây giờ muội chẳng cần gì cả, chỉ cần nó có thể khỏe mạnh lớn lên là được. Tẩu tẩu, Hoài Nhi có thể sống được, muội đã rất vui vẻ rồi. Lúc mới biết Hoài Nhi có thể sẽ khác với người thường, khi Phù Lan từng đau lòng, cũng từng tuyệt vọng nhưng sau này nàng ấy lại nhớ tới hình ảnh hoài nhi nằm trong lòng ngực nàng không nhúc nhích nàng ấy lại cảm thấy mấy thứ đó chẳng còn quan trọng nữa hình hài của hoài nhi hôm nay càng thêm khẳng định cho suy nghĩ lúc trước của nàng ấy có thể sống được đã là điều tốt hơn cả khi phù lan tới hoài nhi đương nhiên không thể còn ở chung với khương mặt nữa khương mặt mở một cái sân khác trong phủ cho bọn họ cái sân kia đã được sửa sang lại trước cho nên lúc này chỉ cần thêm vào chút đệm chăn vụn vặt là được sau khi dặn dò đồ chuẩn bị xong xuôi khương mạc đưa hi phù ẩn yến bình và hi phù lan hoài nhi cùng đi bái kiến lão phu nhân bình thường lão phu nhân tất nhiên sẽ muốn ôm hoài nhi trước để trêu đùa một phen nhưng hôm nay sự chú ý của bà đều tập trung hết lên trên người hi phù ẩn và hi phù lan nếu tính lại lão phu nhân đã rất lâu rồi chưa gặp hai huynh muội bọn họ rồi nhìn hai huynh muội lão phu nhân nhất thời không kìm nổi nước mắt rơi như mưa hai huynh muội các con mạng số không tốt hành dương hầu phủ mở mặt hơn nửa đời nhưng hai huynh muội các con chưa bao giờ được hưởng thụ được sự vinh quang của ngài ấy bao giờ ngược lại khi ngài ấy bị thua khi ngài phải giải nắng dầm mưa các con phải gánh trách nhiệm của hầu phủ hành dương lên trên nhiều lần sinh tử phù lan đáng thương của ta bị tên hôn quân nguyên đức đế kia chà đạp cả đời bây giờ lại còn phải giả chết thoát thân hoàng thất đại khánh không một ai là thứ tốt tất cả đều là súc sinh nói xong câu cuối cùng lão phu nhân hận đến mức nghiến răng nghiến lợi có thể nói sự bất hạnh của cả nhà bọn họ đều là từ hoàng gia phu quân con trai của bà bị hoàng đế hy chiêu bày mưu giết hại cháu gái của bà bị hoàng đế nguyên đức trà đạp như thế cả chắc trai của bà cũng phải trải qua trắc trở suýt chút nữa đã chết ở bên ngoài tổ mẫu đều đã qua hết rồi khi phù lan kéo lấy tay lão phu nhân an ủi bà đứa cháu ngốc không thể qua được chờ sau này ta chết đi ta muốn đuổi đến địa phủ tìm hoàng thất đại khánh bọn chúng để đòi nợ ta muốn hỏi hoàng đế hy chiêu khi gia chúng ta thủ giang sơn cho hắn ta mấy trăm năm nay lại rơi vào kết cục như thế rốt cuộc là hắn có cắt trước tâm can hay không lão phu nhân chỉ đang nói lẫy lòng bà quá mức khó chịu thù mới cộng thêm hận cũ khiến nội tâm bà kìm nén chịu không nổi tổ mẫu đây là yến bình là đệ tử của con có lẽ là vì dời đi sự chú ý khi phù ẩn và khương mặt đẩy Yến Bình lên để giới thiệu cơ thể Yến Bình lập tức cứng đờ nhóc nghiêm khuôn mặt nhỏ nhắn lại đứng ở trước mặt lão phu nhân hành lễ nói Yến Bình bái kiến lão phu nhân quả nhiên sự chú ý của lão phu nhân đã bị Yến Bình hấp dẫn bà nhìn chầm chầm vào Yến Bình nhớ lại một lát cuối cùng cũng nhớ tới khi phù ẩn đã từng nhắc đến đứa bé này trong thư bà thở dài kéo lấy tay Yến Bình nói đứa bé ngoan học giỏi đọc sách nhiều rất tốt yến bình thân có tàn tật không thể thi khoa cử nhưng ở phương diện đọc sách nhóc lại rất có thiên phú mới đầu khi phụ ẩn vốn định tiếp người rời khỏi núi để sắp xếp theo ý khác nhưng lại không ngờ đứa bé này thế mà lại chủ động tìm đến hắn nói rằng muốn tiếp tục theo hắn đọc sách không vì công danh lợi lộc mà chỉ vì đọc sách yến bình có sự chân thành đối với đọc sách và theo đuổi học vấn Điều này ngay cả Hy Phù Ẩn cũng không ngờ đến, cho nên hắn bị sự chân thành này đánh động, cũng bị thiên phú của nhóc làm cho khiếp sợ, cho nên đã chính thức thu Yến Bình làm đệ tử. Mấy người lại cùng hàng huyên với lão phu nhân một lát, thấy bà mệt mỏi rồi mới rời đi. khi Phù Lan ôm Hoài Nhi tự trở về sân của mình, còn Yến Bình thì đi theo Hy Phù Ẩn đến cái sân lúc trước mà hắn ở. Sau khi đuổi Yến Bình đi, Hy Phù Ẩn và Khương Mạc cùng nhau trở về một đường không nói gì cả chờ đến khi cho lui hết người trong phòng khi phù ẩn mới mở miệng sau khi hồi kinh ta sẽ sắp xếp người tiếp yến bình đến kinh thành trong khoảng thời gian này nó sẽ ở cùng với ta khương mạc nói từ chàng chăm sóc đệ ấy rất tốt yến bình có thiên phú rất cao với chuyện đọc sách cho dù sau này nhóc không thể tham gia khoa cử bước vào con đường làm quan thì cũng có thể trở thành đại nho đương thời nàng không cần phải lo lắng cho nó Lúc Khương Mạc mới vừa nghe thấy Hy Phụ ẩn nói rằng hắn đã thu Yến Bình làm đệ tử còn có chút kinh ngạc, đến lúc này khi nghe được lời giải thích của hắn, trong lòng chỉ còn lại sự vui vẻ, thật sao? Là thật. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thật ra điều mà Khương Mạc lo lắng nhất chính là cuộc đời sau này của Yến Bình phải đi như thế nào. Tục ngữ nói, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Nàng không thể nào chăm sóc Yến Bình cả đời, sau này đệ ấy vẫn phải dựa vào bản thân để đứng dậy. Vì chuyện này, Khương Mạc còn từng âm thầm sầu não chuyện sau này nên tìm cho Yến Bình thủ đoạn mưu sinh thế nào cho đệ ấy. Bây giờ nghe Hy Phù Ẩn nói như vậy, nàng lập tức yên tâm. Hy Phù Ẩn có thể thi đậu trạng nguyên đã đủ để chứng minh sự tài hoa của hắn, nếu hắn đã nói Yến Bình có thiên phú, vậy thì Yến Bình thật sự có thiên phú, cộng với sự dạy dỗ của hắn, thành tài sẽ là chuyện sớm muộn. Ở thời đại này, địa vị của người đọc sách vốn rất cao, đi đến đâu cũng được người khác tôn kính. Nếu Yến Bình có tạo nghệ trong phương diện này, thì những vấn đề mà nàng đang lo lắng không cần phải suy nghĩ thêm nữa. Khi phù ẩn dịu dàng nhìn dáng vẻ nàng vui vẻ sung sướng. Một lát sau, hắn bỗng dưng móc ra một hộp gỗ từ bên trong tay áo đưa cho Khương Mạc. Khương Mạc sửng sốt, nàng cầm lấy hộp hỏi hắn, đây là cái gì? Lúc này, nụ cười trên mặt Hy Phù ẩn hơi nhạt đi, hắn điềm đạm nói, ta đã chấm dứt vài chuyện trên đường trở lại kinh thành. Khương Mạc nghe vậy, không tự giác ngẩng đầu nhìn thoáng qua biểu cảm của Hy Phù Ẩn, sau đó cũng thu lại nụ cười trên mặt, đưa tay mở hộp gỗ ra. Bên trong hộp cũng không có đựng thứ gì, chỉ có một vài tờ giấy hơi mỏng. Khi nhìn kỹ, chữ viết trên giấy cũng không được đẹp, không phải là chữ của Hy Phù Ẩn. Nhìn nội dung trên giấy, Khương Mạc không tự giác đọc ra, các lão tứ thịt đùi trái hai cân cắt thanh thịt đùi trái hai cân cát bưu thịt đùi phải một cân thôn trưởng thịt đùi phải một cân rưỡi Khương mặt đọc đến đây giọng nói đột nhiên im bặt nàng mở to hai mắt sau đó lại cho mày đọc xong tờ giấy thứ nhất nhanh như gió lại lật từng tờ giấy phía dưới lên đọc hết hồi lâu sau đó nàng mới ngẩng đầu nhìn về phía hư không một cái tên đã lâu chưa từng nghe qua lại một lần nữa xuất hiện trong đầu nàng thôn bác yến mà mọi chuyện nàng trải qua trong cái thôn kia, cũng hiện lên trước mắt nàng từng màn một. Cảnh tượng kỳ dị kia cuối cùng hóa thành từng khuôn mặt dữ tợn. Tờ giấy này rõ ràng chính là danh sách ghi chép lại lúc bọn họ bị thôn dân thôn bác yến xem như heo dê mà chia thịt. Nếu không phải sau đó bọn họ trốn thoát được, có lẽ bọn họ sẽ thật sự giống như trên tờ giấy này, cơ thể bị mổ xẻ thành từng miếng từng miếng, sau đó bị người ta ăn vào trong bụng. Khương mặt cầm tờ giấy mà tay hơi phát rung bỗng dưng nàng lại lập tức nhận ra sao thứ này lại ở trong tay hy phù ẩn có lẽ tay khương mặt căng thẳng nàng nhìn về phía hy phù ẩn chàng đã quay lại đó một lần nữa sao đúng vậy khi phù ẩn gật đầu ta tự mình đến cũng là ta tận mắt nhìn nó hủy diệt giọng điệu của hy phù ẩn hơi lạnh lùng ánh mắt hờ hững Khương mặt nhắm mắt lại hồi lâu sau nàng mới mở mắt nhìn về phía hy phù ẩn nàng nhìn không chớp mắt sau đó nắm lấy tay hy phù ẩn nói nơi đó chỉ toàn là tội ác dơ bẩn bàn tay của mỗi một con người ở đó đều dính đầy máu khiến người ta buồn nôn bọn họ đều đáng chết nơi như thế vốn không nên tồn tại hy phù ẩn chợt bật cười biểu cảm trên mặt dịu đi hắn trở tay nắm lấy bàn tay khương mạc trong ánh mắt có mang theo mấy phần mềm mại a à khương nàng đang an ủi ta sao khương mạc bị hỏi đến mức sửng sốt nàng nhìn hy phù ẩn không nói gì khi phù ẩn bật cười, ánh mắt của hắn lại trở về với phức tạp và sâu thẳm, hắn dùng một giọng điệu gần như thở dài, nói với nàng, A Khương, ta không phải người tốt, ta sẽ không cảm thấy ấy nấy chỉ vì diệt đi một cái thôn nho nhỏ, chỉ vì giết đi vài người, huống chi những kẻ đó còn từng có ý muốn giết chúng ta. Bắt đầu từ lúc bọn họ có tâm tư kia, ta nhất định sẽ phải giết bọn họ. Những kẻ đó chẳng qua chỉ là tự chịu diệt vong, sao ta phải cảm thấy ấy nấy chứ? Khương Mạc nhìn Hy Phù ẩn ngơ ngác, hắn tâm tư thâm trầm, sát phạt quyết đoán, đây là điều mà Khương Mạc vẫn luôn biết. Cũng là vì sự đặc biệt này của hắn, nên hắn đã cứu nàng vô số lần dọc đường đi. Thế cho nên Khương Mạc không phải đang an ủi hắn, nàng chờ đến khi hắn nói xong, mới chậm rãi lắc đầu nói ra suy nghĩ trong lòng mình, không phải, không phải ta an ủi chàng, lời này là ta nói cho ông trời nghe thấy. Ta muốn cho ông trời biết, chàng không phải đang tạo sát nghiệp lung tung, người chết đều là người đáng chết bọn họ chết cũng chưa hết tội không thể trách tội chàng thiện ác đến cùng cũng sẽ có báo ứng tỉ như thôn bác yến ăn thịt người cũng không thể nào trốn thoát được kết cục bị hủy diệt cũng tỉ như lê phàn tàn sát bá tánh ở cạnh sông liêu cuối cùng lại chết trên tay nàng và cũng còn có rất nhiều ví dụ nữa cả con đường này nàng đã nhìn đủ nhiều rồi vốn dĩ khương mạc không tin vào mấy thứ này nhưng nàng đột nhiên có được dị năng nàng bất ngờ xuyên không mọi chuyện mà nàng phải trải qua khi đến đây đều khiến nàng bắt đầu có cảm giác kính sợ đối với ông trời. Nàng nghĩ rằng, nếu vận mệnh chú định ông trời thật sự sẽ thanh toán mọi thứ trên thế gian này, nàng hy vọng ông trời biết khi phù ẩn hắn không làm chuyện ác. Có lẽ hắn không ngờ rằng Khương Mạc sẽ nói ra câu như vậy, khi phù ẩn hoàn toàn sững sờ, ánh mắt của hắn trở nên phức tạp mà thân thiết theo, sau đó toàn bộ hóa thành sự dịu dàng không thể xóa mờ hắn nhẹ nhàng ôm cô nương sắc mặt nghiêm túc vào trong lòng ngực nhẹ giọng nói ta cũng chỉ nguyện quãng đời còn lại của a khương bình an vui vẻ không màng sống chết giọng vừa dứt hắn đặt một nụ hôn lên giữa mày khương mặt rất thành kính cảm nhận được xúc cảm ấm áp trên trán khương mặt ngửa đầu nhìn về phía hy phù ẩn mím môi cười hy vọng của chàng cũng là hy vọng của ta thời gian lặng yên năm tháng yên bình trong lòng Khương Mạc có một sự yên bình thoáng như mọi cực khổ ngày xưa đã dần đi xa. "A à Khương, cảm ơn nàng." Khương Mạc có chút buồn cười, "Cảm ơn ta cái gì cơ?" Khi phù ẩn trầm ấm đáp, nàng đã kéo ta khỏi vũng lầy, nàng cứu mạng ta, giúp ta chăm sóc tổ mẫu, giúp ta cứu Hoài Nhi, còn cả lúc ôn dịch khi bình gian hiện tướng loạn, cũng là nàng ra tay ổn định. Tất cả những chuyện đó đều hẳn phải để ta nói với nàng một tiếng cảm ơn. Khương Mạc cọ cọ trong lòng ngực khi Phù ẩn, nói, ta cũng nên nói lời cảm ơn với chàng. Từ Bắc về Nam, chàng đã làm trụ cột trong lòng cho ta, khi tới Bình Giang, chàng cho ta an ổn. Chàng cũng biết đó, ta ở đây một thân một mình, bây giờ ta có chàng, có tổ mẫu, có Yến Bình. Phù Lan lại là một người em chồng rất dễ chung đụng, hoài nhi đáng yêu rất khiến người ta yêu mến. Ta rất hạnh phúc. Mọi điều mà Khương Mạc trải qua trong thời đại này có tốt, cũng có xấu nhưng dù là lúc nào nàng vẫn luôn có người kề cạnh để nàng không bao giờ thấy cô độc trước kia nàng một mình dạo quanh thế giới là vì tự bảo vệ mình cho nên nàng ép buộc bản thân phải rời xa quần chúng nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nàng không thấy cô đơn bây giờ nàng đã bước ra khỏi sự cô đơn của lúc trước nàng trải qua nhiều thứ tình cảm trong lòng cũng cảm thêm sâu đậm đương nhiên cũng cần một người để chia sẻ giữa nàng và hy phù ẩn gắn bó sinh tử không rời không bỏ, điều này hàng gắn còn sâu hơn cả tình cảm bình thường, cũng có sức mạnh to lớn hơn cả. Hiện tại, hai người họ sắp kết phu thê, quãng đời sau này sẽ làm bạn lẫn nhau, cho nên lúc này những câu nói, những lời lẽ khác chẳng còn thích hợp nữa, chỉ có thể hóa thành một tiếng cảm ơn. Khương Mạc nghĩ như vậy, Hy Phù Ẩn cũng nghĩ như vậy. Đột nhiên, như là nhớ tới điều gì, Khương Mạc lại rời khỏi bờ ngực Hy Phù Ẩn, nàng hu, đúng rồi, triệu túc chạy trốn, chàng phải làm sao đây khi phù ẩn đêm đó quá hỗn loạn ta vội cứu phù lan không chú ý nên để y trốn thoát khương mạc có chút sầu lo có tin tức gì không hẳn là y đã chạy đến bắc địa rồi tạm dừng một chút khi phù ẩn mới tiếp tục nói triệu túc gây dựng ở bắc địa đã nhiều năm thế lực ăn sâu bén rễ nếu như y muốn lẫn trốn chúng ta muốn tìm ra y chỉ sợ phải tốn chút thời gian chẳng qua lúc trước khi cứu tế ở bắc địa ta đã nhân cơ hội cắm vào một vài thám tử, bây giờ vẫn đang điều tra. Triệu túc cáo già xảo quyệt, khi phù ẩn đấu đá với y lâu như vậy, cho nên vẫn có chút hiểu biết. Chỉ là bắt địa thiên tai khô hạn, dân chạy nạn hỗn loạn, chuyện xấu xa trong đó quá nhiều, tình huống phức tạp đến mức không nói cũng biết, bọn họ cũng đã từng chính mắt gặp qua rồi. Trong tướng loạn thế này, triệu túc muốn trốn đi thật sự quá dễ dàng. Thế cục hỗn loạn ở Bắc Địa Vũng không phải không thể nào giải quyết, nếu không phải người của triệu túc làm khó dễ giữa đường, hắn đã có thể phái binh trực tiếp trấn áp từ đợt cứu tế lần trước rồi. Hắn sẽ lấy thủ đoạn mạnh mẽ để nó trở về bình thường. Còn hiện tại, hắn chỉ có thể bước từng bước một, điều quan trọng nhất chính là diệt trừ triệu túc. Khương mặt miếm môi, từng cảnh tượng thảm thiết trước kia hiện lên trước mắt, giọng nàng trở nên hơi nặng nề, tình huống ở Bắc Địa đã tốt hơn chút nào chưa? Khi phù ẩn mùi ngùi, trị dài thì an lâu, bắc địa bị nắm giữ trong tay triệu túc quá lâu cần phải có thời gian ta đã xét nhà triệu túc và vây cánh của y tiền tài có được phát hết đến bắc địa để cứu tế đây là một đề tài nghiêm trọng sau mỗi một con chữ đều dính đầy máu vậy là tốt rồi giọng khương mạc càng nhẹ hơn trong phòng bỗng yên tĩnh ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong khương mạc có thể thấy được những hạt bụi nho nhỏ trôi nổi trong không khí hồi lâu sau nàng hỏi vậy tiểu hoàng đế thì sao tiểu hoàng đế là người thế nào khi phù ẩn nghe vậy đột nhiên nở nụ cười ẩn ý hắn đè ngón tay lại tiểu hoàng đế là một con sói con sói con không phải tự miêu tả gì tốt lành khương mặt lập tức nhìn về phía hắn hỏi vậy có khi nào hắn sẽ đối với chàng trong những đoạn lịch sử mà nàng biết được vì lấy quyền lực về tay sau khi thành niên có rất nhiều thiên tử thiếu niên hành động giết đại thần phù chính thường thì người xuất phát từ vị trí như hi phù ẩn đều sẽ không có kết cục tốt cộng thêm việc bây giờ hi phù lan và hoài nghi căn bản là chưa chết bài học kinh nghiệm từ lịch sử nói cho nàng biết rằng vĩnh viễn không thể coi kinh sự hoài nghi của một vị đế vương cho nên khương mạc không khỏi nghĩ nhiều hi phù ẩn lại không thèm để ý chút nào không cần phải lo lắng mặc dù là một con sói con nhưng cũng là một con sói con biết ơn nếu không ta cũng sẽ không đẩy hắn lên hoàng vị ta sẽ không làm chuyện tự chịu diệt vong. Nhưng không phải con trai của Nguyên Đức Đế chỉ có mình hắn sao? Hoài Nhi đã không còn khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế, ngoại trừ hắn ra, còn có ai được nữa. Khương Mạc cho rằng Hy Phù ẩn bất đắc dĩ mới phải nâng đỡ tiểu hoàng đế lên ngôi. Biểu cảm trên khuôn mặt Hy Phù ẩn trở nên khó lường hơn, hắn công môi nói, tuy Nguyên Đức Đế có bệnh, nhưng tính nết phong lưu yêu sắc đẹp, chuyện này thiên hạ đều biết người trong thiên hạ sao có thể biết được hắn ta có đứa con riêng nào không muốn ai biết hay không nếu không có tên tiểu hoàng đế này giang sơn đại khánh cũng vẫn có người kế thừa như cũ cũng không phải chỉ có mỗi tiểu hoàng đế chính xác mà nói là hi phù ẩn lựa chọn hắn mà không phải là thiên hạ lựa chọn hắn khương mạc nghe thấy trái tim nàng nhảy thình thịch mấy hồi lời của hi phù ẩn nàng hiểu nguyên đức đế chết rồi mỹ nhân hắn từng ngủ qua nhiều như lông trâu chỉ sợ có một vài người bản thân hắn còn không rõ cho nên cho dù tìm tới một hoàng tử giả sau đó công bố là con trai của nguyên đức đế ai mà biết thật giả được cảm giác tay cầm quyền lực vô thượng đùa bẩn thiên hạ chính là như vậy sao cuối cùng thì khương mạc cũng đã biết vì sao từ xưa đến nay có nhiều kẻ tre già măng mọc bước lên con đường tranh quyền đoạt lợi như vậy ngay cả bản thân nàng bây giờ chỉ mới ghé tai nghe một hồi mà cũng đã có thể cảm giác được một nỗi xúc động nóng cháy như máu đang sôi trào lòng đầy nhiệt huyết. Nhìn ánh mắt nàng hơi hơi hưng phấn, trên mặt cứ ngơ ra không biết đang suy nghĩ điều gì, khi phụ ẩn đột nhiên có hứng thú, mắt hắn hơi đảo, hơi ghé sát vào khương mạc, rất nghiêm túc hạ giọng xuống đều khơi dậy xúc động trong nàng, nàng có muốn làm hoàng hậu không? Dù sao bây giờ ngôi vị hoàng đế tiểu hoàng đế còn chưa ngồi nóng lắm đâu, tay ta cầm đại quân, trên dưới triều đình lại đều là người của ta, không thì ta đuổi tiểu hoàng đế xuống, ta làm hoàng đế, nàng làm hoàng hậu, thế nào? Cái, cái, cái gì? Khương Mạc đột nhiên trừng lớn mắt, lắp bắp hỏi. A Khương cảm thấy không được sao? Khi phụ ẩn ngờ vực hỏi. Đương nhiên là không rồi. Nếu không thì ta đỡ A Khương lên làm nữ hoàng, ta làm hoàng phu của A Khương. Khi phụ ẩn đề nghị rất nghiêm túc, nhưng trong đôi mắt chỉ toàn là vẻ trêu đùa. Lúc này phản ứng của Khương Mạc còn lớn hơn, nàng kinh sợ trực tiếp lui về phía sau mấy bước, hơi thở dồn dập, chàng chàng đừng nói bậy, sao ta lại nói bậy? chẳng lẽ a khương muốn để ta làm trai lơ sao? nói xong, hi phụ ẩn suy nghĩ một hồi như thấy khó xử, hắn cam chịu, làm trai lơ cũng được, chỉ là a khương không thể thay lòng đổi dạ, bảo ta làm trai lơ thì không thể cưới hoàng phu khác. vậy chàng cưới ta làm hoàng hậu rồi có nạp phi không? khương mặt bị hi phụ ẩn mang vào hố, nghe hắn nói xong thì thuận miệng hỏi hắn, hỏi xong mới nhận thấy điều không đúng. Đương nhiên là không, cưới A Khương rồi, ta sẽ không nhét người khác vào được nữa. Chẳng lẽ ngoài ta ra, A Khương còn muốn tìm người khác sao? Không, không, ý ta không phải vậy, Khương mặt gấp đến mức mặt đỏ tai hồng. Nàng nói lộn xộn, đang muốn mở miệng giải thích thì mới nói được một nửa, nàng bỗng nhận ra không đúng. Khi phù ẩn trước mặt nhỏ giọng bật cười, sau đó tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng sáng lạn khương mạc đưa tay hung hăng vỗ hi phù ẩn dẫn đến cắn răng chàng trêu ta khi phù ẩn nắm lấy tay khương mạc vừa cười vừa nói còn không phải là vì ta thấy nàng có hứng thú hay sao ai thấy hứng thú chứ ta chỉ là chỉ là nói đến một nửa khương mạc đã bị hi phù ẩn trước mắt chói mù mắt nàng rất ít khi nhìn thấy hắn cười sáng lạng không chút áp lực như thế khi cười vẻ điềm đạm tối tăm trên người hắn đột nhiên bay biến ngược lại mang theo vài phần sức sống của thanh niên dung mạo vốn dĩ đã xuất sắc càng thêm vài phần xinh đẹp khương mạc nhìn một cái giận cỡ nào cũng sạch nàng quay đầu rầu rĩ nói trong tay nắm quyền lực đương nhiên là tốt rồi chỉ là theo đó thì ràng buộc cũng sẽ nhiều thêm đời này ta chỉ muốn bình an khỏe mạnh tự do vui sướng sống một đời khi phù ẩn cười đủ rồi mới hơi kìm nén lại từ so với quyền lực thiên hạ ta hy vọng a à khương bình an khỏe mạnh tự do vui sướng nhiều hơn. Vui đùa một phen, bầu không khí hơi nặng nề lúc trước trong khoảnh khắc trở nên nhẹ nhàng hơn, thêm vài phần sức sống. Vào giữa trưa, hơn nữa còn là một buổi trưa trời nắng chói chang, ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên người rất ấm áp dễ chịu. Khương mặt sai người dọn một cái ghế ra sân phơi nắng, ngoài ra còn có một cái bàn nhỏ, trên bàn đặt một ly trà và một đĩa điểm tâm. Khương mặt đang cầm sách đọc rất chú tâm, tất cả tinh thần đều bị thế giới mỹ lệ trong sách hấp dẫn nàng đọc như si như say ngay cả khi bên cạnh có một người ngồi xuống nàng cũng không nhận ra hồi lâu sau khương mặt chỉ cảm thấy cổ cứng đờ đau nhất nàng đặt thư lên bàn trở lại hoạt động cổ một chút sau đó ngáp một cái rồi duỗi lưng lưng vừa mới duỗi được một nửa nàng đã thấy được hy phù ẩn đang ngồi ngay ngắn bên cạnh trong tay cũng cầm quyển sách như nàng khương mặt thu tay lại hỏi hắn sao chàng lại qua đây đôi mắt khi phù ẩn từ sách chuyển lên trên người khương mạc hắn nói buổi học hôm nay của yến bình xong rồi ta đến gặp nàng khương mạc cười mỉm chuyện của chàng đều xử lý hết rồi sao khi phù ẩn gật đầu sách xong cả rồi hắn cầm trà lên nhấp một miếng lúc buông chén trà xuống ánh mắt hắn liếc đến quyển sách trên bàn khi phù ẩn cầm sách lên những mày hỏi nàng nàng thích địa lý chí hóa ra quyển sách lúc trước khương mạc đọc chính là một quyển sách về địa lý Khương Mạc ự ừ một tiếng, sau đó nói: "Trước kia ta thường đi khắp nơi, cứ thích đến một vài chỗ thần bí khó lường thú vị. Ngần ấy năm trời, bèn thích đọc những quyển sách linh tinh như địa lý chí." Nghe Khương Mạc nói thế, Hi Phù ẩn cũng thấy hứng thú, hắn hỏi: "Chỗ nào thần bí khó lường? Chỗ nào thú vị?" Sau khi nghe thấy câu hỏi của Hi Phù ẩn, Khương Mạc nhíu mày suy nghĩ một lát, sau đó mới nói: "Những địa phương mà ta đi qua có chỗ rất quái lạ." nơi đó xảy ra rất nhiều sự kiện thần bí hứng thú trong hy phù ẩn càng ngày càng nhiều thần bí là thần bí ra sao thấy hy phù ẩn có hứng thú như vậy khương mạc cũng kể lại cho hắn nghe những chuyện mà nàng từng trải qua ví dụ như ta đã từng đến một khu rừng nơi sâu nhất trong rừng có một cái hồ nhưng xung quanh hồ chất đầy xương cốt phàm là có vật sống tới gần không kể là động vật hay là con người đến đó đều sẽ chết một cách không thể hiểu được sao lại chết chẳng lẽ nơi đó có vật độc khương mặt gật đầu cũng có thể nói là độc sau đó ta đã tự trải nghiệm chỉ gần tới gần cái hồ kia ta sẽ sinh ra ảo giác dù là động vật hay là con người một là tự giết hại lẫn nhau hai là chịu không nổi nên tự sát cho nên mới thành như vậy khi phù ẩn nghe vậy sắc mặt hơi nghiêm túc lên nàng có bị thương hay không khương mặt lại không thèm để ý sao có thể không bị thương được chứ? ta thiếu chút nữa đã chết ở nơi đó. chẳng qua chàng cũng biết ta mà, ta không chết được. khương mạc nhấc tay lên nói, biểu cảm trên mặt khi phù ẩn cũng không vì vậy mà trở nên nhẹ nhàng. chờ đến khi thấy hắn định nói gì thêm, khương mạc đã giành nói trước. đúng rồi, chàng biết không? ngoại trừ nguy hiểm ra, những nơi đó còn có rất nhiều thứ thú vị. chàng có nghe qua một loại hoa tên là hoa ăn thịt người chưa? còn có cả một loại dây leo tên là dây leo bắt người nữa đó là thứ gì? Hoa ăn thịt người sẽ ăn thịt người sao? Dây leo bắt người sẽ bắt người sao? Hy phù ẩn hỏi. Khương mặt lập tức cười, tuy rằng mọi người gọi hoa thịt người là hoa ăn thịt người, nhưng nó lại không ăn thịt người, thật ra nó tên là hoa đại vương, chỉ là nó có tập tính giống như động vật cộng thêm những truyền thuyết nghe nhầm đồn bậy về nó, cho nên mới tạo thành tính thần bí của nó. Vì thế nên mọi người bèn thuận miệng gọi nó là hoa ăn thịt người dây leo bắt người thì sao thứ này thì đáng mặt tên nó thật một khi chạm vào dây leo của nó nó sẽ siết chặt gắt gao siết cho đến khi con mồi chết đi dây leo bắt người thông qua phương thức như vậy đạt tới mục đích có được chất dinh dưỡng sau đó tồn tại khi phù ẩn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng thế gian này lại có nhiều thực vật kỳ quái như vậy đương nhiên thực vật thần kỳ như vậy còn có rất nhiều nữa ta kể cho chàng nghe ba ngày ba đêm cũng nói không hết ngoại trừ thực vật ra thì còn có động vật ví dụ như tinh tinh có một khuôn mặt đầy lông như mặt người đương nhiên còn có những chỗ cách lục địa rất xa hoặc sâu trong biển rộng có rất nhiều sinh vật biển mà chúng ta chưa từng thấy ví dụ như sứa này cá mập cá heo biển hay là hải mã ở cực nam thế giới là băng ở đó còn có những con chim cánh cụt đi lắc lư lắc lư cực bắc thế giới cũng toàn là băng có một loại gấu thân trắng khi phù ẩn tự xưng là đọc vạn quyển sách nhưng những chuyện mà khương Mạc nói ra hắn chưa từng đọc được hắn thậm chí còn không thể tưởng tượng ra những sự vật mà nàng miêu tả giờ khắc này hắn không thể không thừa nhận rằng kiến thức của mình hạn hẹp hóa ra ngoại trừ phần ranh giới trông như mở mang như đại thánh trước mắt thế giới này còn có những phần đất bao la hơn nữa nhưng điều quan trọng nhất là khi khương mạch kể về những điều này trong đôi mắt nàng bắn ra vẻ rực rỡ mà hắn chưa từng thấy được a à, khương rất thích đến những nơi như vậy sao khi phù ẩn đột nhiên đặt câu hỏi cắt đứt sự lải nhải của khương mạc giọng nàng đột nhiên im bặt biểu cảm trên mặt khương mạc đột nhiên trở nên khó hiểu nàng mím môi suy nghĩ ta không biết ta chưa từng nghĩ tới lúc bắt đầu tiến vào rừng rậm giả ngoại nàng chỉ là vì tự bảo vệ mình sau này thì là vì sinh tồn nhưng có thích hay không trước giờ nàng chưa từng nghĩ đến khi phù ẩn nghe vậy sắc mặt trở nên bao dung hắn dịu dàng nói a khương nàng thích khương mạc ngơ ngác nhìn hy phù ẩn a à khương chờ chuyện ở đây xong xuôi ta sẽ theo nàng du lịch đi khắp núi xanh sông lớn thế gian này được không đến lúc đó đến lượt ta chăm sóc nàng nàng đi không được đến lượt ta cổng nàng có nguy hiểm đến lượt ta bảo vệ nàng được không ta nhất định sẽ chăm sóc nàng thật tốt khương mạc vẫn nhìn hy phù ẩn như cũ nàng nhìn không chớp mắt nhìn người đàn ông đang tắm mình dưới ánh mặt trời như đang khoác lên người một hào quang thánh khiết trông hắn như thần tiên đang ngồi trên cửu trọng thiên cao xa, cốt cách như ngọc, tướng tá như kim, phong vận nho nhã. Mà người như thế, lại đang nhìn nàng yêu thương, nói lời âu yếm với nàng. Đột nhiên, Khương Mạc đỏ mặt. Nàng ngoảnh mặt đi, gật đầu loạn xạ, từng, chờ chàng xong chuyện ta dẫn chàng đi. Vừa lúc ta đọc thấy rất nhiều địa phương thú vị từ trong địa lý chí, đến lúc đó chúng ta sẽ đi hết, khi phù ẩn nao nao, sau đó hắn nhìn thấy vành tay đỏ ẩn của Khương Mạc, hắn đột nhiên cười nói, được, ta chờ A Khương dẫn ta đi. Gió nhẹ lay cành, vài chiếc lá đung đưa trong làn gió. Khương Mạc thì thầm với Hy phù ẩn, vì để hai người hòa hợp một lần nữa, Nguyệt Linh và Nguyệt đang tự giác lui ra cho hai vị chủ tử đủ không gian riêng. Đến trưa rồi, ánh mặt trời càng thêm nóng cháy, Khương Mạc thậm chí cảm thấy hơi nóng vào mùa đông mà có thể có thời tiết như vậy thật ra rất tốt khương mạc lại có vẻ có chút sầu lo nàng buông chén trà ngơ ngác nhìn không trung vạn dặm không mây bầu trời xanh đến mức sáng trong rất đẹp đẽ thời tiết như vậy nhìn vào đã biết ngày mai nhất định sẽ là một ngày nắng lớn có chuyện gì vậy khi phù ẩn nhìn bộ dáng của nàng hỏi hôm nay có chút không bình thường khương mạc lẩm bẩm nói khi phù ẩn nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn về phía khương mạc hơi nhíu mày không bình thường thế nào khương mạc đưa ánh mắt nhắm ngay vào hi phù ẩn nghiêm túc nói bây giờ đã chính thức bắt đầu vào đông nhưng bắt đầu từ ngày hôm qua nhiệt độ không khí càng ngày càng cao gió ngày hôm qua còn hơi lạnh ta còn phải mặc áo bông mà hôm nay ta đã mặc vào trang phục mùa thu đếm ngược về đoạn thời gian lúc trước khi vừa mới bắt đầu mùa đông trời lại đổ tuyết lớn liên miên khi thì tuyết lớn bay loạn, khi thì mặt trời lên cao, thời tiết kỳ lạ đến mức không được bình thường. Ta có một dự cảm xấu ngay lúc này, sợ là Tết năm nay không ăn yên ổn được rồi. Khi phụ ẩn nghe xong, lập tức ngộ ra ngay. Hắn nhìn về phía không trung, hai ngày nay mỗi ngày một mùa, xem xu thế hôm nay, chỉ sợ ngày mai lại phải mặc quần áo mùa hè, thời tiết đúng là không bình thường. Khương mặt thở dài, nạn hạn hán ở Bắc Địa còn chưa trôi qua, Phương Nam đừng xảy ra chuyện nữa. Khi phụ ẩn nén lại sự nghi ngờ trong lòng, điềm đạm đáp, trước đó vài ngày Bắc Địa có đổ mưa, tuy rằng không lớn nhưng cũng được xem là một dấu hiệu tốt. Thật sao? Khương Mạc có chút vui sướng. Từ, trước đó không lâu. Vậy là tốt rồi. Sự thật quả nhiên cũng giống như suy nghĩ của bọn họ, mới đầu ngày, mặt trời buổi sáng đã mọc rồi. Theo lý thuyết, thời gian có ánh sáng mặt trời vào mùa đông sẽ trở nên ngắn lại, ban đêm sẽ trở nên dài hơn, nhưng hôm nay lại giống như một mùa hè, từ sáng sớm mặt trời đã mọc lên, độ ấm đột nhiên tăng cao, trang phục mùa thu hôm qua đã không thể mặc được nữa. Thời tiết quỷ dị khiến lòng người kinh sợ. Không chỉ là Khương Mạc, ngoại trừ lão phu nhân ra, khi mọi người cùng nhau ngồi trên bàn ăn cơm, ngay cả Hoài Nhi và Yến Bình đều thay áo mỏng. Vì chuyện này mà Khương Mạc sầu lo trong lòng, ăn cũng cũng ngẩn người chờ ăn cơm xong rồi hi phù ẩn mang yến bình xuống hỏi thăm học vấn thế nào hi phù lan dẫn hoài nhi và khương Mạc cùng nói chuyện phiếm với lão phu nhân tẩu tẩu gì thế khương Mạc bị hi phù lan kêu đến mức quay người lại nàng nhìn hi phù lan vẻ mờ mịt hi phù lan cười hiền hòa tẩu tẩu tổ mẫu đang gọi tẩu kìa khương Mạc lại ngơ ngác nhìn về phía lão phu nhân tổ mẫu người gọi con có chuyện gì không ạ à? lão phu nhân nhìn nàng oán trách a à khương con đang nghĩ gì vậy nghĩ đến mất hồn ta đang hỏi con con và phù ẩn dự định khi nào thì thành hôn đề tài nhảy nhanh quá khương mạc không theo kịp nàng vừa ngơ ngác vừa lún cuốn. hồi lâu sau nàng mới ấp úng nói tụi con còn chưa thương lượng lão phu nhân nói chuyện này nên đưa vào lịch trình nếu con thấy ngại tổ mẫu đi thương lượng với phù ẩn giúp con không phải đâu tổ mẫu khương mặt xua tay sau đó nàng miếm môi lại do dự hồi lâu nàng nói ra chuyện mà trong khoảng thời gian này nàng lo lắng nhất lão phu nhân vốn là kiến thức bất phàm khi phù lan cũng từng làm đế mẫu một nước khi khương mặt nói xong hai người đều hiểu ra biểu cảm trên mặt hai người cũng càng ngày càng nặng nề hồi lâu sau lão phu nhân mở miệng a à, khương con nghĩ thế nào khương mặt sắp xếp từ ngữ một chút vừa nghĩ vừa nói chuyện khác thường tất có điều xấu thời tiết dị thường thế này con nghĩ rằng hoặc là nó sẽ xảy ra nạn hạn hán như bắc địa hoặc là chúng ta sẽ phải trải qua một mùa đông vô cùng rét lạnh nói xong nàng tạm dừng một chút lại tiếp tục nói dù là loại tình huống nào chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng trước tiên một khi thời tiết dị thường lương thực sẽ là thứ quan trọng nhất chúng ta cần phải trữ lương nếu như là trời đông giá rét chúng ta còn cần phải trữ than đá và củi gỗ quan trọng hơn là để phòng Bình Giang sinh loạn một lần nữa, bây giờ không giống với đợt ôn dịch lần trước, thời gian xảy ra ngay lúc này sẽ càng ngày càng dài thêm, tục ngữ nói nước ấm nấu ít xanh, chỉ sợ rằng lòng người chập trùng, đến khi bùng nổ sẽ không thể ngăn lại. Ý của Tẩu Tẩu là ngoại trừ chuyện phải lo lắng chúng ta ra, chúng ta còn phải chăm sóc cho bá tánh Bình Giang. Khi Phù Lan chậm rãi mở miệng. Khương mặt gật đầu, đúng vậy, thật ra chuyện quan trọng nhất chính là ổn định giá hàng, ổn định thị trường bảo đảm trong thành không cạn lương thực, dù thế nào cũng phải chịu đựng qua mùa đông này. Chuyện còn lại qua mùa đông rồi nói. Khi Phù Lan trầm ngâm một lát, nói, mấy chuyện mà Tẩu Tẩu nói, chỉ sợ phải có được sự phối hợp của thương hộ Bình Giang mới xong xuôi. Tuy rằng thương nhân trọng lợi, nhưng để quan phủ ra mặt hứa hẹn điều tốt ví dụ như miễn giảm thuế thu nhập, hẳn là bọn họ sẽ đồng ý. Khương Mạc nghe xong lại cười khổ, nàng nhìn Hi Phù Lan nói, hẳn là Phù Lan không biết, ta đã sớm đắc tội đám thương nhân Bình Giang này rồi. Chỉ sợ bọn họ sẽ không dễ dàng nghe lời đồng ý như vậy. Khi Phù Lan không nghĩ tới khúc giữa còn có chuyện khác, nàng hơi sửng sốt, là vì sao vậy? Mặt Khương mặt lộ vẻ cay đắng, lúc trước ôn dịch hoành hoành, thương hộ trong thành Bình Giang liên hợp với nhau đẩy giá hàng lên cao, ta bèn ra tay thu dọn bọn họ một phen, móc ra rất nhiều của cải từ trên người bọn họ để chống lại ôn dịch. Sau đó vì tru sát lê phàng, ta lại lợi dụng bạch viễn sơn người đứng đầu thương hộ thành bình giang làm ông ta sợ không nhẹ hẳn là bây giờ bọn họ đang hận chết ta mà lúc trước tri phủ bình giang lý minh chu cũng có trộn lẫn trong chuyện này chỉ sợ ai ra mặt cũng không có tác dụng bọn họ hận con nhưng cũng sợ con lúc này lão phu nhân vẫn luôn không mở miệng đột nhiên nói biểu cảm bà rất chắc chắn bà nói có khi uy hiếp lại chính là cách có tác dụng nhất cho dù trong lòng hắn hận chết con, một khi hắn còn sợ con, hắn sẽ không có gan để từ chối con. Yên tâm đi, con muốn làm chuyện gì thì cứ việc đi làm đi. Lời nói của lão phu nhân như một cây định hải thần châm, lập tức giữ lại tâm thần khương mạc, những điều nàng lo lắng chẳng qua cũng chỉ như thế. Sau khi rời khỏi sân lão phu nhân, nàng cáo biệt với hy phù lan xong thì lập tức sai người đi chuẩn bị. Lương thực bọn trữ lại từ lần ôn dịch trước còn chưa ăn xong, Khương mặt sai người đi mua thêm một ít, đặc biệt nhấn mạnh phải mua củi gỗ và thang đá. So với hạn hán, nàng có xu hướng ngã về khả năng sau hơn. Còn về việc là khả năng nào, chỉ có thể từ từ xem ý định của ông trời. Đúng là không thể nhắc tới con người, buổi sáng bọn họ mới đề cập đến Lý Minh Chu, buổi chiều Lý Minh Chu đã gửi thiệp cho nàng. Khương mặt mở thiệp ra, đọc từ đầu đến cuối, chỉ cảm thấy cả thư toàn là nói nhảm, đến câu cuối cùng hắn mới nói ra mục đích. Hóa ra không biết từ chỗ nào mà Lý Minh Chu lại nghe ngóng thấy Hy Phù Ẩn bí mật tới Bình Giang, cho nên muốn bái kiến Hy Phù Ẩn, hắn hy vọng Khương Mạc sẽ dẫn hắn gặp mặt. Khương Mạc đọc xong trực tiếp cầm thiệp mời đến gặp Hy Phù Ẩn. Thế nào, chàng có gặp hay không? Nàng hỏi. Sau khi Hy Phù Ẩn đọc thiệp mời xong, hắn cũng không vội trả lời câu hỏi của Khương Mạc, mà hỏi ngược lại, a à, Khương cảm thấy Lý Minh Chu là loại người thế nào? Khương mặt lại thật sự không ngờ hắn sẽ hỏi mình câu hỏi nàng nàng cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ thật ra nếu tính lại thì quan hệ giữa nàng và lý minh chu cũng không tệ chuyện của lê phàn lần trước hắn cũng cho nàng thiếu nợ bây giờ nhắc lại thật ra là nàng còn thiếu ân huệ của lý minh chu nàng vốn định nói lời hay cho hắn dù sao thì nàng cũng đang bắt người tay ngắn nhưng lời đến bên miệng khương mặt lại nuốt vào trong thân phận hy phù ẩn không bình thường Lý Minh Chu rất có thể thay đổi cảnh ngộ sau này vì một câu nói của nàng, thắng hay hàng đều có khả năng. Nhưng bàn về thân lâu quen dài, so với Lý Minh Chu, Khương Mạc để ý hy phù ẩn hơn. Cho nên sau khi do dự một lát, Khương Mạc vẫn quyết định ăn ngay nói thật, ta cảm thấy Lý Minh Chu là một người thú vị. Hy phù ẩn, sao nàng lại có lời này? Khương Mạc nói, bằng góc độ làm quan, chàng nói hắn là tham quan đúng không, nhưng khi Bình Giang có ôn dịch, phàm là hắn bằng lòng cấu kết làm việc xấu với đám thương hộ kia hắn có thể thu được số tiền mà cả đời này hắn dùng không hết nhưng nếu chàng nói hắn là thanh quan người khác đưa tiền cho hắn hắn lại nhận hết không từ chối một ai nếu chàng nói hắn tính nết gian xảo dường như hắn cũng không phải vậy chàng nói hắn thành thật lúc phong thành hắn còn không quên giác vàng lên mặt mình đắp nặng bản thân vừa vĩ đại vừa vô tư đến bây giờ trong dân gian còn có người lập bài vị trường sinh cho hắn nói hắn vì nước vì dân, là thanh thiên đại lão gia. Tóm lại, bản thân hắn có chút thú vị, có chút tên tuổi. Cuối cùng, Khương Mạc tổng kết lại. Khi phụ ẩn ném thiệp trên tay lên bàn, nói, Bình Giang dồi dào, giữ vị trí chính ở phương Nam. Năm đó sau khi trúng cử, Lý Minh Chu cưới con gái của Đỗ Cảnh, ở hàng lâm viện một năm thì đến Bình Giang làm tri phủ. Năng lực Lý Minh Chu bình thường, nhưng ở Bình Giang một cái là ở nhiều năm liền, chưa từng có chuyện gì xảy ra a khương có biết vì sao không vì sao vậy bởi vì lý minh chu rất thạo chân truyền từ nhạc phụ của hắn thờ phụng đạo trung hòa tuy rằng bình giang phú quý nhưng tình huống phức tạp vũng lầy sau lưng nó sâu không lường được nhưng lý minh chu chỉ bằng một đạo trung hòa tài giỏi dần dần ăn sâu vào trong như tầm ăn nhiều năm mạnh mẽ bắt lấy bình giang trên khuôn mặt hy phù ẩn xuất hiện nụ cười nghiền ngẫm thương hộ bình giang sợ là sợ thanh quan sợ quan viên năng lực xuất chúng thanh quan không thu tiền đường bọn họ không dễ đi tâm tư không an ổn quan viên có năng lực thì cứ muốn làm chuyện lớn chuyện làm đầu tiên sẽ là khai đao với bọn họ gia tài hay mạng sống đều có khả năng khó giữ được ngược lại người giống như lý minh chu những kẻ lấy tiền làm việc lại trông như cùng đường với bọn họ cho nên bọn họ tiếp nhận hắn một khi đám người này tiếp nhận hắn người giữ chức cao nhất ở bình giang như hắn đương nhiên cũng sẽ trở thành thủ lãnh của đám người này cho nên hắn mới có thể khống chế bình giang đây là bí mật khiến lý minh chu ở lại bình giang hắn trở thành bọn họ gia nhập vào bọn họ trở thành tâm phúc của bọn họ bọn họ đương nhiên sẽ lấy hắn cầm đầu nghe hy phù ẩn giảng giải như vậy khương mạc chỉ cảm thấy mở mang tầm mắt nàng thật sự không nghĩ tới lý minh chu lại sống ở bình giang như vậy cũng đúng là bởi vì hắn ta mới có thể nhanh chóng thành lập cọc ngầm ở bình giang thuận lợi dừng bước dù sao thì chỉ cần có tiền là có thể giải quyết hết mọi chuyện vậy chàng có gặp hắn không gặp đương nhiên là phải gặp rồi ta cũng phải nhìn xem người mà đổ cảnh dạy dỗ ra có được bao nhiêu phần chân truyền của hắn khi phụ ẩn nói muốn đi gặp lý minh chu quả thật ngày hôm sau hắn đã ra ngoài trước khi đi khi phụ ẩn sắp xếp bài tập cho yến bình chỉ nói làm xong là có thể nghỉ ngơi. Khương Mạc nghe xong, bưng một vài điểm tâm đi gặp Yến Bình. Lúc Khương mặt tới, Yến Bình đang làm bài tập, dáng người nhỏ bé ngồi ngay ngắn ở án thư cầm cán bút, khuôn mặt nghiêm lại, viết từng nét từng nét lên trên giấy. Cũng không biết rốt cuộc hy phù ẩn đã cho Yến Bình bao nhiêu bài tập, Khương Mạc chờ trong sân hơn một canh giờ, chờ đến độ sắp ngủ mất thì người trong thư phòng mới buông bút xuống. Yến Bình buông bút, cầm tờ giấy trên bàn lên muốn xem xem, không ngờ rằng vừa mới ngước mắt lên đã thấy Khương Mạc không biết đã đợi bao lâu bên ngoài. Trên mặt Yến Bình lập tức nở rộ nụ cười sung sướng, nhóc vội vàng buông đồ trong tay xuống, rời khỏi ghế dựa vội vã ra ngoài. Tỷ tỷ, sao tỷ lại tới đây? Ngón chân cục của Yến Bình mang giày vào là không thể nhìn thấy được nữa, chỉ là lúc đi lại vẫn không quá vững vàng. Khương Mạc cười nói, ta đến gặp đệ. Thế nào, ở có quen không? Yến Bình ngồi trên ghế đá đối diện Khương Mạc, ngại ngùng nói, ở quen ạ. À. Học mệt rồi đúng không, ăn điểm tâm đi. Yến Bình gật đầu, nhóc đưa tay cầm một miếng điểm tâm, cắn từng miếng từng miếng một. Khương Mạc rót một ly trà cho nhóc, uống chút trà đi, coi chừng nghẹn. Yến Bình nhận lấy trà nóng rồi chậm rãi uống. Bài tập hôm nay xong hết chưa? Lát nữa có muốn ra ngoài chơi với tỷ không? Dù sao Yến Bình cũng là trẻ con. Tuy rằng bình thường trông rất ông cụ non và trưởng thành, nhưng vẫn rất ham chơi. Nhóc vừa nghe thấy lời đề nghị của Khương Mạc, đôi mắt vụt phát sáng rỡ, có được không ạ? À? Đương nhiên là được rồi. Khương Mạc cao mày suy nghĩ một chút, nhớ lại một lượt toàn bộ trò chơi mà trước kia khi còn nhỏ đã từng chơi, cuối cùng mày nàng thả lỏng, không thì chúng ta chơi trò nhặt que trước đi. Nhặt que? Yến Bình gãi gãi đầu, biểu cảm hoang mang. Trò này khá hay nghĩ kỹ muốn chơi trò gì rồi, Khương Mạc lập tức sai người giúp bọn họ chuẩn bị đạo cụ. May là trong phủ có người biết công phu, cho nên tước que trút ra cũng không phải là chuyện gì khó. Không đến nửa canh giờ sau khi căng dặn, một đống que trúc chất lượng dài ngắn giống nhau đã được đặt ở trước mặt bọn họ. Người tước trúc còn cẩn thận giữa phần thân bóng loáng không có sớ ngược, sẽ không bị đâm vào tay. Lần chơi trước kia khi Khương Mạc chơi trò này vẫn là lúc nàng học lớp 6, lúc này khi dùng tay nắm đống que trúc kia một lần nữa cảm giác quen thuộc lại ùa về nàng nhịn không được cảm thấy vui sướng khuôn mặt khương mặt toàn là nụ cười cẩn thận nói cho yến bình quy tắc trò chơi trò này chúng ta cứ cầm que trúc lên sau đó thả nó xuống hết cộp cộp một tiếng que trúc nhỏ dài rơi xuống bàn đá ngang dọc tứ tung khương mặt nhặt từng que trúc lẻ rơi bên cạnh lên trước nói để xem đi làm thế này này dưới điều kiện không động vào những que trúc khác đệ phải nhặt que trúc lên hết. Nếu trong quá trình đó đệ làm que trúc khác động đậy, đệ phải để một người khác nhặt lên, đến cuối cùng que trúc trên tay nhiều hơn thì người ấy thắng. Lời vừa dứt, khi Khương Mạc đang nhặt một que trúc đang giao nhau thì không cẩn thận làm một que khác trung lên. Khương Mạc bất đắc dĩ, chỉ vào nói, giống thế này này, được rồi, tới lượt đệ đó. Yến Bình lập tức căng thẳng, nhóc quan sát đống que trúc rơi rụng trên bàn như lâm đại địch, do dự hồi lâu mới chọn được mục tiêu, cẩn thận ra tay. Đệ nhặt được rồi. Yến Bình vui sướng vung cái que đầu tiên trong tay, thuận lợi nhặt được que trúc, hưng phấn kêu lên. Tiếp tục đi. Khương Mạc vốn chính là chơi cùng Yến Bình, hơn nữa trò chơi này có phối hợp mánh khóe, Khương Mạc đương nhiên thắng nhiều hơn. Yến Bình hiếm khi có lòng ham chơi, Khương Mạc vẫn luôn chơi với nhóc, sau khi ăn xong cơm trưa, nhóc lại kéo Khương Mạc chơi tiếp. Chơi một hồi, mãi đến khi Hi Phù ẩn trở lại rồi mà bọn họ vẫn còn chơi. khi Phù ẩn vừa bước vào, vừa lúc nhìn thấy Yến Bình đang trừng mắt nhìn đống que trúc rối loạn trên bàn, vẻ mặt khổ đại cừu thâm, điệu bộ muốn đưa tay ra mà lại không do dự. Hắn nhướng mày bước đến, có chuyện gì à? Khương Mạc ngước mắt nhìn hắn, cười nói, chàng về rồi đấy à? Ta đang chơi trò chơi với Yến Bình. Thầy à! Yến Bình quay đầu thấy Hi Phù ẩn trở lại rồi, bèn lập tức thu lòng ham chơi đứng dậy cung kính hành lễ trước mặt hi phù ẩn ngồi đi hai người cứ tiếp tục khi phù ẩn đi đến một ghế đá khác ngồi xuống nhìn bọn họ đang chơi rất dạt dào hứng thú thầy nhóc đột nhiên tới còn ngồi ở bên cạnh nhóc yến bình đột nhiên như là trở về lúc thầy kiểm tra học vấn của mình áp lực lập tức tăng lên khiến trò chơi vốn để thả lỏng này nghiêm túc hơn khương mặt nhìn hi phù ẩn hơi bất đắc dĩ sau đó tiếp tục chơi với yến bình Nghĩ đến bây giờ thầy của nhóc đang ở bên cạnh nhìn nhóc, Yến Bình trực tiếp nâng cao tinh thần, rất là căng thẳng, bầu không khí này khiến cả Khương Mạc cũng không tự giác căng thẳng theo. Cuối cùng, khi cái que trúc cuối cùng bị Yến Bình nhặt lên, nhóc nhìn đống que trên tay, lại nhìn đống que ít ỏi trên tay Khương Mạc, lập tức vô cùng vui sướng. Thầy, con thắng rồi, tỷ tỷ, lần này là đệ thắng. Khương Mạc giơ ngón tay cái lên cổ vũ nhóc, khi phù ẩn cũng mỉm cười, liên tục gật đầu. Thấy thế, Yến Bình càng vui vẻ. Ta chơi một trận đi. Lúc này, Hy Phù ẩn đột nhiên nói. Yến Bình và Khương Mạc đồng thời ngước mắt nhìn hắn. Một lát sau, Yến Bình có phản ứng trước. Thầy chơi cùng tỷ tỷ đi. Yến Bình chủ động giao que trút trong tay ra. khi Phù ẩn cũng không từ chối. Sau khi nhận lấy, hắn nhìn về phía Khương Mạc, cười nói, đã là hai người chúng ta chơi, thắng thua cũng nên chú ý đến điểm thắng một chút. Dọc theo đường đi, hai người vẫn luôn chơi như vậy, Khương Mạc cũng không thấy có gì, nàng bèn gật đầu, chàng nói đi, điềm thắng gì đây? Ba ván thắng hai, người thua sẽ vẽ một bức tranh cho người thắng. Khương Mạc sửng sốt, trò chơi mà lúc trước bọn họ thường chơi chính là bịt mắt vẽ tranh. Bản thân Khương Mạc học vẽ, kỹ năng vẽ của Hy Phù ẩn cao siêu bao nhiêu nàng rất rõ ràng, cho dù chỉ tùy tiện vẽ trên mặt đất cũng có thể nhìn thấy bản lãnh một thân, càng đừng nói khi Hy Phù ẩn vẽ nghiêm túc, cho dù chỉ là vài nét bút ít ỏi cũng có thể thấy được vẻ tuyệt đẹp bên trong. Lúc trước không nhớ tới, nhưng bây giờ Khương Mạc lại rất muốn hy phụ ẩn vẽ cho nàng một bức. Được. Lúc này đương nhiên là nàng phải đồng ý rồi. Hai người chính thức bắt đầu trò chơi. Khi phụ ẩn không thể nào so sánh với Yến Bình được, khi còn nhỏ hắn từng học võ, cho dù sau này bỏ võ, nhưng sức phối hợp cũng tốt hơn người bình thường, đương nhiên Khương Mạc cũng không tệ hai người nghiêm túc nhặt que trúc quanh bàn đá trò chơi vốn của trẻ con mà bọn họ chơi còn nghiêm túc hăng say hơn bất cứ ai khác ngay cả yến bình cũng thấy kinh ngạc cứ mãi hoài nghi rằng trò chơi này thật sự là trò chơi mà lúc nãy nhóc chơi hay sao ba ván trò chơi rất nhanh sau đó đã có xong kết quả là khương mạc thắng hiểm khi yến bình nghiêm túc đếm xong que trúc cuối cùng của nàng khương mạc thở dài nhẹ nhõm một hơi nàng thắng rồi khi phù ẩn cao giọng kêu lên thành phương đi đi, lấy giấy và bút mực trong thư phòng ra đây. Thành phương cách đó không xa lập tức ôm quyền nói, vâng. Khi Khương Mạc còn chưa phản ứng lại, khi phụ ẩn đã ngồi ở trước bàn nhỏ, nâng bút vẽ tranh rồi. Từ từ, ta có cần phải quay về đổi một bộ quần áo hay không? Khương Mạc có chút luống cuốn. Không cần, như vậy đã rất đẹp rồi. Trong sân, cách đó không xa còn có Thành Phương, Nguyệt Linh, Nguyệt Đan, những hạ nhân khác đứng hầu, thêm cả một Yến Bình đang đứng bên cạnh hy phù ẩn nữa. Giọng hắn không nhỏ, đủ để lọt vào lỗ tai mỗi người. Mặt Khương mặt ửng đỏ, nàng nói, vậy chàng vẽ đi. Khương mặt ngồi ở trên ghế đá, mím môi nhưng không nén được nụ cười mỉm. Khương mặt đã chuẩn bị phải ngồi ở đây cả buổi trưa rồi. Trước kia khi bọn họ ở trường, thường là bọn họ vẽ bao lâu thì người mẫu phải ngồi đó bất động bấy lâu. Nhưng Hy Phù ẩn lại không như vậy, Khương mặt ngồi chừng 15 phút, hắn đã bảo nàng không cần phải ngồi nữa, có thể tự do hoạt động rồi. Đương nhiên, điều trước tiên mà Khương Mạc làm chính là đến bên người Hy Phù ẩn xem hắn vẽ tranh. Sau này Khương Mạc mới biết rằng Hy Phù ẩn được người ta gọi là thi họa song tuyệt, bây giờ cũng chính là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn thật sự chính thức vẽ tranh. Tuy rằng Khương Mạc không học vẽ tranh cổ, nhưng nàng vẫn có vài phần năng lực giám định thưởng thức. Nàng nhìn hình người chậm rãi hiện lên trước mắt, mắt chỉ toàn vẽ tán thưởng. Bức tranh của Hy Phù ẩn càng lúc càng hoàn thiện, Khương Mạc càng lúc càng như sống động trên mặt giấy, phong vận giữa mày được vẽ ra không khác chút nào. Trong lúc nhất thời, Khương Mạc nhìn đến ngây người. Thích không? Hồi lâu sau, khi Phù ẩn cuối cùng cũng vẽ xong bút cuối cùng, đầu tiên hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Khương Mạc, hỏi nàng. Ánh mắt của Khương Mạc không nở rời khỏi bức tranh, nàng gật đầu một cái thật mạnh, sự yêu thích trong mắt thế nào cũng không thể che giấu thích là được rồi. Khi phù ẩn mỉm cười dịu dàng, hắn buông bút xuống, chờ khi nét mực trên giấy khô hết mới bảo người chuẩn bị tài liệu, hắn muốn tự tay đóng khung. Chỉ là quá trình đóng khung tranh lại rất phức tạp hơn vẽ tranh rất nhiều, bức tranh này chỉ có thể để lại đây trước, chờ đến khi hy phù ẩn đóng xong mới có thể lấy về. Thời tiết buổi chiều đột nhiên thay đổi, mãi đến giờ thân, mặt trời đã hoàn toàn mất dạng, bầu trời triệt để tối đen một cơn gió lạnh thổi qua khiến khương mặt lạnh đến mức run người. Nàng chịu không nổi, chỉ có thể về trước đổi một bộ quần áo. Lúc bước trên đường đi, tuy rằng rất lạnh, nhưng vẻ vui sướng giữa khuôn mặt dù thế nào cũng không thể lấp đi. Mới đi được nửa đường, bước chân khương mặt bỗng dưng tạm dừng như đột nhiên hiểu ra điều gì. Hồi lâu sau, nàng lại lắc đầu bật cười. Thi đấu thắng thua gì chứ, ngay từ đầu hy phù ẩn đã muốn vẽ tranh cho nàng rồi lượng nhiệt của mặt trời như bị hai ngày nắng kia tiêu hao sạch bắt đầu từ ngày hôm sau sắc trời trở nên âm u mùa đông rét lạnh chợt buông xuống mặt đất ban đêm nằm ngủ trong chăn tay chân rất lâu sau vẫn không ấm nổi mà điều khương mặt lo lắng nhất vẫn đã xảy ra trong loạn thế ngay cả ông trời cũng không muốn nhân từ thêm một chút mạng người tiện như cỏ rác câu này không phải vô cớ mà ra mấy ngày sau đó nước lạnh phun trào tới buổi tối ngày thứ năm gió lạnh vòng quanh cuốn tuyết lớn như lông ngỗng tới đây, không lâu sau, đất trời hoàn toàn thay màu, trời tuyết trắng lóa. Nhiệt độ chợt tăng giảm khiến con người không thể thích ứng được ngay, cho nên mấy ngày nay trong phủ liên tiếp có người bị phong hàn. Khương Mạc vừa sai người tăng cường bốc thuốc về cho người bị phong hàn uống, vừa sai người bắt một nồi canh gừng to trong phủ, chia cho người trong phủ uống. Đương nhiên, người mà nàng lo lắng nhất trong số đó chính là Yến Bình. Lúc trước Yến Bình từng bị ngược đãi, năm ngón chân trái bị đồng thời cắt đứt mà chưa từng được trị liệu tốt lúc trước có thể nhặt về một cái mạng đã là kỳ tích giờ đây mùa đông khắc nghiệt di chứng mà vết thương nhóc để lại ngay lập tức phản ứng bắt đầu chỉ là hơi hơi đau sau đó càng thêm nghiêm trọng mãi đến mấy ngày gần đây cơn đau thấu xương đã khiến nhóc không thể xuống đất đi lại đôi chân lạnh lẽo đến mức như đóng băng chạm vào chỉ thấy buốt lạnh đêm qua yến bình lại còn sốt cao nói mê cũng may có triệu đại phu tới kịp thời bốc thuốc, hơn nữa còn tận tâm chăm sóc cho Yến Bình, nhóc mới đỡ sốt. Khương mặt nhìn nhóc sốt đến mức mặt đỏ bừng còn không ngừng kêu đau, hốc mắt cay cay, thiếu chút nữa rơi lệ. Nàng đã từng thử rồi, dị năng của nàng không thể khiến chi gãy của Yến Bình mọc lại, điều nàng có thể làm chỉ có thể là khiến nhóc ít đau đớn hơn thôi. May mà nhóc chỉ bị đau đớn, không có uy hiếp gì đến tánh mạng. Ngày tháng trôi qua nhanh hơn, phố lớn nhỏ nhỏ bên ngoài đã không còn có thể thấy được bóng người, sau này, thứ thấy được cũng chỉ còn là thi thể đông cứng bên ngoài. Theo tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, khi phù ẩn cũng càng ngày càng bận rộn, đã mấy ngày rồi Khương Mạc chưa thấy bóng hắn, ngay cả bức tranh đã được đóng khung kia cũng là Mẫn Kiên đưa tới. Khương Mạc khoác một chiếc áo choàng thật dày, dưới áo choàng còn ôm một lò sưởi tay đứng ở góc hành lang, hàng mày trao lại mãi không thả ra. Cô nương, công tử đã trở lại rồi. Nguyệt Linh vội vã tới báo. Khương Mạc nghe vậy lập tức ôm lấy áo choàng nhanh chân ra ngoài, kết quả khi người nàng vừa mới đến sân trước, nàng đã thấy Hy Phù ẩn đưa Mẫn Kiên, Thành Phương và Bá Sơn đến đây. Trời lạnh thế này sao lại ra ngoài? Lúc này bầu trời còn rơi tuyết, Khương Mạc chỉ mới đi vài bước mà quần áo bên ngoài đã ẩm. Hy Phù ẩn lấy dù trên tay Mẫn Kiên, che trên đầu Khương Mạc. Ta không sao, bên ngoài thế nào rồi? Khương Mạc lo lắng sốt ruột hỏi. Ven đường có mấy tên ăn mày chết rét, lương thực dự trữ, áo bông chăn bông và than củi, củi lửa trong thành đều đầy đủ, không có vấn đề gì. Ta đã sai Lý Minh Chu dọn dẹp nghĩa trang lúc trước thu dụng người bị ôn dịch, lấy nó để thu dụng ăn mày trong thành, hy vọng có thể vượt qua mùa đông này. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Giá rét tới quá đột ngột, rất nhiều người bị đánh cho trở tay không kịp, trong lúc nhất thời người bị bệnh không ít y quán trong thành đã nhét đầy người đại phu thì vội đến mức chân không rời đất cũng may đám đại phu lúc trước chữa ôn dịch đã có đủ kinh nghiệm để ứng đối với tình huống bây giờ cộng thêm việc bản thân bình giang cũng là một tòa thành phồn hoa các loại vật tư dự trữ cũng đủ dùng trong lúc nhất thời không có vấn đề gì bây giờ điều thật sự khó giải quyết nhất chính là những địa phương bên ngoài bình giang những địa phương đó không dồi dào bằng bình giang cộng thêm dân chạy nạn từ bắc địa chạy tới đây nữa người đói chết 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 càng ngày càng nhiều nếu không kịp thời ngăn chặn xử lý chỉ sợ sẽ tái hiện tình cảnh ở bắc địa lúc nói chuyện bọn họ đã bước vào thư phòng nguyệt linh và nguyệt đang bưng trà gừng ấm người đến hai người uống một hơi cạn sạch mẫn kiên thành phương và bá sơn cùng đến cũng có phần cái nồi được nấu trong phủ chưa hề tắt lửa có cách nào không khương mạt mím môi hỏi ta đã đưa tin đến kinh thành lần này ta tự mình trấn giữ lấy thành bình giang làm trung tâm để chủ trì toàn cục nói cách khác trong khoảng thời gian ngắn khi phù ẩn sẽ không trở lại kinh thành quá nhiều mà chuyện của triệu túc cũng chỉ có thể tạm gác sang một bên nhìn quần thâm trước mắt khi phù ẩn khương mặt mím môi nói có chuyện gì ta có thể hỗ trợ hay không khi phù ẩn nghe vậy bỗng cười có sau này Hy phủ này cần nàng lo liệu khương mặt sửng sốt cái gì ta đã sai người chế tạo một lần nữa rồi Nhanh nhất là ngày mai, bản hiệu lâm phủ trước cửa lớn sẽ được thay đi, treo bản hy phủ lên trên. Khương mặt ngẫn người, điều này đồng nghĩa với việc hy phủ ẩn muốn công bố thân phận của hắn ra ngoài. Nói cách khác, không lâu sau thì người trong thiên hạ sẽ đều biết hắn đang ở Bình Giang. Bên Triệu Túc Cánh tay khương mặt căng cứng, nàng lập tức nghĩ tới Triệu Túc đang trốn bên ngoài, lo lắng nói. Lúc trước kẻ này đã bắt hy phủ ẩn ở Bình Giang, làm như vậy không sợ có chuyện xảy ra hay sao? khi phù ẩn cười sâu xa, làm vậy không phải vừa lúc sao, một công đôi việc, đỡ cho ta phải tốn thêm sức. Triệu túc trốn ở Bắc Địa quá kín kẻ, có thể đưa y đến Bình Giang cũng có thể xem là một cách tốt. Khương mặt mím môi, nàng hiểu ý của Hy phù ẩn, chỉ là trong lòng vẫn có chút không yên tâm, nàng nói, dù sao thì chàng cũng phải cẩn thận một chút. Ta biết mà. Hai người nói xong chính sự, lại hàng huyên mấy câu, bức tranh kia mẫn kiên đã đưa cho nàng chưa? hàng mày vẫn luôn nhíu lại của khương mặt chậm rãi thả ra nàng cười gật đầu từ tranh đang treo trong phòng ta này ngập ngừng một lát nàng mới nhỏ giọng nói chàng bận rộn như vậy thật ra bức tranh đó có thể từ từ làm mà chàng xem quần thâm dưới mắt chàng đã đen thế nào rồi khoảng thời gian này chàng không ngủ ngon đúng không khi phù ẩn cười nhạt ta làm lúc rảnh rỗi không tốn thời gian mấy yến bình thế nào rồi đã khỏe chưa Khương mặt gật đầu, chỉ là mấy ngày nay không thể xuống đất, đã không còn sốt nữa. Ta sai người rót một bình nước nóng dưới chân đệ ấy, để đệ ấy dễ chịu một chút. Tổ mẫu thì sao? Ngày hôm qua sức khỏe thế nào? Tổ mẫu cũng khỏe, người nói bây giờ chỉ mong ôm chắc trai, phải? Nói được một nửa, khương mặt ngừng lại, trên mặt nhuộm mấy rạng mây đỏ. Sao lại nói lời này ra rồi? Khương mặt hơi tự trách mình lanh mồm lanh miệng lại khó được có chút thẹn thùng đang lúc đầu nàng chỉ toàn nghĩ làm sao đánh trống lãng cho chuyện này trôi qua khi phù ẩn bỗng thở dài một tiếng a à khương chờ chuyện này trôi qua chúng ta sẽ thành thân là ta có lỗi với nàng không sao không có gì mà sai hay không sai ta không quá để ý người bên ngoài nói thế nào dù sao chúng ta cũng chỉ ở nhà đóng cửa mà sống tổ mẫu đối xử với ta rất tốt xem ta là cháu gái ruột phù lan cũng đối xử với ta rất tốt chàng đừng nghĩ nhiều. Đối với chuyện này, Khương Mạc nghĩ rất thoáng, lúc trước khi bản thân nàng không có hy phù ẩn, nàng đã từng quyết định ở một mình cả đời. Bây giờ gặp gỡ, mọi người đều đối xử rất tốt với nàng, trừ không ngủ cùng nhau ra, trạng thái giữa hai người không khác gì người đã thành thân. Huống hồ, mấy thứ như thanh danh ở chỗ nàng không quan trọng là mấy. Trước kia, điều nàng nghĩ chính là phải sống sót, sống một cuộc đời an ổn. Còn bây giờ, điều nàng suy nghĩ chính là muốn sống bình yên cả đời với hy phù ẩn cho nên hình thức gì cũng không quan trọng quan trọng là bọn họ đều bình an khỏe mạnh vui sướng sự phóng khoáng của khương mạc khiến tâm tư hy phù ẩn càng thêm phức tạp nhưng những nỗi lòng phức tạp đó cuối cùng lại hóa thành một câu chờ xong chuyện rồi ta nhất định sẽ cho nàng một hôn lễ long trọng khương mạc cười gật đầu nhưng bọn họ lại chẳng biết sau này chuyện này sẽ trở thành chấp niệm cả đời của hy phù ẩn Quả nhiên giống như lời hy phù ẩn, ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng hết, bản hiệu ngoài cổng đã bị thay xuống, hai chữ hy phủ được treo lên trước. Mấy hạ nhân quanh nhà thấy động tĩnh lớn như vậy, lúc đầu còn tưởng rằng phủ nhà này đổi chủ nhân, nhưng đợi hồi lâu chỉ thấy người đổi bản hiệu mà không thấy có người dọn vào, bèn buồn bực. Bây giờ có kẻ hạ nhân biết chữ lanh lợi, lập tức nhận ra đây là chuyện thế nào, lật đà lật đật truyền lời cho chủ nhân nhà mình. Giữa thiên hạ này người nhà họ Hy không có bao nhiêu, người thu được tin tức đều liên tục suy đoán rằng cái họ Hy này có phải là cái họ Hy trong suy nghĩ của bọn họ hay không. Không đến nửa ngày, người trong thành Bình Giang đều biết trong thành có một tòa nhà đổi biển, lúc này đang treo hai chữ Hy phủ chói lọi lên trên. Cũng có người sinh nghi trong lòng, lặng lẽ đến quan phủ tìm hiểu tin tức, lại phát hiện Tri phủ Lý Minh Chu không có phản ứng gì với chuyện này người đi thăm dò cũng chỉ có được một câu của lý minh chu liệu mà tôn mà kính không còn dặn gì thêm chật thế thì chắc là hàng thật rồi cái khi này chính là cái khi mà bọn họ đang nghĩ mà lý minh chu kia cũng đã sớm biết chuyện này thành bình giang vốn đặc biệt im ắng vì trời rét buốt ngay lập tức náo nhiệt lên đầu đường cuối ngõ đều truyền nhau chuyện này đến chiều thì tri phủ phát bố cáo tuyết lớn phương nam thành họa bá tánh chịu khổ thủ phụ hy đại nhân phụng ý chỉ của hoàng thượng tọa trấn tại bình giang tự đốc thúc công việc lần này nếu buổi sáng vẫn là lén truyền lời cho nhau thì buổi chiều trong thành toàn tiếng ồ lên ai mà không biết thủ phụ đại nhân là thân phận gì sinh ra trong hầu phủ hành dương hy gia có một căn hầu phủ hành dương ở kinh thành ở biên cương còn có một căn phủ đại tướng quân nhưng hôm nay lại có thêm một cái hy phủ ở bình giang rốt cuộc là có ý gì đây người ở gần đây lại biết rằng lúc trước trong phủ này có một vị lão phu nhân và một vị cô nương trẻ tuổi sau đó thì có một đứa bé và có một nam tử tuấn mỹ tuổi độ thanh niên dọn vào chuyện này vừa lộ ra hai người ở trước có thân phận gì cũng có thể đoán được đại khái người đoán được điều này càng thêm kích động người hy gia có thân phận gì chứ đó là người trên tầng trời mà nhân vật ở tầng lớp đó bây giờ lại ở cách vách bọn họ người có nhà gần hy phủ ngồi không yên vội vàng đến nịnh bợ chỉ mới một ngày, trên tay Khương Mạc đã thu được vài cái thiệp mời. Khương Mạc nhìn chồng thiệp mời dày cộng kia, chỉ cảm thấy đau đầu. Nếu nói Khương Mạc chỉ mới là đau đầu, thì bây giờ trong thành đã có người sợ tới mức hận không thể một đao chặt cổ, chết cho xong việc, đó chính là tứ đại thương hộ lấy Bạch Viễn Sơn cầm đầu. Người nói, người nói đi, giờ phải làm sao bây giờ? Công phú nhân lau mồ hôi trên trán, mùa đông mà trán toàn là mồ hôi lạnh, cả người rồng rồng mồ hôi, mặt mày toàn vẻ kinh hoàng tin tức của bọn họ nhanh nhạy sau khi nghe ngóng thì biết chuyện của Hy Gia rốt cuộc cũng biết người bên trong là ai đó không phải là người phụ nữ lúc trước uy hiếp bọn họ hay sao trong vô hình khương mặt lại dọa Bạch Viễn Sơn mất mật một lần nữa đương nhiên là chuyện này nàng không biết lúc này nàng còn đang đau đầu vì mấy tấm thiệp mời trên bàn trừ một vài thiệp do thương hộ đưa tới có thể không quan tâm những thiệp khác đều là của phu nhân tiểu thư nhà quan ở Bình Giang nói thật người ở đây nàng chẳng quen biết một ai cái tên quen mắt duy nhất có thể chính là phu nhân của lý minh chu và phu nhân của lỗ mông thật ra điều khiến gương mặt thật sự đau đầu chính là nàng không biết xã giao mấy nhớ lại thì lần xã giao trước cũng đã chuyện lúc còn học đại học rồi mấy năm sau đó nàng gần như chỉ ở một mình bên ngoài lâu lâu khi trở về thành phố nàng cũng chỉ nghỉ ngơi núp ở trong nhà bây giờ để nàng giao tiếp với nhiều phu nhân tiểu thư như vậy có chút khó trái lo phải nghĩ cũng không nghĩ ra, thế là Khương Mạc ôm tất cả thịt mời đến tìm lão phu nhân. Trong phòng lão phu nhân có đặt chậu thang, rất ấm áp thoải mái, tay chân lạnh lẽo của Khương Mạc lập tức ấm áp trở lại. Nàng ngồi ở trên ghế đệm mềm, cả người dễ chịu. Lão phu nhân xem hết tất cả thiệp mời mà Khương Mạc mang đến, nói, con đi gặp phu nhân của Lỗ Mông và Lý Minh Chu đi, mấy người khác không cần phải quan tâm. Khương Mạc nghe vậy, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi vâng cảm ơn tổ mẫu vậy con sẽ tìm một thời gian để sắp xếp có được lời của lão phu nhân khương mạch trực tiếp trả lời cho hai bên kia hai bên hẹn một thời gian ba ngày sau phu nhân của lý minh chu đỗ thị và phu nhân của lỗ mông hồng thị đến cửa đỗ thị và hồng thị là hai người hoàn toàn khác nhau đỗ thị vừa nhìn vào đã biết là quý phụ nhân xuất thân từ nhà cao cửa rộng diện mạo nàng đoan chính cử chỉ khéo léo trang điểm ăn mặc chỗ nào cũng hiện vẻ sang quý, khi giơ tay nhấc chân cũng là tư thái tao nhã, cười không lộ răng. So sánh với nàng, Hồng Thị trông có vẻ may mắn hơn nhiều. Ngũ quan Hồng Thị bình thường, nhưng mặt mày phóng khoáng, dáng người hơi mập, vừa nhìn vào đã biết là người không có khuyết điểm gì lớn, dễ sống cùng, cộng thêm quan hệ giữa hy gia và lỗ mông vốn không bình thường, cho nên Hồng Thị thân cận với khương mặt hơn đổ thị mấy phần. Nhưng dù cho tính tình hai người này thế nào, chỗ dựa sau lưng Khương Mạc chính là Hy Phủ, cho dù Đỗ Thị và Hồng Thị không rõ thân phận của Khương Mạc, nhưng cũng rất cung kính nàng. Hồng Thị không có nhiều suy nghĩ lòng vòng, tính nết hào phóng dễ chung đụng. Đỗ Thị là người cẩn thận, nói chuyện có vẻ có kỹ xảo nhiều hơn. Dù sao cũng phải nói rằng giao tiếp với hai người này đơn giản hơn tưởng tượng của Khương Mạc nhiều. Cuối cùng, cũng coi như là khách và chủ đều vui vẻ, vừa lòng đi về. Hai người này đều là người có tầm nhìn, bọn họ cũng thấy được Khương Mạc không quá thích xả dao, cho nên sau này ngoại trừ thường xuyên đưa chút vật dụng thú vị qua, cũng chẳng còn quấy rầy nàng nhiều. Bên chỗ nàng vừa xử lý chuyện thiệp mời xong xuôi, bên kia nàng lại nhận được tin tức Hy Phù Lan muốn rời đi. Từ sau khi bản hiệu đổi thành Hy Phủ, thân phận của Hy Phù ẩn cũng công khai một cách quang minh chính đại, hắn cũng bận rộn thêm. Trong phủ cũng thường ra vào không ít kẻ mặc đồ quan lại. Khương mặt thấy đều là những tri phủ huyện quan phụ cận Bình Giang. Trong phủ không còn thanh tịnh như lúc trước nữa, người nhiều thì phức tạp, khi Phù Lan và Hoài Nhi đương nhiên cũng không thể tùy ý đi bộ trong phủ như trước kia. Huống hồ, nhìn tình hình này, trong thời gian ngắn chuyện này không thể giải quyết được. Cứ mãi cân nhắc, Hy Phù Lan quyết định rời đi trước thời gian. Chuyện này được Hy Phù Lan và Hy Phù ẩn thượng lượng xong xuôi mới quyết định ngày rời đi. Khi Khương mặt biết chuyện, đã là lúc khi Phù Lan cáo biệt với nàng. Tuy biết khi Phù Lan sớm muộn cũng phải rời đi, nhưng tin tức này cũng tới quá đột ngột. "Tẩu tẩu, đây là lễ vật thành thân mà muội tặng tẩu và huynh trưởng." Khi Phù Lan đưa cho nàng một hộp gỗ khắc hoa, Khương Mạc nhìn nàng ấy, sau khi miếm môi thì nhận lấy. Khi Phù Lan mỉm cười, hẳn là đại hôn của tẩu và huynh trưởng muội sẽ không thể tham gia. "Đồ trong hộp này chỉ là một chút tấm lòng, mong tẩu tẩu đừng ghét bỏ." Khương mặt nhẹ nhàng lắc đầu, sao mà ghét được, cảm ơn muội. Ngập ngừng một lát, nàng mới do dự nói, bây giờ thời tiết không tốt, đường không dễ đi, muội có muốn chờ thêm một chút hay không? Chờ đến khi tuyết ngừng hẳn đi. Khi Phù Lan nghe vậy lại thở dài, đi sớm hay đi trễ đều giống nhau thôi, bản thân muội và Hoài Nhi vốn là người đã chết. Bây giờ Bình Giang là tâm điểm, nếu muội và Hoài Nhi bị người khác phát hiện ở Hi phủ, sợ là huynh trưởng sẽ rơi vào vũng lầy dứt lời nàng ấy lại nở nụ cười cả đời muội bị nhốt trong kinh thành nhốt ở hoàng cung bây giờ có thể đi đây đi đó ngao du lòng cũng vui sướng tuyết lớn một chút thì có gì đâu khương mặt nghe xong muốn nói lại thôi cuối cùng nàng nhìn nụ cười tươi sáng trên khuôn mặt hy phù lan câu nói trong miệng vẫn nuốt vào lại mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mỗi người đều sẽ mục tiêu riêng của mình thật sự không thể cho rằng mình làm vậy là tốt cho người khác mà cản trở hay phủ định người khác. Huống chi Hy Phù Lan cũng không phải đi một mình, ám vệ của Hy Gia sẽ đi theo nàng ấy, bảo vệ nàng ấy, mãi đến khi đến nơi an toàn bình yên. Nghĩ vậy, trên khuôn mặt Khương Mạc cũng nở một nụ cười, vậy mong mùi thuận buồn xuôi gió. Vâng. Nói xong, khi Phù Lan đột nhiên lui về phía sau một bước, mặt đầy nghiêm nghị, hành đại lễ với Khương Mạc, Phù Lan bái biệt tẩu tẩu hành lễ xong còn không đợi người phản ứng lại nàng ấy đã đứng dậy rời đi nàng ấy ôm lấy hoài nhi từ trong tay thị nữ bước lên xe ngựa trước khi lên xe ngựa khương mặt còn thấy hoài nhi quay đầu đỡ vai hy phù lan toét miệng cười với nàng dáng vẻ ngây thơ không chút ưu sầu khương mặt thấy thế lập tức nhớ tới lúc khi hoài nhi còn ở chỗ nàng di chứng để lại sau khi hoài nhi trúng độc là tổn thương đến não tuy rằng không ngốc hoàn toàn nhưng phản ứng thật sự chậm hơn trẻ con bình thường không ít. Lúc đầu, Khương Mạc cũng không biết chuyện này rốt cuộc là tốt với nó hay không. Nhưng bây giờ khi nhìn bộ dáng vô ưu vô lo của nó, Khương Mạc cảm thấy cho dù đó không phải là chuyện tốt, nhưng cũng nhất định không phải là chuyện hoàn toàn xấu. Nghĩ vậy, Khương Mạc cũng mỉm cười, nàng vẫy vẫy tay với Hoài Nhi, ra hiệu gặp lại sau. Bánh xe xoay tròn, ám vệ mặc đồ xanh hộ tống hy phù lan rời đi. Mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của xe ngựa nữa, Khương Mạc mới thu mắt lại. "Cô nương về thôi, bên ngoài trời lạnh." Nguyệt đang nói với nàng. Khương Mạc gật đầu, nhưng nàng không về sân mình, ngược lại tiến đến sân của lão phu nhân. Lúc nàng đến, lão phu nhân đang ngồi trên giường chờ, bên cạnh đặt một chén thuốc đã không còn bốc khói. Đoạn thời gian này lão phu nhân có chút không khỏe, vẫn luôn nằm trên giường uống thuốc. Trước khi đi, Thật ra Hy Phù Lan từng đến gặp lão phu nhân, hai người còn trò chuyện với nhau rất lâu. Nhưng Khương Mạc lại cảm thấy, lão phu nhân vẫn còn đợi nàng tới. Quả nhiên, khi nàng vừa tiến đến, lão phu nhân ngẩng khuôn mặt tái nhợt lên hỏi, Phù Lan nó, đi rồi sao? Vâng. Khương Mạc gật đầu. Đi thì tốt, đi thì tốt, đi thì tốt rồi. Lão phu nhân khép hờ mắt, giọng càng ngày càng nhỏ. Khương Mạc thấy vậy trong lòng cũng khó chịu, lần này từ biệt không chừng sẽ là vĩnh biệt sau này có lẽ sẽ không còn gặp mặt nữa cốt nhục chí thân bị bắt chia lìa chuyện này đối với bất cứ ai đều khiến người ta cảm thấy đau buồn tổ mẫu để chu ma ma hâm nóng thuốc lên người uống thuốc đi nói xong không đợi lão phu nhân nói gì khương mạc đã bưng chén thuốc lạnh lên đưa cho chu ma ma nói làm phiền chu ma ma rồi cô nương khách sáo rồi đây là chuyện lão nô phải làm sau khi lão phu nhân ngủ rồi, Khương Mạc cũng trở về phòng. Đến tối, nàng mở cái hộp gỗ khắc hoa kia ra, bên trong đặt ngọc bội. Khương Mạc hơi ngạc nhiên, nàng còn tưởng rằng là trang sức gì, hóa ra lại là ngọc bội. Nàng cầm lấy ngọc bội, chạm vào hơi ấm, lại nhìn ngọc này, chất ngọc mượt mà trong sáng, thế mà lại là noãn ngọc. Mà trên ngọc kia lại điêu khắc hoa văn long phượng trình tường, vô cùng tinh xảo. Khương Mạc vừa nhìn đã thấy thích, nàng nhìn nó hồi lâu cẩn thận cất nó đi việc hy phù lan rời đi là một đã kích không nhỏ đối với lão phu nhân cộng thêm việc sức khỏe bà vốn không ổn bây giờ càng thêm không tốt chỉ mấy ngày ngắn ngủi triệu đại phu đã tới ba chuyến để bắt mạch bốc thuốc cho bà sau khi hy phù ẩn biết được tuy rằng không thể phân thân nhưng một ngày cũng muốn sai mẫn kiên tới hỏi ba bốn lần hôm nay vất vả lắm mới rảnh buổi chiều tối để tới thăm lão phu nhân nhưng hắn vừa đến khương mạc đã chuẩn bị tắt đèn rời đi khương mạc nhỏ giọng nói tổ mẫu ngủ rồi hi phù ẩn mệt mỏi ấn giữa mày vậy ta không quấy rầy tổ mẫu ngủ nữa hắn thả tay xuống mặt nở nụ cười mỉm ấm áp nói đi thôi ta đưa nàng về khương mạc gật đầu một tay hi phù ẩn cầm đèn một tay cầm ô đi ở phía trước khương mạc mà đám người nguyệt linh nguyệt đan và bá sơn thành phương thì đi ở sau họ một khoảng cách tuyết dưới chân bị dẫm kêu tiếng sột soạt cho dù hạ nhân trong phủ quét dọn mỗi ngày nhưng cũng không theo nổi tốc độ tuyết rơi lúc này lại sắp qua mu bàn chân người rồi dưới màn đêm ngoại trừ âm thanh rơi tuyết ra bên tai chẳng còn nghe thấy âm thanh gì khác phóng mắt nhìn lại mắt chỉ toàn màu bạc trắng khương mạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua hy phù ẩn bỗng có chút hoảng hốt sao vậy hy phù ẩn rủ mắt nhìn nàng dịu dàng hỏi khương mạc nói ta chỉ đang nghĩ thời gian thật là một thứ thần kỳ không lâu trước đây chúng ta còn đang trôi giạt đói khát đang chạy nạn màn trời chiếu đất ăn không đủ no gặp bao nhiêu khổ nạn vì sống sót còn bây giờ chúng ta không lo ăn mặc giường cao gối ấm lúc này còn có tâm tư để tản bộ dưới tuyết nói xong khương mặt nhịn cười không được thật tốt khi phù ẩn thấy thế cũng cười dường như hắn đã nghiêm túc suy nghĩ một chút lúc trước cũng không phải là không tốt Ít nhất cháo hạt thông cũng khá ngon. Khương Mạc cười cúi đầu, nàng nói, đó là vì đã lâu rồi chàng không ăn dầu mỡ, hạt thông ra dầu, khi nấu cháo dầu bên trong chảy ra ngoài, đương nhiên là ngon rồi. Phải vậy không? Hi Phù ẩn hơi cho mày, suy nghĩ một lát. Đương nhiên, cháo kia chẳng có vị gì cả, có ngon gì đâu? Chàng ấy là vì quá dễ thỏa mãn thôi. Đôi mắt Khương Mạc toàn là nụ cười, nàng nhìn Hi Phù ẩn nếu bây giờ ta bưng một chén tới cho chàng, nhất định chàng sẽ cảm thấy không ngon nữa. Khi phù ẩn lại không đồng ý, không đâu, ta nhất định sẽ cảm thấy ngon. Khương Mạc hoài nghi, phải vậy không? Đương nhiên, không bằng khi nào chúng ta mua chút hạt thông về rồi nấu lại một lần. Khương Mạc chần chờ gật đầu, được. Nhìn bộ dáng của Hy Phù Ẩn, Khương Mạc có chút hoài nghi rốt cuộc cháo mà bọn họ ăn lúc trước có phải cùng một loại hay không? Đúng rồi, chàng có tin tức của Phù Lan và Hoài Nhi không? Bọn họ có khỏe không? Khương Mạc đột nhiên hỏi. Khi Phù ẩn nói, bọn họ không sao, đã rời khỏi địa giới Bình Giang rồi. Thuận lợi là được, chỉ là bây giờ trời rét, hy vọng bọn họ không bị bệnh. Đường xá gian nan, chuyện này không ai hiểu rõ bằng hai người bọn họ. Không sao, nàng yên tâm đi, Phù Lan không phải người không biết nặng nhẹ. Từ Khương Mạc gật đầu, sau đó nàng suy nghĩ một hồi, lại nói, Phù Lan tặng ta một quả ngọc bội làm bằng ngoãn ngọc, ở trên khắc long phượng trình tường, nàng nói là lễ vật thành thân của chúng ta. Ở chung lâu như vậy rồi, Khương Mạc đã có thể treo mấy chữ thành thân bên miệng như thường. Khi Phù ẩn nghe vậy, trầm ngâm một lát thì nói, quả ngọc bội kia hẳn là mùi ấy tự tay khắc cho nàng. Khương Mạc kinh ngạc nói, Phù Lan biết khắc ngọc sao? Ừ, mùi ấy thích khắc, hơn nửa tay nghề rất tốt, muội ấy học theo bút ký mà phụ thân ta để lại. Phụ thân ta rất thích khắc ngọc, năm đó khi mẫu thân có mang phù lan, phụ thân tìm một quả noãn ngọc tới, nói là đợi phù lan sinh ra, phải khắc một quả thật tốt cho muội ấy, để lại cho muội ấy sau này làm của hồi môn. Nhưng tiếc là ngọc chưa thành, phụ thân ta đã đi rồi, miếng ngọc đó từ đó được để lại trong tay mẫu thân ta. Sau này mẫu thân ta cũng rời khỏi nhân thế, miếng ngọc ấy tới tay phù lan hẳn quả ngọc bội mà mùi ấy cho nàng được chạm khắc từ miếng ngọc kia. Khương Mạc nghe xong, hồi lâu sau không nói nên lời. Lúc trước nàng chỉ cho rằng miếng ngọc kia đẹp, chạm trổ cũng rất là tinh tế, không thể ngờ rằng trong đó còn có một câu chuyện khúc chiết. Mùi ấy cho nàng thì nàng cứ giữ lại đi. Miếng ngọc kia ở chỗ mùi ấy lâu như vậy vẫn chưa được đụng vào, bây giờ mùi ấy lại chạm khắc cho nàng, cũng rất vừa lúc, nàng nhận được nó. Khương Mạc im lặng, nàng bỗng nhận ra một chuyện. Không chừng Hy Phù Lan đã đoán được Hoài Nhi là nàng ra tay cứu lại. Tuy rằng Hy Phù Lan không biết Khương Mạc đã dùng cách gì, nhưng nàng ấy đoán được trong đó tất nhiên có bàn tay của Khương Mạc. Cho nên khi lần đầu nàng ấy gặp mặt, nàng ấy mới có thể làm lễ quỳ lạy với nàng, ngày ấy trước khi đi lại hành lễ như vậy một lần nữa, cũng tặng cho một món quà quý giá, nếu không thì người ngoài đều nói là do triệu đại phu cứu Hoài Nhi, vì sao nàng ấy lại không có bất cứ phản ứng bày tỏ gì với triệu đại phu rõ ràng ngay từ ban đầu hy phù lan đã đoán được một chút nhưng thời gian trôi qua lâu như thế rồi nàng ấy thế mà chưa từng mở miệng hỏi trong lúc nhất thời tâm tư khương mạc có chút khôn kể đừng suy nghĩ miên man nữa dù muội ấy có làm gì nàng chịu là được dù sao thì nàng cũng là tẩu tẩu của muội ấy khương mạc nhỏ giọng ừ một tiếng sau đó không còn nói chuyện nữa im lặng tiến về phía trước sau khi đi thêm chốc lát khi phù ẩn chủ động mở miệng phá vỡ sự im lặng trò chuyện một đường bọn họ lại bàn về nạn tuyết bấy giờ chuyện thế nào rồi tình huống có ổn không khi phù ẩn hơi nghiêm mặt lại nói bình giang còn ổn chịu qua mùa đông này không thành vấn đề địa phương khác thì ta đã sắp xếp hết cả rồi cứu tế của triều đình cũng đang trên đường tới mặt khác đám thương hộ trong thành cộng cả đám thương hộ ở những nơi khác đều đang quyên tặng than củi và lương thực đến quan phủ làm giảm áp lực cho quan phủ khương mặt nghe mà giật mình thương hộ đang quyên tặng đồ sao khi phù ẩn gật đầu từ ta thấy rất là hào phóng năm rồi nếu là gặp được loại tình huống này đám thương hộ kia không thừa cơ tăng giá đã là không tệ năm nay thế mà lại khẳng khái tặng tiền lời này rất là châm chọc cũng quả thật là sự thật thương nhân trọng lợi, trước giờ cũng chưa bao giờ có suy nghĩ muốn quyên tiền cho bá tánh dùng, năm nay thế mà lại đặc biệt hơn. Hồi lâu sau sau khi nghe xong câu này, sắc mặt khương mặt bỗng trở nên hơi là lạ, nàng ngập ngừng, bỗng ngẩng đầu lên nhìn hy phù ẩn nói, ta cảm thấy, có thể là ta dọa bọn họ đó. Lại nói tiếp, Bình Giang chính là tòa thành dồi dào nhất ở phương Nam, thương nhân nơi này gần như đều gia tài bạc triệu, thương hộ ở rất nhiều nơi khác đều vội vàng đến nịnh bợ hy vọng thương hộ Bình Giang có thể để lại chút kẻ ngón tay cho bọn họ. Cho nên có thể nói là, toàn bộ thương hộ ở phương Nam và phương Bắc đều có quan hệ rắc rối với nhau. Mà tứ đại thương hộ ở Bình Giang thì lại nắm trong tay rất nhiều mạch máu buôn bán của đám thương hộ kia. Có thể nói rằng, lúc trước khương mạc bắt chẹt đám bạch viễn sơn tương đương với khương mạc bắt chẹt toàn bộ mạng lưới thương nghiệp ở phương Nam, mà đám bạch viễn sơn kia cũng thật sự sợ khương mạc, cho nên lúc này khi nạn tuyết đến gần, nhìn thấy bên nghĩa trang lại bắt đầu thu lưu không ít người vào bọn họ chủ động tìm đến lý minh chu để quyên tiền quyên vật dụng lý minh chu đương nhiên là thấy vậy nên rất vui mà đám bạch viễn sơn vừa làm vậy đám người khác sao còn có thể không làm lúc này mới có chuyện này xảy ra khi phù ẩn cũng biết chuyện này khi phù ẩn sửa sang lại mái tóc hơi rối của khương mạc nhỏ giọng nói a khương lúc này nàng lại giúp ta một tay rồi khương mạc vừa mới còn thấy hơi xấu hổ nhưng nghe hy phù ẩn nói vậy nàng lại cảm thấy vui vẻ có thể giúp chàng được là tốt rồi thời gian dần dần trôi qua phương pháp của hy phù ẩn đã có hiệu quả thế cục dần dần ổn định tuy rằng trời vẫn chưa ấm lên nhưng tình hình tai nạn đã được giảm bớt trong trình độ rất lớn ít nhất khi xung quanh có tai họa đã rất ít khi xuất hiện người chết rét mấy ngày gần đây thậm chí còn có người có tâm trạng ra ngoài ngắm tuyết dù sao thì phương nam hiếm khi có tuyết rơi lớn như vậy người đương thời cũng thích xem điều lạ điều hiếm mà. Chỉ là dường như ông trời không chịu cảnh bá tánh an ổn. Tình hình thiên tai chưa yên ổn được bao lâu, thế cục đã lặng yên xảy ra biến hóa. Không biết bắt đầu từ bao giờ, mà đầu đường cuối ngõ nổi đầy lời đồn. Lúc mới đầu, cũng chỉ là vài lời đồn bậy bắt bóng mắt gió, sau này dần dần biến chất. Đồn thế nào cũng có, nhưng ý đại khái chính là đại khánh xảy ra tai họa liên tục mấy năm, chết nhiều bá tánh như vậy, nguyên nhân xảy ra nằm trên người hoàng thất đại khánh hoàng đế ngu ngốc vô đạo đức không xứng chức trời cao trừng phạt hoàng đế mới giáng tai nạn xuống báo động trước cho bá tánh tóm lại hoàng đế đại khánh không hiền đức ông trời nhìn không được nên muốn tiêu diệt đại thánh đồn có sách mách có chứng khương mạc nghe xong hồi lâu sau vẫn không phục hồi tinh thần lại thiếu chút nữa tin ngay chẳng qua khi tìm tòi sâu thêm thì trong những lời đồn đó toàn là sơ hở đầu tiên tân hoàng mới đăng cơ được mấy ngày thánh chỉ triệu lệnh còn chưa ban phát được mấy cái sao có thể nhìn thấy hắn ngu ngốc nếu nói nguyên đức đế là hôn quân thì nàng còn tin nhưng nguyên đức đế không phải đã chết rồi sao mặt khác nhìn chung mấy thế hệ đế vương của hoàng thất đại khánh không chỉ có mỗi nguyên đức đế là hôn quân sao không sớm không muộn mà cố tình lại có chuyện xảy ra vào năm này hơn nữa nếu hoàng thất đại khánh có vấn đề sao không dứt khoát tiêu diệt hoàng thất luôn đi mà còn để lại một tiểu hoàng đế để đăng cơ đồn thế này không phải là đồn bậy hay sao cho dù ông trời thật sự muốn tính sổ chuyện này cũng không liên quan đến bá tánh bình thường dù thế nào cũng không ụt mũ lên đầu bọn họ được tuy rằng khương mạc cũng không thích hoàng thất đại khánh nhưng chuyện này rõ ràng là có người bịa đặt sinh sự sau lưng huống hồ khi nghĩ sâu xa thêm lời đồn này lan truyền nhanh như vậy cũng không phải là một dấu hiệu tốt cứ tiếp tục mặc kệ như thế thì sẽ có ngày từ giả thành thật. Đến lúc đó, dân oán dân hờn, chỉ sợ thiên hạ đại loạn, thay đổi triều đại. Quả nhiên như suy đoán của nàng, mấy ngày sau đó, lời đồn càng lúc càng lan rộng, tình thế cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, mà đã có nhiều nơi có loạn dân làm loạn. Bọn họ lấy danh nghĩa muốn phế hôn quân, bình định thiên hạ, muốn lật đổ sự thống trị của Đại Khánh làm loạn. Sau khi triều đình biết chuyện, lập tức phái người đi bình loạn, nhưng bên này còn chưa bình định xong, bên kia đã có người khởi nghĩa. Thật sự sức đầu mẻ tráng. Mà Hy Phù ẩn vất vả lắm mới nghỉ ngơi được mấy ngày lại bắt đầu bận rộn. Khương mặt trái lo phải nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chuyện này nhất định là do Triệu Túc làm. Bây giờ y đã cùng đường, cho nên dứt khoát muốn tạo phản tự làm hoàng đế à. Nghĩ đến đây, Khương Mạc không ngồi yên được nữa. Nàng đi tới đi lui trong sân, sau khi miên man suy nghĩ một phen, vẫn không kìm được mà đến tìm hy phù ẩn. Khương Mạc dẫn Nguyệt Linh và Nguyệt đang theo, vội vã tiến đến thư phòng. Rất nhanh sau đó nàng đã tới nơi, Khương Mạc vừa định gõ cửa, đã nghe thấy giọng của Thành Phương vừa khéo đang bàn về chuyện này, công tử, triệu túc lòng muôn dạ thú, hành động lần này của y là muốn quấy cho thiên hạ đại loạn, bây giờ chúng ta không bắt được y, nếu y nhân cơ hội đục nước béo cò, chúng ta nên làm sao đây? triệu túc muốn tạo phản nên tiền cớ ấy mà hoàng đế ngu ngốc sao nguyên đức đế mà triệu gia chúng nâng đỡ lên trên là đại hôn quân sao chúng không lật đổ đi bây giờ tân hoàng mới đăng cơ được mấy ngày y đã nói là ngu ngốc rồi giọng nói này nghe như là mẫn kiên bá sơn sầu lo nhưng người của chúng ta gần như lật hết cả cái bắc địa lên rồi mà vẫn không tìm được người thành phương triệu túc về dựng ở bắc địa nhiều năm trừ khi y chủ động hiện thân không thì nếu chúng ta muốn tìm được y. Lời còn lại thành phương không nói ra, nhưng ai cũng hiểu ý sau cùng. Mẫn Kiên, sao y hiện thân được chứ? Y lại không ngốc. Quả thật Triệu Túc không ngốc, y đã sớm biết khi phù ẩn bày thiên la địa võng bên ngoài để chờ y, sao y có thể nào tùy tiện hiện thân cho được. Trừ khi bọn họ có thể làm y chủ động hiện thân. Nghĩ vậy, một ý tưởng chậm rãi hiện lên trong đầu Khương Mạc đôi mắt nàng sáng lên, sau đó đẩy cửa thư phòng ra, cất cao giọng nói, ta có cách. Khương mặt đột nhiên xuất hiện khiến người bên trong đều kinh ngạc. Mẫn kiên, bá sơn và thành phương nhanh chóng hành lễ, cô nương. Khi phù ẩn thấy nàng, sắc mặt dịu đi, hắn vòng qua án thư bước tới chỗ nàng. Sao lại tới đây? Tìm ta có chuyện gì sao? Khương mặt cười xin lỗi, xấu hổ quá, ta vừa mới ở ngoài nghe mọi người nói chuyện. Nói xong, nàng lại vội vàng nói. Nhưng mà ta có cách dẫn triệu túc ra ngoài. Cô nương nói thật sao? Giọng Khương Mạc vừa dứt, Thành Phương lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt toàn vui sướng, cướp lời nói. Khương Mạc gật đầu, đúng vậy, ta có cách dẫn triệu túc ra ngoài. Khương Mạc chưa nói là cách gì, nàng chỉ quay đầu nhìn về phía Hy Phù Ẩn. Hai bên đối mặt nhau, Hy Phù Ẩn liếc mắt một cái đã nhìn thấy đôi mắt của Khương Mạc, cặp mắt kia xưa giờ đều sạch sẽ lúc này hắn còn có thể thấy được chút vui sướng nảy sinh trong đôi mắt nàng khi phù ẩn hơi giật mình đột nhiên hắn như là đã đoán được điều gì khương mặt yên lặng nhìn hắn gương mặt này nàng đã quá quen thuộc rồi nhưng mỗi khi nhìn vào hắn nàng vẫn bất giác cảm thấy yêu thích trong lòng khương mặt không chút nghi ngờ nàng rất thích khi phù ẩn rất thích rất thích hắn cảm giác yêu thích này được sinh ra khi hai người gắn bó làm bạn lâu ngày nghĩ đến sau này bọn họ sẽ nâng đỡ lẫn nhau bước qua quãng đời còn lại khương mạc cảm thấy đôi mắt hơi nóng lên khương mạc đột nhiên nở nụ cười nàng nhỏ giọng nói phù ẩn chúng ta thành thân đi nàng vừa nói ra ngoại trừ hy phù ẩn người ở đây đều sững sờ không chờ bọn họ có phản ứng gì đã thấy sắc mặt hy phù ẩn rất khó coi từ chối nàng không được người khác không biết ý định của khương mạc nhưng hy phù ẩn biết hắn thậm chí không nghĩ gì thêm là đã có thể rõ ràng biết được Khương Mạc rốt cuộc muốn làm gì. Khương Mạc không thấy buồn bực với câu nói của Hy Phù Ẩn, ngược lại, nàng mỉm cười hỏi, Hy Phù Ẩn, chàng không muốn cưới ta sao? Hy Phù Ẩn nói, A Khương, ta biết nàng muốn làm gì, ta quyết không đồng ý. Hy Phù Ẩn nói rất kiên quyết, không chừa một lối thoát. Nụ cười trên mặt Khương Mạc hơi nhạt đi, nàng mỉm môi hỏi, vì sao lại không đồng ý? chàng biết mà đây là cách tốt nhất khi phù ẩn nhìn chầm chầm khương mặt sắc mặt trước giờ vẫn luôn hiền hòa với khương mặt lúc này trở nên vô cùng nghiêm khắc mắt hắn thăm thẳm gằn từng chữ a à, khương nàng nghe lời đi chuyện này sau này chúng ta lại bàn khương mặt lại mím chặt môi đứng tại chỗ nàng duỗi tay giữ chặt lấy hi phù ẩn nói khi phù ẩn ta biết mình đang làm gì ta hỏi chàng chàng có muốn cưới ta không khuôn mặt nàng trở nên sắc bén hơn bướng bỉnh khác xa lúc trước. Không ai hiểu ý định của nàng hơn Hi Phù Ẩn. Hi Phù Ẩn hơi giật mình, hồi lâu sau, hắn nói với ba người kia, các ngươi lui xuống hết đi. Vâng. Dù trong lòng ba người mẫn kiên có kinh ngạc bao nhiêu nhưng trên mặt cũng không dám thể hiện chút nào, chỉ cung kính lui xuống. Cho người lui xuống hết rồi, mà biểu cảm trên mặt Hi Phù Ẩn vẫn không dịu đi là mấy, hắn kiềm chế lại sự bức bối trong lòng, kiên nhẫn nói, A Khương, nàng nghe ta nói, ta sẽ tìm được triệu túc. Nàng đừng lo lắng, chờ xong xuôi mọi chuyện, chúng ta sẽ thành thân, được không? Khương Mạc lắc đầu, không còn thời gian đâu, bây giờ lời đồn nổi lên khắp nơi, lòng dân bất ổn, loạn dân sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu không còn bắt được triệu túc, thiên hạ sẽ đại loạn. Nói xong, nàng tạm dừng một chút, nhìn chầm chầm vào hy phù ẩn không chớp mắt, tiếp tục nói, bây giờ, cách duy nhất có thể dẫn triệu túc ra ngoài chính là lấy chàng và tiểu hoàng đế làm mồi chỉ cần chúng ta thành thân thả ra tin tức nói rằng tiểu hoàng đế cũng sẽ tham gia khi chàng và tiểu hoàng đế cùng nhau xuất hiện ở bình giang khương mạc nói so với kinh thành canh giữ nghiêm ngặt bình giang dễ trà trộn vào hơn triệu túc nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này khi phù ẩn lạnh giọng cắt đứt lời khương mạc a à khương chàng nghe ta nói trước Khương Mạc lại lớn tiếng cắt đứt lời hy phù ẩn. Chỉ cần Triệu Túc xuất hiện ở Bình Giang, lúc đó chúng ta sẽ là bắt ba ba trong rọ, y không thể chạy thoát. Hy phù ẩn, chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ, chàng biết mà. Sức nặng trong câu nói cuối cùng khiến hy phù ẩn mất đi sự bình tĩnh ngày xưa. Hắn nâng tay lên nắm lấy bả vai Khương Mạc, con ngươi dịu dàng ngày xưa lúc như thấm máu, hắn nói, a Khương, lúc này nàng không phải lấy ta làm mồi, mà nàng muốn ta lấy nàng ra để mạo hiểm, triệu túc không bắt được hy phù ẩn tầm mắt của y chỉ có thể nhắm vào khương mạc khương mạc nhìn ánh mắt của hy phù ẩn chỉ cảm thấy trái tim như bị một bàn tay hung hăng siết chặt nàng thấy cay đắng trong lòng khi mở miệng lần nữa giọng nàng đã hơi khàn đi không phải nàng lẩm bẩm nói a khương thành thân mà thấy máu sẽ không may mắn đừng làm như vậy hy phù ẩn cầu xin khương mạc đỏ mắt nói ta biết rồi nàng biết đại hôn coi trọng các lợi giờ lành, giết người thấy máu là kiên kỵ lớn nhất. Nhưng nếu không nhanh chóng xử lý triệu túc, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, lại sẽ có bao nhiêu người phải chết đây? Cái các lợi gì đó không quan trọng, chàng và ta vốn dĩ đã bò ra từ trong thây sơn biển máu. Nếu bàn về đen đuổi, chuyện đen đuổi cỡ nào chúng ta cũng đã từng trải qua rồi. Lúc ấy gian nan như vậy, chúng ta còn không chết, mạng của ai có thể cứng hơn chúng ta được. Khi phù ẩn, thiên tai chúng ta không thể tránh được, nhưng nhân họa, ta không muốn trải qua một lần nữa. Thôn Bác Yến, Thường Tiểu Ca, Yến Bình, và cả ba bộ thi thể chôn dưới cây bạch quả kia, chuyện nào chuyện nấy ta đều nhớ rành mạch. Nhắc đến chuyện cũ, Khương Mạc không thể nhịn được cơn run rẩy. Hạn hán tạo thành nhân họa đã như thế rồi, vậy chiến tranh còn sẽ thể nào nữa? Những chuyện thế này chỉ có thể nhiều chứ không thiếu. Khi phù ẩn tiến đến ôm Khương Mạc vào trong ngực mình, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, trấn an, A Khương. Hắn nhỏ giọng gọi tên nàng. A Khương, ta vốn không nên kéo nàng vào những chuyện thế này, điều này là không công bằng với nàng. Không có gì mà không công bằng cả, chàng và ta vốn là một thể. Khi phụ ẩn hỏi, có đáng không? Khi phụ ẩn, đây là một canh bạc khổng lồ, nếu cực thắng, chúng ta sẽ trả cho thiên hạ Thái Bình, trả lại cho chúng ta sự an ổn ngày sau. Khương Mạc ôm Hi Phù ẩn, vùi cả người mình vào trong ngực hắn, nghẹn ngào nói: "Hi Phù ẩn, mạng của Triệu Túc sẽ là quà tân hôn tốt nhất của ta, cứ thế đi, được không?" Cuối cùng, khi Phù ẩn bị Khương Mạc thuyết phục, hắn đồng ý một chuyện vô cùng hoang đường như vậy. Mà hắn thì cần phải sắp xếp đến mức không còn chút sơ hở, đây không phải chỉ là một ván cược, bởi vì hắn thua không nổi, trong đó không thể xảy ra bất cứ đường rẽ nào. Sau khi dàn xếp mọi thứ, khỉ bà và thợ may tốt nhất trong thành được mời đến hy phủ. Sau đó không đến nửa ngày, tin tức thủ phụ đại nhân sắp sửa đón dâu truyền khắp Bình Giang. Mỗi một bước đi của hy phụ ẩn đều được sắp xếp vô cùng nghiêm ngặt, nếu hắn không đoán sai, triệu túc nhất định đã sớm xếp người vào Bình Giang, chỉ là cái cọc ngầm này vẫn luôn chôn giấu quá sâu, thế nên bọn họ vẫn luôn không phát hiện. Lúc này, vừa lúc để bọn họ mượn cơ hội truyền tin đến tai triệu túc. Mưu tính từng bước một, chỉ đợi con mồi vào lòng long giá hoàng đế rời khỏi kinh thành người toàn kinh thành đều biết hoàng đế muốn đến tham gia đại hôn của thủ phụ đại nhân theo long giá còn có không ít quan viên mà những quan viên bận rộn trong kinh thành cũng nhờ người ra roi thúc ngựa đưa lễ trong đó lấy binh bộ thượng thư đỗ cảnh là nở mày nở mặt nhất trong triều có không ít đồng liêu lén nói ông ấy cáo già xảo quyệt miệng nói là duy trì trung lập không nghiêng không lệch đi đâu ai ngờ sau lưng lại để con rể mình im hơi lặng tiếng đi nịnh bợ thủ phụ tuy rằng người kế vị không phải là đứa bé có huyết thống của hy gia nhưng vị trí đương kim cũng là một tay thủ phụ hắn nâng đỡ lên trên triệu túc vừa rất đài người có thế lực nhất trong triều chính là thủ phụ trước kia không tìm thấy cơ hội để nịnh bợ lúc này vất vả lắm thủ phụ đại nhân muốn thành thân đám người này tìm đủ cách để tặng lễ đỗ cảnh hiểu dự định của đám người này chẳng qua ông ấy cũng chỉ biểu môi kinh thường mà thôi. Chỉ sợ hiện tại cả triều này cũng chỉ có ông ấy và hoàng đế là biết mưu tính của Hy Phù Ẩn. Sau một tháng, tuyết ngừng lại. Hôm nay khi trời còn chưa sáng, trong thành Bình Giang đã được quét dọn sạch sẽ. Buổi sáng khi mặt trời vừa mới ló dạng, trong thành đã vô cùng náo nhiệt, không còn sự yên tĩnh của ngày xưa. Hai bên đường phố vây đầy người lớp trong lớp ngoài, cả đám rõ ràng đã lạnh đến rét rung, nhưng vẫn cứ duỗi dài cổ ra xem náo nhiệt trên mặt ai nấy đều là vẻ vui sướng người không biết còn tưởng rằng họ mới là kẻ thành thân không lâu sau từng tiếng pháo bùng bùng vang lên đám người càng thêm hưng phấn ai nấy đều hận không thể chen ra đằng trước miễn cho bỏ lỡ điều gì tới tới rồi tân lan thật là tuấn tú thủ phụ đại nhân của chúng ta là mỹ nam có tiếng sao mà không tuấn tú cho được thủ phụ đại nhân đón dâu thật là khí phái. Đúng vậy, đúng vậy, không biết tân nương tử trông thế nào. Ây da, ta biết, ta biết. Biểu muội nhà mẹ đẻ của ta từng làm nha hoàng trong phủ tri phủ lão gia, nàng từng thấy rồi, nghe nói cũng đẹp lắm. Tân nương tử chắc chắn là đẹp rồi, nếu không tân lan tuấn tú thế này chướng mắt nàng. Nghe nói hôm nay hoàng thượng cũng tới. Thật sao? Hoàng thượng cũng tới. Chứ còn gì, hôm qua đã vào thành rồi, ta còn đi xem mà, rất khí phái. Người nói chuyện tấm tắt chết miệng, điệu bộ cùng chung vinh dự. Người ngoài hoàn toàn không biết gì với những chuyện sắp sửa xảy ra sau lưng hôn lễ, bọn họ chỉ biết Bình Giang yên lặng đã lâu sống lại vì buổi hôn lễ này. Bọn họ thảo luận khí thế ngất trời, nhưng không nghĩ rằng mỗi một người trong hôn lễ đều căng thẳng thần kinh. Bên trong hy phủ tuy rằng bề ngoài vẫn tùy ý cho khách khứa ra vào, rất lơi lỏng, nhưng trên thực tế đã âm thầm bày ra thiên la địa võng chỉ chờ đến khi triệu túc xuất hiện chẳng qua y rất bình tĩnh bắt đầu từ lúc tổ chức hôn lễ đến tối vẫn không thấy tung tích của y nếu không phải người của hy phù ẩn phát hiện trên đường từ bắc địa đến bình giang có chút dấu vết để lại có thể hắn sẽ thật sự cho rằng là bọn họ tính toán bỏ sót khương mặt lại cảm thấy không có gì để lo lắng nàng luôn có một trực giác rằng triệu túc nhất định sẽ đến mà sự thật chứng minh điều Khương mặt suy nghĩ là đúng. Không lâu sau, màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ mới lên. Hôm nay trong phủ đâu đâu cũng dăng đèn kết hoa, màu đỏ vui sướng khắp nơi. Rượu quá ba tuần, đổ cảnh. Lý Minh Chu và Lỗ Mông rót khi phù ẩn say chuyến choáng. Rượu uống một ly lại một ly mãi không ngừng, giữa lúc vui cười ầm ĩ, lại có người nói muốn đi gặp tân nương tử. Câu này vừa ra, mọi người đều ồn ào theo, không khí náo nhiệt vô cùng. Nếu không phải còn có một hai kẻ tỉnh táo ngăn cản lại, chỉ sợ đám người này đã tiến vào hỉ phòng như ông vỡ tổ. Chỗ của Hy Đại Nhân thật là náo nhiệt. Đại đường bỗng yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng về phía những bóng dáng không biết khi nào đã xuất hiện như quỷ mị. Đám người này ai nấy đều mặc đồ trắng, hình thành sự đối lập mãnh liệt với màu đỏ đầy hy phủ. Trong ngày đại hỷ mà mặc đồ như có tang, nhìn vào đã khiến người ta cảm thấy đen đuổi. Cái cách triệu túc gây khó chịu cho người khác trước giờ đều rất thất đức. Kẻ cầm đầu quét mắt nhìn mọi người một phen, ngẩng đầu cười nói, trụ mừng của thủ phụ đương triều, không biết tại hạ có vinh hạnh để uống một ly hay không. Khi phụ ẩn nhăn mày lại, hơi ngoài ý muốn với kẻ đến, người này thế mà không phải triệu túc mà là gia thần của y, cũng là mưu thần của y, xương tiều. So với tôn chiêu và lê phàng, tên xương tiều này thần bí hơn rất nhiều xương tiều không vào triều làm quan lúc trước vẫn không hiện danh tiếng khi phù ẩn cũng chỉ mơ hồ nghe nói về người này nhưng không quá hiểu biết về hắn ta mãi đến lần trước khi triệu túc có thể trốn khỏi cung xương tiều mới thật sự tiến vào mắt hắn lần này triệu túc có thể trốn chui trốn lũi yên lành đến tận hôm nay xương tiều cũng có công trong đó khi phù ẩn mặc một bộ đồ đỏ càng thêm khiến mặt mày như ngọc phong thần tuấn tú hắn chậm rãi tiến vào phía trước, chậm rãi quan sát người phía sau xương tiều mới mở miệng nói triệu túc đâu xương tiều chắp một tay ra sau lưng không rõ ý định đại hôn của hy đại nhân quốc công gia nhà ta đương nhiên không thể vắng học rồi nhưng chẳng qua có tiểu nhân quấy phá quốc công gia nhà ta trung quân ái quốc lại bị người ta hãm hại mưu phản bị triều đình đuổi giết quốc công gia vẫn luôn muốn gặp mặt hoàng thượng để tự mình nói về việc này chỉ là kinh thành không dễ vào quốc công gia vừa nghe nói hi đại nhân thành thân hoàng thượng muốn tới đây bèn không ngừng tăng tốc không mà ngày đêm tiến tới nói xong hắn ta lại nhìn vào trong hẳn là hoàng thượng đang ở trong đúng không có thể mời hi đại nhân truyền lời giúp được không triệu túc thế mà không xuất hiện hi phù ẩn cho mày chỉ là buổi biểu diễn đã bắt đầu rồi không thể nào ngừng lại được huống chi hi phù ẩn không tin triệu túc không đến bình giang loại tiểu nhân tạc tử như triệu túc làm loạn triều cương, vốn nên chết muôn lần, còn không cho hắn ta ra thúc thủ chịu trói. Đỗ Cảnh đặt chén rượu trong tay lên bàn, chạy lên hung hăng nói. Lời ông ấy vừa ra, xương Tiều lập tức âm u nhìn vào ông ấy, sát ý trong mắt phun trào ra ngoài, ngươi là cái thá gì mà dám bất kính với quốc công gia? Hừ. Bản quan vốn là quan nhất phẩm được hoàng thượng thân phong, binh bộ thượng thư. Loại loạn thần tặc tử như ngươi không dám phạm thượng làm loạn. Sương Tiều hơi cắn môi, hồi lâu sau cũng không để ý đến đổ cảnh nữa, dù sao thì đêm nay đám người này đều phải chết. Xem ra hôm nay Hy Đại Nhân không quá hoan nghênh tại hạ. Khi Phụ Ẩn Vốn không muốn nhiều lời với Sương Tiều, lúc này Triệu Túc lại không thấy bóng dáng, hắn càng không tính nói thêm điều gì. Hắn trực tiếp giương tay lên nói, bắt lấy. Chỉ nghe thấy giọng hắn vừa dứt. Khách khứa mới vừa nãy còn uống rượu và đám hạ nhân hầu hạ kia lập tức mặt không biểu cảm rút ra con dao giấu dưới bàn, không nói hai lời vọt lên trên. Hóa ra hôm nay ngoại trừ đám người đổ cảnh ra, khách khứa còn lại đều là ám vệ. Giờ phút này, cả hy phủ đã trở thành tường đồng vách sắt, đám người xương tiều chỉ có thể vào mà không thể ra. Xương tiều vốn đã đoán được tình huống này, tuy rằng mặt hắn ta hơi thay đổi, nhưng vẫn tính là trấn định. Hắn ta rút đao ra, chặn người xông lên, chỉ nghiêng đầu nhỏ giọng nói với người gần với hắn ta nhất, lập tức thông báo cho quốc công gia. Vâng. Chỉ thấy sau khi người kia được dặn dò, thì lập tức rút ra ống trúc bên hông, đưa tay kéo ra dây nhỏ nhét bên trong. Có ám vệ thấy thế, lập tức thầm nói không ổn, tiến lên ngăn cản lại ngay, nhưng động tác vẫn chậm hơn một bước. Một âm thanh vang lên, một quả pháo hoa màu đỏ bắn lên không trung. Mắt thấy không thể ngăn cản, ám vệ trực tiếp giết chết người nọ xương tiểu cắn răng quán hận nói hôm nay để chúng ta đưa tang cho hi phù ẩn và tiểu hoàng đế đi nhưng mã hai bên ngay lập tức quần chiến ngươi tới ta đi dưới ánh đao kiếm máu bắn ra ba thước hi phù ẩn và đám người đổ cảnh lập tức lui ra sau đi vào bên trong chân của lý minh chu run rẩy sắc mặt trắng xanh đổ cảnh thấy vậy trừng mắt hắn một cái nhìn cái tiền đồ của ngươi kìa nhạc nhạc phụ đại nhân cái này cái này sau đó thì chúng ta nên làm gì đây theo hy đại nhân nói xong ông ấy bước nhanh chân hơn đuổi theo hy phù ẩn vội vã phía trước lý minh chu nhìn ra sau vừa lúc có một kẻ mới bị đao chém ngã xuống dưới chân hắn đôi mắt trừng to nhìn vào hắn lý minh chu kinh sợ đổ mồ hôi lạnh cả người không dám chậm trễ nữa đuổi theo đội ngũ phía trước bên này loạn cả lên không lâu sau những chỗ khác trong phủ cũng loạn lên nhân mã của triệu túc chia vài đường bắt đầu đánh vào trong hy phủ. May mà hôm nay vốn là một vở kịch chuẩn bị cho việc dẫn rắn ra ngoài, bắt ba ba trong rọ cho triệu túc, đã sớm được chuẩn bị trước. Tuy rằng ngay từ đầu Sương Tiều cũng từng hoài nghi rằng buổi đại hôn này có phải là quỷ kế của hy phù ẩn hay không, cho nên lúc đầu bọn chúng đều chờ thời cơ mà hành động, mãi đến khi bọn họ phát hiện tiểu hoàng đế mang đổ cảnh theo, thật sự rời khỏi kinh thành tiến đến Bình Giang. Tiểu hoàng đế vừa di chuyển, Triệu Túc ngồi không yên nữa, y thương lượng với Sương Tiều, quyết định làm một canh bạc khổng lồ. Nếu thắng thì chúng sẽ thắng được thiên hạ này, nếu thua thì sẽ thua đến thảm hại. Cho nên, cho dù người của chúng càng chết càng nhiều, Sương Tiều lại càng ngày càng hưng phấn. Bởi vì người của chúng đã sắp đến gần tiểu hoàng đế rồi. Càng nghĩ, Sương Tiều càng hưng phấn, máu cả người đều sôi trào. Hắn ta chém giết một đường, cả người đều là máu. Sắp, sắp rồi. Đúng lúc này, đối diện hắn ta có một người vọt tới vung đao chém xuống, xương tiều trở tay không kịp, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đỏ tươi. Hắn ta đau đến mức cong lưng lại, trung tay che đi nửa bên mặt bị thương, dùng con mắt còn bình thường bên kia dương mắt nhìn lên. Mẫn kiên tuét miệng cười rất sáng lạng, thế nào, một đau này của tiểu gia không tệ chứ. Xương tiều thở hỗn hển máu đỏ tươi chảy từ khe hở ngón tay hắn ta, nhỏ dọc xuống mặt đất. Hắn ta nhịn cơn đau đớn, buông bàn tay bị máu tẩm ướt kia ra. Chỉ thấy trên mặt hắn ta, từ trán xuyên qua mắt phải đến má trái, có một vết máu thật dài nằm ngang cả trên khuôn mặt. Máu tí tách rơi xuống, xương tiều mặt đầy dữ tợn, đồ đáng chết. Cái thứ chó này, ai sống ai chết còn chưa rõ đâu. Nói xong, Mẫn Kiên cầm đao vọt lên chiến đấu với xương tiều. Bên ngoài vừa loạn lên, bên trong Khương Mạc đã biết ngay. Là do Mẫn Kiên báo lại, hắn cách cửa sổ gõ theo quy luật vài cái rồi đi mất. Lúc ấy trong phòng ngoại trừ Khương Mạc, Nguyệt Linh và Nguyệt đang ra, còn có hỉ bà. Ánh lửa bên ngoài nổi lên bốn phía, ầm ỉ nhốn nháo, còn có tiếng đao kiếm va chạm vào nhau. Lúc này, lại có tiếng gõ cửa không hiểu sao vang lên. Hỉ bà đứng lên ngay, mặt đầy kinh hoàng, đây, đây là sao? Khương Mạc kéo khăn vang đỏ xuống dưới, sau đó trao ánh mắt cho Nguyệt Linh, Nguyệt Đan các nàng đều biết, triệu túc tới rồi. Ai da, cô nương của ta ơi, khăn vang này không thể kéo bậy bạ được, khăn vang này chỉ có thể để tân lan xốc lên, tân nương tử sao có thể chạm vào được. Không may, không may đâu. Lúc này hỉ bà đã hoàn toàn quên chuyện bên ngoài, bà ta gấp đến độ ngủ quan nhăn lại với nhau, như là đang nói rằng bà ta chưa từng thấy tân nương tử nào không nghe lời như vậy. Hỉ bà bà, hình như bên ngoài có chuyện xảy ra. Nguyệt Linh ngăn hỉ bà lại, chỉ ra ngoài, mặt đầy lo lắng nói. Bước chân hỉ bà tạm dừng, lại nhớ đến chuyện này. Bà ta vỗ đùi, hôm nay đại hỉ, có thể có chuyện gì xảy ra. Lão bà ta làm hỉ bà mấy chục năm nay rồi, cũng đụng phải vài lần cướp tân nhân, không lẽ, thật sự có người tới cướp tân nhân sao? Nói đến đây, đôi mắt của hỉ bà nhìn không được liếc tới người khương mạc, vẽ nhiều chuyện hiện đầy. Hẳn là trong mắt bà ta, khương mạc và hy phù ẩn không xứng đôi với nhau khi phù ẩn đứng hàng thủ phụ dáng dấp cũng có tiếng đẹp có bao nhiêu cô nương ưa thích mà khương mạc mặc dù dáng dấp thanh tú nhưng so với hy phù ẩn thì vẫn kém không ít gia thế thì lại càng không thể so sánh nói không chừng là có cô nương tới đến cướp tân nhân nguyệt linh quay đầu nhìn khương mạc nghe câu này của hỷ bà đột nhiên có chút xấu hổ vẫn là nguyệt đang bình tĩnh nói một câu chúng ta đều là tiểu nha đầu không có kinh nghiệm trong chuyện này không bằng làm phiền hỉ bà giúp ta xem một cái coi thử là chuyện thế nào làm thế thì chúng ta cũng dễ chuẩn bị sắc mặt khương mạc không thay đổi cũng chỉ nói làm phiền hỉ bà cái này hỉ bà bà nhìn khương mạc không nhúc nhích chỉ là biểu cảm kia ánh mắt đều nhìn vào nàng có ý khác khương mạc sửng sốt ngay lập tức nhận ra nguyệt linh nguyệt linh cũng lập tức hiểu ngay nàng lấy ra một cái túi tiền nhỏ đưa cho hỉ bà nói, cho hỉ bà uống trà. Hỉ bà tiếp nhận túi tiền, phát hiện túi tiền còn tính là tiện tay, mặt mày bà ta lập tức hớn hở, cất túi tiền vào trong tay áo, sau đó ân cần nói, vậy lão bà này sẽ đi giúp cô nương xem xem. Hỉ bà mở cửa, bước chân nhẹ nhàng bước ra ngoài. Nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa dần bên ngoài, sau khi xác định hỉ bà rời đi rồi, Khương Mạc đứng lên, mau, thay quần áo cho ta, nhanh chóng rời khỏi nơi này nàng không thể ngồi ở đây làm bia ngắm sống kéo chân sau cho hy phù ẩn được vâng cô nương nguyệt linh và nguyệt đang lấy ra quần áo đã được giấu đi lúc trước bộ đồ màu xanh không dễ thấy trong đêm động tác hai người nhanh chóng gỡ trang sức trên tóc cho khương mặt rồi thay quần áo không được bao lâu mọi chuyện đã xong xuôi sau đó nguyệt linh và nguyệt đang lại cởi váy bên ngoài của mình lộ ra kính trang màu đen bên trong nhưng lại không ngờ ba người vừa thay quần áo xong đang định rời đi, cửa trầm một cái bị đẩy ra. Khỉ bà vội vàng chạy vào, vừa chạy vừa lớn tiếng kêu, không được rồi, chết người, bên ngoài chết người. Sắc mặt bà ta hoảng loạn, vọt vào cửa hô lung tung một trận. Nhưng nháy mắt khi thấy ba người khương mặt thay đổi một bộ quần áo khác, bà ta ngay lập tức sững sờ, như bị khiếp sợ, bà ta lắp bắp hỏi, cô, cô nương, các, các người đang, đang muốn làm gì vậy? ba người liếc mắt nhìn nhau một cái khương mặt cười xin lỗi khỉ bà bên ngoài loạn như thế rồi ta suy nghĩ mộ phen ta ở lại đây có chút không an toàn muốn đổi một nơi khác khỉ bà nghe vậy run lẩy bẩy một lát sau bà ta thịt một tiếng quỳ xuống mặt đất cô nương cứu mạng với cô nương là người tốt đừng bỏ lão bà ta lại đây bên ngoài có người chết lão bà ta không muốn chết cầu cô nương cứu mạng khỉ bà quỳ xuống mặt đất vừa dập đầu vừa khóc lóc thảm thiết sợ Khương Mạc bỏ mình ở lại. Khương Mạc lại chỉ miếng môi không đồng ý ngay, suy nghĩ một hồi, nàng nói, khỉ bà, bà đi theo ta sẽ không an toàn hơn đâu, không chừng mục tiêu của những người này chính là ta. Không thì bà trốn đi trước đi, chờ đám người tan rã rồi lại rời đi, như vậy ít nhất sẽ an toàn hơn là theo ta. Khỉ bà nghe vậy, càng thêm không chịu, cô nương, không thể nói như vậy được, lão bà ta được các người mời đến. Lúc này cô bỏ ta lại đây, mình thì chạy trốn làm vậy là không nhân nghĩa hỉ bà bà đi theo ta thật sự không an toàn ta không phải muốn bỏ bà tại đây lão bà ta mặc kệ cô nương bên người người ta giết người không chớp mắt trái tim cô không thể tàn nhẫn như vậy bộ dạng càng quấy của hỉ bà khiến nguyệt linh có chút bực bội nàng rút bội đau ra uy hiếp bà ta cút ngay còn không cút nữa bây giờ ta lấy mạng bà ngay Lời uy hiếp của Nguyệt Linh không chỉ không làm hỉ bà biết khó mà lui, ngược lại như chọc tổ ong vò vẻ. Hỉ bà lập tức khóc la in ỏi, ngồi liệt dưới đất vừa khóc nói mình mạng khổ, vừa mắng bên ngoài giết người sẽ bị trời phạt, hồi lâu sau lại lòng dạ khương mạc tàn nhẫn. ồn ào một hồi, bà ta lại đứng dậy hô to muốn chết thì cùng chết, bà ta muốn cá chết lưới rách với khương mạc. Thời gian gấp rút, không ngờ lại gặp phải một kẻ tàn quấy như thế, nếu cứ tiếp tục như thế, lát nữa người sẽ giết tới nơi. Khương Mạc khó được lãng phí thời gian với hỉ bà, nàng nói, đi thôi, Nguyệt Linh dẫn hỉ bà theo. Nguyệt Linh mặt đầy sát khí liếc mắt trừng hỉ bà một cái, vâng. Lúc này hỉ bà không còn gào nữa, bà ta lanh lẹ bò dậy từ mặt đất, đi theo phía sau Khương Mạc, lau sạch nước mắt nước mũi trên mặt, lấy lòng nói, vẫn là cô nương tốt bụng, người tốt sẽ có quả tốt. Lão bà ta nghe nói hoàng thượng còn ở trong phủ, bên người hoàng thượng nhất định được canh thủ nghiêm ngặt, ở bên người hoàng thượng nhất định sẽ an toàn. Đi mau đi cô nương, bên ngoài thật là khiếp người. Bước chân muốn rời đi của Khương mặt bỗng dừng lại, trái tim nàng thịt một cái, hung hăng nhảy dựng lên. Cô nương. Nguyệt Linh dừng lại, ngờ vực nhìn về phía Khương Mạc. Khương Mạc thản nhiên thu chân lại, sau đó suy nghĩ một chút rồi xoay người trở về phòng, nàng lại ngồi trở lại giường hỉ một lần nữa. Lúc này, nguyệt linh và nguyệt đang càng thêm thắc mắc cô nương sao sao lại không đi nữa hỉ bà cũng nóng nảy khương mặt liếc mắt nhìn hỉ bà một cái mỉm cười nói với bà ta hỉ bà nói rất đúng hoàng thượng còn đang ở trong phủ sao ta có thể tới chỗ đó nếu dẫn người tới chỗ hoàng thượng nơi đó có chuyện gì xảy ra thì sao đây ba người sửng sốt ngơ ngác nhìn khương mặt tại chỗ khương mặt thu hết sắc mặt của hỉ bà vào mắt Suy đoán trong lòng nàng lập tức được xác thật, nàng quay đầu nhìn về phía Nguyệt Linh, hỏi, Nguyệt Linh, ngươi đi ra ngoài xem đám tặc tử làm loạn kia đã đến đâu rồi. Cô nương. Nguyệt Linh nhăn chặt mày lại, bàn chân lại bất động. Đi thôi, lúc nãy nhất định là hỉ bà không thấy rõ toàn cảnh, ngươi đi xem lần nữa đi. Nói xong, nàng lại quay đầu nhìn về phía Nguyệt Đan, ngươi cũng đi xem hoàng thượng đi, phù ẩn và lão phu nhân ở đó thế nào hành động của khương mặt lần này là lập tức tách người rời đi nguyệt linh và nguyệt đang không biết vì sao nàng lại thay đổi ý định lập tức hai mặt nhìn nhau đi thôi đi nhanh về nhanh nơi này có hỉ bà với ta không sao đâu thái độ khương Mạc không cho từ chối nguyệt linh và nguyệt đang vốn được mệnh lệnh không thể rời khỏi khương mặt một bước nhưng lúc này khương mặt liên tiếp đẩy hai người rời đi các nàng khó xử cũng thấy khó hiểu trong lòng nhưng hai người do dự một hồi vẫn làm theo lời nàng vâng nguyệt linh và nguyệt đang chân trước chân sau vừa rời đi trong phòng trong nháy mắt chỉ còn lại hỉ bà và khương mạc chẳng ai nói chuyện trong không khí chỉ còn sự an tĩnh mơ hồ có thể nghe thấy tiếng động bên ngoài nghe vào tai khiến người ta sợn tóc gáy hỉ bà thỉnh thoảng lại nhìn khương mạc hồi lâu sau mới nói cô nương chúng ta thật sự ở lại đây sao khương mạc mở mắt ra quay đầu nhìn về phía hỉ bà rồi gật đầu cười nói, vẫn là hỉ bà nhắc nhở ta, hoàng thượng còn đang trong phủ. Nếu ta chết đi thì là chuyện nhỏ, hoàng thượng mà xảy ra chuyện mới là chuyện lớn. Đó chính là chuyện lớn trời sập, ta không thể để hoàng thượng rơi vào tình cảnh nguy hiểm được. Hỉ bà nghe vậy lại nhíu mày, cô nương, không thể nói như vậy. Bắt đầu từ hôm nay, cô chính là thủ phụ phu nhân, thiên hạ ai mà không biết hoàng thượng là do thủ phụ đại nhân phụ tá lên thân phận của cô cũng kim tôn ngọc quý như thế sắp xỉ với hoàng thượng khương mặt lắc đầu nhỏ giọng nói lời này của hỉ bà không thể nói bậy được quân là quân thần là thần sao ta có thể sánh với hoàng thượng được cô nương hỉ bà muốn nói thêm điều gì khương mặt lại lập tức cắt đứt lời bà ta nói được rồi hỉ bà an tâm đợi đi trong phủ chúng ta có không ít hộ vệ dù đám loạn thần tặc tử kia có bản lãnh lớn bao nhiêu cũng không thể trốn thoát được càng đừng nói là thương tổn chúng ta. Trong phòng lại trở về yên lặng lần nữa. Thời gian trôi qua từng chút một, Khương Mạc ngồi ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, một vẻ bình yên. Trái lại, khỉ bà càng ngày càng nôn nóng. ầm, uhm. Đang lúc khỉ bà sắp ngồi không nổi nữa, trong phủ lại có pháo hoa màu đỏ bay lên trên trời nổ vang. Khương Mạc bị tiếng vang này kinh động, mở bừng mắt ra, khỉ bà cũng sắc mặt đại biến. Bà ta xoay người nhìn ra ngoài, sắc mặt rất khó coi sao vậy hỉ bà biết nó có ý gì sao khương mạc hỏi cơ thể hỉ bà cứng đờ hồi lâu sau bà ta mới xoay người lại lúc này mặt bà ta không chút biểu cảm ánh mắt âm u khác với điệu bộ lúc trước như trời với đất bà ta lạnh giọng nói làm sao cô nương phát hiện ra ta khương mạc nhìn bà ta khóe môi cong lên thành một nụ cười nếu hỉ bà đừng vội vã để ta đi tìm hoàng đế như vậy có thể ta sẽ không phát hiện. Kỹ thuật diễn của hỷ bà thật là quá tốt. Tốt đến mức khương mặt muốn vỗ tay cho bà ta. Mặc dù là ai cũng không thể ngờ rằng cọc ngầm mà triệu túc xếp vào chính là hỷ bà nổi tiếng nhất ở Bình Giang. Thân phận này quá ngoài ý muốn, ai mà điều tra lên trên người bà ta được chứ. Hỷ bà cười lạnh tới gần khương mặt, nếu cô nương biết thân phận ta có vấn đề, vì sao lại phải đẩy hai nha đầu kia đi. Thân thủ các nàng không tệ nếu các nàng ở đây có thể ta sẽ không chắc chắn bắt được cô nương khương mặt yên lặng nghe hỉ bà nói xong thì bỗng cười nàng nhỏ giọng nói nếu ta để bọn họ lại sao hỉ bà sẽ dẫn ta đi tìm tung tích của triệu túc được sắc mặt hỉ bà hơi ngớ ra cô nương nói gì ta nói ta muốn bà dẫn ta đi tìm triệu túc nói xong khương mặt ra tay đầu tiên nàng nắm lấy con dao thụy sĩ đã sớm được giấu đi tấn công về phía hỉ bà khỉ bà không đoán được nàng sẽ đột nhiên ra tay, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo lập tức cản lại thế công của nàng. Nhưng kế tiếp, Khương Mạc trực tiếp cản trở chiêu thức của bà ta. Khương Mạc học kỹ thuật cách đấu, thứ học được là vật lộn gần người, là đấm từng quyền vào da thịt. Khỉ bà vốn không am hiểu võ nghệ, lúc này càng thêm bị chiêu thức kỳ lạ của Khương Mạc cản trở, trong chốc lát thế mà không bắt được người. Nhưng hai người đánh nhau được mấy hiệp, cuối cùng Khương Mạc cũng không địch lại, rơi xuống thế yếu, bị hỉ bà giữ lấy. Hỉ bà cẩn thận chạm vào khuôn mặt bị khương mặt đánh đến xanh tím, cười rằng, nếu cô nương muốn gặp quốc công gia đến thế, ta sẽ thành toàn cho cô. Người trà trộn vào còn nhiều hơn dự đoán lúc trước, cho dù đã bày ra thiên la địa võng, cũng vẫn phải trải qua một phen ác chiến, trong lúc ánh đao bóng máu đầy rẫy, khi phủ vốn dán đầy chữ hỉ, treo đầy lụa đỏ đã toàn là thi thể, máu tươi nhuộm đỏ đá xanh trên mặt đất giờ phút này đã không thể nhìn thấy được không khí vui mừng chỉ còn màu máu bao phủ cả tòa nhà mẫn kiên cả người là máu hắn vung tay một đao chặt đứt đầu xương tiều phục một tiếng máu phun trào từ chỗ cổ bị chém đứt ra ngoài nháy mắt đã chấm dứt cái mạng của hắn ta chỉ là đáng tiếc vẫn không thể bắt được cá lớn chẳng qua cẩn thận tính toán trong trận chiến này người của triệu túc gần như chết sạch kẻ còn lại cũng chẳng là bao nói cách khác Bây giờ Triệu Túc đã là con hổ bị gãy mất bốn chi, răng nanh bị nhổ mất, cho dù còn sống cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, không lật nổi sóng to gió lớn. Nhưng bên chỗ bọn họ còn chưa kịp vui mừng, đã nhận được một tin tức không tốt, Khương Mạc bị bắt đi. Công tử, thuộc hạ đi cứu cô nương về ngay. Vừa mới trải qua một đợt chém giết, sát khí mọi người chưa tiêu tan, nghe xong lời Mẫn Kiên nói, ai nấy đều nắm chặt bội đao, đằng đằng sát khí. So với lúc nãy, khi phù ẩn lại bình tĩnh ngoài dự đoán hắn nhẹ nhàng gõ tay viện cảm xúc mãnh liệt trong mắt bị đè nén xuống nhưng đôi mắt đen đặc dị thường kia lại khiến người xem sợ hãi trong lòng khi phù ẩn không bình tĩnh như vẻ bề ngoài chỉ là hắn giỏi kìm nén che giấu đi mọi cảm xúc vào tận đáy lòng hắn hỏi lặp lại lần nữa trước khi a khương mất tích đã từng căn dặn các ngươi làm gì nguyệt linh nguyệt đang quỳ trên mặt đất mặt đất lạnh lẽo khiến cơ thể các nàng phát run tay chân lạnh đi thuộc hạ đáng chết. Hai người cùng chôn đầu sâu xuống mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Các nàng vốn được lệnh rằng không thể rời khỏi người khương mặt một bước, nhưng các nàng vẫn cứ rời đi, hơn nữa còn làm cô nương mất tích, tội này thật sự quá lớn. Nói đi, nàng căn dặn các ngươi điều gì? Sắc mặt hy phù ẩn hờ hững. Nguyệt Linh Nguyệt đang cảm thấy áp lực tăng lên, hai người một năm một mười nói tình cảnh lúc ấy khỏi miệng. Sau khi An Tĩnh nghe xong, trong lòng Hy Phù ẩn hoàn toàn hiểu rõ, quả nhiên là Khương Mạc cố ý, nàng nói nàng muốn giết Triệu Túc, là thật sự muốn giết y, không suy xét lợi, hại trong đó, nàng chỉ mong nội tâm nàng được sảng khoái. Cho nên sau khi biết rằng Triệu Túc không xuất hiện, nàng quyết đoán lựa chọn điều Nguyệt Linh và Nguyệt đang ra ngoài, một mình mạo hiểm. Hy Phù ẩn khẽ thở dài, hắn hơi nhắm mắt lại, không nói một lời. Sắc mặt của mọi người trong phòng mơ hồ có chút kỳ dị, rõ ràng bọn họ cũng đã hiểu được tâm tư của Khương Mạc. Chỉ là nhìn bộ dáng của Hy Phù Ẩn, bọn họ không tự giác trùng mình trong lòng. Trong phòng rất an tĩnh, như là sắp có điều gì đó bùng nổ trước sự yên lặng, làm người bất an. Quả nhiên ngay sau đó, Hy Phù Ẩn bỗng mở mắt ra, trong đôi mắt hắn có ánh sáng mờ nhạt hiện lên bổ về phía mọi người như lưỡi đao, dị thường sắc bén. Chúng ám vệ nghe lệnh. Có thuộc hạ, ám vệ trong phòng động tác giống nhau cùng chắp tay quỳ xuống đất cao giọng hô to các ngươi nghe đây triệu túc ở ngay bình giang dù có đào ba thước đất lên cũng phải tìm được người cho ta vâng sau khi tìm được người rồi không cần hành động thiếu suy nghĩ trở về báo tin cho ta đây là mai tự lệnh thuộc hạ tuân lệnh khi phù ẩn ngồi ở ghế trên nhìn ám vệ quỳ đầy đất không nói gì cả đang lúc mọi người cảm thấy rất bất an, hắn lại bỗng mở miệng, nhớ kỹ, đừng gọi nàng là cô nương nữa, sau này hãy gọi nàng là phu nhân. Đám ám vệ sửng sốt một hồi mới nhận ra ý của Hy Phù Ẩn, vội vàng đáp, vâng. Đi đi, tìm triệu túc. Trên đầu khương mạc được bịt vải đen, trước mắt chỉ toàn màu đen. Nàng bị hỉ bà đẩy, đi nghiêng ngã lão đảo không biết bao lâu, cuối cùng mới tới chỗ. Hỉ bà không còn đẩy nàng đi nữa, bọn họ ngừng lại. Trước mắt không còn là một mảnh bóng tối, xuyên qua mảnh vải, nàng thấy ánh sáng mờ mờ, xung quanh hơi an tĩnh. Quỳ xuống. Đang lúc khương mạc nghiêng lỗ tai nghe hoàn cảnh xung quanh, bả vai lại bị hung hăng đẩy xuống. Khương mặt lão đảo một cái, bị người ấn quỳ xuống đất. Quốc công gia, mọi chuyện đều là quỷ kế của hy phù ẩn, người của chúng ta đều chết mất. Giọng của hỷ bà truyền đến từ sau lưng, nghe vào có mấy phần phẫn hận bi thống. Choang một cái ly bị người mạnh mẽ ném xuống đất phát ra một tiếng vang thanh thúy lại có người nghiến răng nghiến lợi kêu lên khi phù ẩn đây hẳn là triệu túc khương mạc đoán xương tiều đâu xương tiều cũng không trở về sao giờ phút này triệu túc táo bạo không chịu nổi có thể nói là bọn họ xúc động cả vốn lẫn lãi cho hành động lần này nhưng không ngờ rằng lại là dê vào miệng cọp chỉ đi không về ngay cả xương tiều cũng không thấy bóng dáng đầu hỉ bà vùi thấp hơn bà ta nói, khi thuộc hạ rời đi, trong hy phủ thay ngang khắp nơi, thi thể nằm trên mặt đất gần như đều là người của chúng ta. Xương tiều đại nhân, sợ là, cũng, giữ nhiều lành ít. Rầm. Lại là một tiếng vỗ bàn, triệu túc kinh giận đang xen, được, được, được lắm. Lúc này, y đi tới đi lui trong phòng như một con thú bị nhốt. Quốc công gia, đây là phu nhân tân hôn của hy phù ẩn. Kỷ bà chỉ vào khương mạc nói bước chân của triệu túc tạm dừng, nhìn ngay về phía khương mạc. Sau đó, một đợt tiếng bước chân vang lên, có một bóng hình đứng yên trước mặt khương mạc. Cách lớp vải, khương mạc cố gắng mở to hai mắt, trái tim nàng nhảy thình thịch, cả người căng còng. Sắp được gặp triệu túc rồi, cái kẻ đã tạo ra vô số sát nghiệp, tạo ra vô số bất hạnh, đuổi giết bọn họ cả đường. Đang nghĩ như vậy, miếng vải đen trên đầu nàng đột nhiên bị người ta kéo xuống, ánh nến mờ nhạt phía sau vọt lên trước mắt đôi mắt Khương Mạc nhắm lại, có chút không thích ứng. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay mạnh mẽ nhất cầm nàng lên. Giữa lúc hoảng loạn, nàng chỉ có thể đại khái nhìn thấy trang trí trong phòng, khóe mắt có thể thấy được một gốc cây hoa sơn chi được trồng trong chậu. Khương Mạc bị bắt nhìn về phía người trước mặt mình. Chỉ mới nhìn lần đầu, Khương Mạc đã hơi giật mình, diện mạo của tên Triệu Túc này hơi khác với tưởng tượng của nàng. Dung mạo Triệu Túc không xấu, trái lại ngũ quan của y đoan chính mày rậm mắt to, thân hình cao lớn, dáng dấp rất chính nghĩa, trông không giống với người xấu tội ác tày trời một chút nào. Chỉ là sự tối tăm và vẻ tàn bạo giữa mặt mày của y đã phá hủy sự tuấn tú đó, khiến khuôn mặt y trông rất khả ố. Y hít mắt nhìn khương mặt thật lâu, sau đó mới cười một tiếng buông nàng ra, khi phù ẩn thế mà lại cưới loại người như vậy. Dung mạo không đáng để ý, lai lịch không rõ. Rất rõ ràng, Triệu Túc đã điều tra khương mặt rành mạch. Sau khi Khương Mạc nghe xong lời này, lại rất bình tĩnh nhìn y một cái, nhưng chính là loại người như ta, giết Tôn Chiêu, giết Lê Phàn. Cứu Hy phù ẩn dưới mí mắt ngươi, làm hắn an toàn trở về kinh, sau đó khiến ngươi phải chạy trốn khắp nơi như chó nhà có tang. Câu nói này đâm vào chỗ đau của Triệu Túc, y trợn mắt trừng Khương Mạc đăm đăm, không khí chung quanh lập tức vô cùng áp lực. Đám người hỉ bà càng là tâm như hến Nhưng ngoài dự đoán Sau cơn bạo nộ Triệu Túc lại nở nụ cười. Y cười ha ha, sau đó đột nhiên ngồi xổm xuống trước mặt Khương Mạc, y quan sát nàng kỹ lưỡng, hồi lâu sau, y nói, ngươi có ân cứu mạng với Hy Phù Ẩn, nhưng hắn thế mà lại lợi dụng ngươi. Hôm nay là ngày đại hỷ của các ngươi, hắn lại tặng cho ngươi thi thể đầy đất, vào ngày ngươi vào cửa Hy Phủ, máu chảy thành sông. Tình yêu của ngươi với hắn chân thành, tình sâu không hối, hắn với ngươi lại nhẫn tâm vô tình, tuyệt tình phụ nghĩa. Đây là thứ chó chết mà ngươi cứu tới sao?" Khương Mạt nhìn chầm chầm Triệu Túc, khuôn mặt mới còn bình tĩnh bỗng có chút dao động. Triệu Túc nhìn thấy, cho rằng lời y nói cũng khiến Khương Mạt đau đớn, khóe miệng y cong lên nở một nụ cười. Lúc này, lại thấy Khương Mạt mặt không biểu cảm phun ra ba chữ, "Ngươi đánh rắm." Trong lòng Khương Mạt như có một ngọn lửa đang thiêu cháy, giờ phút này, Triệu Túc ở ngay trước mặt nàng, giơ tay là có thể với tới mà nàng thì không có lúc nào là không muốn giết y nụ cười trên mặt triệu túc lập tức cứng lại biểu cảm vừa giận dữ vừa tự đắc đang chéo trên khuôn mặt y trông rất buồn cười y nghiến răng sau trừng mắt nhìn khương mạc chặn ra một câu từ trong kẻ răng ngươi nói cái gì khương mạc bỗng phát ra một tiếng cười rất ngắn ngủi nàng cười mỉa ta nói ngươi đánh trắm nghe rõ không đồ chó chết không nghe rõ thì ta có thể nói lại lần nữa triệu túc hoàn toàn bị chọc giận khi giận không thể ác, giơ tay lên muốn tác mặt khương mạc người muốn chết, mắt thấy bàn tay kia sắp chạm phải mặt mình, khương mạc lại không chút hoảng loạn. giờ phút này không một ai biết rốt cuộc nàng đang suy nghĩ điều gì. trong cơn thịnh nộ, con người khó tránh khỏi mất đi chút lý trí cuối cùng. mà điều khương mạc chờ chính là giây phút này. cả người nàng rất an tĩnh, vô cùng bình tĩnh, hình thành sự đối lập rõ ràng với triệu túc đang bạo nộ. đúng lúc này nàng đột nhiên di chuyển. Đang lúc sắp bị đánh, người vừa mới còn thành thật quỳ trên mặt đất đột nhiên dậm chân, cả cơ thể mượn lực nhảy về phía trước. Lúc này Khương mặt dùng 10 phần sức lực, chỉ nghe thấy thịt một tiếng, cả người triệu túc té lăn xuống đất bằng một tư thế rất thảm hại. Một loạt biến cố khiến mọi người đều kinh ngạc. Dưới tình huống đôi tay bị trói chặt, chẳng ai ngờ rằng nữ tử trong yếu đuối thế này vậy mà có thể dùng ra sức lực lớn như thế, đụng cho triệu túc té xuống mặt đất nhưng vẫn chưa xong thừa dịp triệu túc vừa mới ngồi dậy được một nửa khương mạc trực tiếp dùng đôi tay bị trói chặt vòng qua cổ y tiếp theo nàng dùng đầu gối đè lên lưng triệu túc trực tiếp ép hai đầu gối y quỳ xuống mặt đất sau đó tay nàng kéo về phía sau dùng sức một cái cổ triệu túc bị mạnh mẽ thích chặt sức lực của khương mạc cũng không nhỏ triệu túc trực tiếp bị siết đến mức đỏ mặt tại chỗ y dãy dụ muốn dùng tay bẻ tay khương mạc nhưng sao có thể dễ dàng để hắn bẻ ra được quốc công gia hộ vệ trong phòng đều nóng nảy chỉ nghe thấy xoẹt xoẹt vài tiếng bội đao bên hông bọn họ đều rút ra nhắm ngay vào khương mạc hỉ bà cũng đứng lên sắc mặt bà ta trắng bệch ngoài mạnh trong yếu kêu lên buông quốc công gia ra nếu không hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi căn nhà này khương mạc nâng mí mắt lên lạnh lùng nhìn bà ta một cái sau gió đôi tay dùng sức kéo về phía sau lúc này sắc mặt của triệu túc càng thêm khó nhìn gân xanh trên trán y nổi lên, trong mắt trắng giả. Bộ dạng của y khiến hỉ bà sợ hãi. Sắc mặt hỉ bà đại biến, ánh mắt thay đổi mấy lần, thái độ cũng dịu lại, cô nương, cô mau thả quốc công gia ra đi. Sát khí đen kịp quanh quẩn lấy khương mạc, nàng rủ mắt nhìn triệu túc nói, vốn dĩ vì giết hắn nên ta mới tới đây. Tại sao ta phải thả hắn đi? Kẻ như hắn, chết chưa hết tội. Hỉ bà cắn môi uy hiếp, cô nương, cô giết quất công gia, hôm nay cô đừng hòng an toàn rời đi căn nhà này. Cô muốn một mạng đổi một mạng sao? Bây giờ hỉ bà bó tay không còn cách nào, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bà ta sợ Khương Mạc xúc động một cái, thật sự siết cổ triệu túc chết. Khương Mạc nghe vậy, tay hơi nới lỏng, không khí lạnh mới mẻ lập tức rót vào phổi triệu túc. Y bị sặc mạnh, bắt đầu ho kịch liệt, nhưng cho dù như thế, y cũng không nỡ từ bỏ không khí được hít vào một lần nữa, y vẫn hô hấp từng hơi từng hơi một hồi lâu sau y cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại y hơi nghiêng đầu giọng khàn khàn nói tôn chiêu và lê phàn quả nhiên là ngươi giết lúc trước y vẫn luôn cho rằng hai người này chết dưới quỷ kế của hy phù ẩn tuy rằng y vẫn luôn biết đến sự tồn tại của khương mạc nhưng cũng chưa bao giờ bỏ nàng vào mắt lúc này cuối cùng thì y cũng tin vào điều đó ả đàn bà này quả nhiên có chút tài năng trong tay thân thủ này tâm tính này quả nhiên không giống với nữ nhân bình thường khó trách khi phù ẩn lại cưới nàng đầu gối khương mạc dùng sức lại đè người xuống dưới người chết tiếp theo chính là các ngươi cảm giác áp lực đau đớn ngay phần lưng khiến biểu cảm của triệu túc vặn vẹo trong chớp mắt chẳng qua không lâu sau y đã khôi phục lại y bị ép còng cơ thể xuống khó khăn hít thở một cái y nói ngươi cho rằng ngươi giết ta rồi hôm nay ngươi có thể sống sót rời khỏi nơi này sao nói xong y cười một tiếng cô nương dù cô có lợi hại bao nhiêu hai quyền khó địch bốn tay người của ta vẫn có thể róc xương róc thịt cô tại chỗ khương mặt hờ hững nói thật sao sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về người phía đối diện nói lại đây hộ vệ đối diện nghe vậy thì sửng sốt hai mặt nhìn nhau khương mặt lại lặp lại lần nữa lại đây cởi bỏ dây thừng cho ta lúc này đám người này nghe hiểu nhưng bọn chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là lại không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía Triệu Túc. Triệu Túc dương mắt thoáng nhìn hỉ bà, khẽ gật đầu. Được lệnh rồi, hỉ bà mới lấy một thanh đao dài từ một người bên cạnh, nhìn chầm chầm vào khương mạc, cẩn thận tiến tới. Mãi đến khi hỉ bà đi đến trước mặt nàng, sức lực trên đầu gối nàng mới hơi nhẹ đi, sau đó đôi tay kéo cổ Triệu Túc hơi nâng lên. Hỉ bà cầm đao đứng ở trước mặt bọn họ, ánh sáng hiện lên trong đôi mắt bà ta. Đang lúc bà ta muốn động đao, tay cương mặt rụt lại, cảnh cáo bà ta, cắt cẩn thận một chút, sau tay ta chính là cổ chủ tử ngươi. Nói xong, tay nàng lại rụt về phía sau. Triệu Túc chỉ cảm thấy cảm giác hít thở không thông quen thuộc kia đánh úp lại lần nữa. Động tác của hỷ bà lập tức cứng đờ, bà ta cứng trắng nói, cô nương như thế thì sao ta cắt được, nếu là khiến quốc công gia bị thương. Cắt! Khương mặt cắt đứt lời kế tiếp của bà ta ý đã rất rõ ràng hoặc là cắt dây thường trên tay nàng ngay bây giờ hoặc là nàng sẽ siết cổ triệu túc đến chết còn chuyện tay của hỉ bà có vững hay không không phải là chuyện nàng nên quan tâm triệu túc đưa một ánh mắt cho hỉ bà ý bảo bà ta ra tay đi lúc này hỉ bà cũng chẳng còn cách nào chỉ có thể cắn răng làm đau trên tay hỉ bà rất sắc bén không đến mức tóc thổi qua là đứt nhưng cũng có thể cắt đứt dây thường trên tay khương mặt dễ như trở bàn tay trong phòng vô cùng an tĩnh một lát sau chỉ nghe thấy một tiếng xoẹt dây thừng đứt đoạn đôi tay khương mạc được tự do đương nhiên điều này cũng đồng nghĩa với việc nàng không thể bắt giữ triệu túc được nữa gần như trong nháy mắt khi dây thường được cắt đứt khỉ bà đã ra tay cứu triệu túc ra ngoài tình thế nghịch chuyển trong nháy mắt con tin trên tay khương mạc đã rời khỏi đương nhiên không thể nào kiềm chế đám người sớm đã như hổ trình mồi đối diện nàng triệu túc hoạt động cơ thể hơi cứng tòng phần cổ của y để lại một vết siết rất sâu, điều này nhắc nhở y mọi sự nhục nhã lúc nãy, giờ phút này khi đã được tự do, y tất nhiên phải mạnh mẽ trả thù lại. Y thở hổn hển một lúc, lạnh lùng nói, bắt lấy ả cho ta, không màng sống chết. Khương mặt không chút hoang mang, đứng thẳng người lên, nàng vỗ vỗ bụi trên người. Lúc trước khỉ bà sợ khiến người khác chú ý đến nên đã bỏ đi chiếc áo cưới màu đỏ của nàng, để lại trung y bên trong, bên ngoài cũng chỉ khoác một chiếc áo ngoài vàng trắng sơ sài dày vò lâu như vậy trên quần đã dính không ít bùn đất sau khi phủi quần áo xong nàng đưa mắt nhìn cây hoa sơn chi trong chậu hoa bên cạnh khương mạc đưa tay hái từng chiếc lá đã khô vàng trên cây hoa sơn chi kia xuống vừa nghịch hoa khương mạc vừa hỏi ngươi biết ta giết tôn chiêu thế nào không ngày đó hắn mang theo không ít người để đuổi giết chúng ta đầu gối phù ẩn bị đập nát ta mang hắn theo không chạy được bao xa, không lâu sau đã bị tôn chiêu đuổi theo. Vì không liên lụy đến ta, phù ẩn không phản kháng, tự nguyện đi theo tôn chiêu. Lời nói của Khương Mạc thành công hấp dẫn sự chú ý của Triệu Túc. Cảm giác quá dị trong câu nói của nàng bỗng khiến người ta cảm thấy sợn tóc gáy. Ngay cả bước chân của đám hộ vệ sắp xông lên phía trước để giết Khương Mạc cũng không kìm nổi mà ngập ngừng. Sau đó, ta giết ba kẻ theo dõi ta, lại trở về tìm, sau đó từng bước từng bước giết sạch bọn chúng trong đó bao gồm cả tôn chiêu nói xong khương mạt nước mắt nhìn về phía bọn họ trong đôi mắt đen như mực kia không có một chút cảm xúc đôi mắt nàng như hồ sâu khiến người ta liếc mắt một cái không nhìn thấy đấy ánh mắt như vậy như là đang xem bọn họ như người chết rõ ràng đám hộ vệ kia biết người cầm đao trong tay là mình mà kẻ tay không tất sắc mới là khương mạc nhưng không biết vì sao bản năng của bọn chúng lại cảm thấy được sự nguy hiểm cho nên chúng đều dự, thậm chí cơ thể không tự giác muốn lui về phía sau. Nhưng mà chậm rồi, đã chậm cả rồi. Khương mặt vuốt một chiếc lá cây màu xanh lục đậm của hoa sơn chi, cảm nhận sức sống trong cơ thể nhanh chóng bị rút ra, lại dũng mãnh chui vào gốc thực vật dưới tay như hồng thủy. Chỉ mới chớp mắt, gốc cây xanh nho nhỏ kia đã đột nhiên mọc ra rất nhiều cành cây, sau đó nhanh chóng lớn lên bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, năng lực sinh trưởng đáng sợ như vậy khiến mọi người sợ hãi, không một ai từng gặp cảnh tượng như vậy rõ ràng khi nãy vẫn còn là một gốc cây sơn chi nho nhỏ tầm thường lại đột nhiên lớn lên tươi tốt càng lúc càng lớn càng lúc càng to ra khi bọn họ nhận ra phải trốn tránh thì đã chậm rồi đám hộ vệ kia trơ mắt nhìn từng nhánh cây kia trong giây lát đã mọc tới trước mắt bọn chúng tiếp theo phục một tiếng xuyên qua ngực bọn chúng mấy cành cây kia đồng thời lớn lên sau đó xỏ xuyên qua ngực bọn họ rồi ngừng lại máu tí tách nhỏ xuống mặt đất, trong phòng ngập tràn mùi máu. Mê mang một hồi, đám người mới như nhận ra đã xảy ra chuyện gì. Bọn chúng cúi đầu xuống nhìn cành cây xuyên qua ngực, nâng tay lên, bàn hoàng muốn sờ vào chúng. Nhưng sự tanh tưởi ngọt ngọc dâng lên trong cổ họng không thể nén được, miệng bọn chúng há ra, một nguồn máu to bị nôn ra ngoài. Lúc gần chết, bọn chúng nhìn về phía trước theo nhánh cây. Bọn chúng nhìn nữ tử dáng người mảnh mai đứng ở trước chậu hoa, trên mặt xuất hiện vẻ sợ hãi cùng cực như là người đứng ở đó không phải con người mà là một con quỷ giây tiếp theo vẻ sợ hãi trên mặt chúng toàn bộ động lại trong phòng toàn là tiếng len ca len ken đau đã rơi xuống đất những kẻ bị nhánh cây xỏ xuyên qua đã rủ hết đầu xuống không còn hơi thở khỉ bà gian nan ngẩng đầu nhìn về phía khương mạc máu tươi đầy miệng bà ta hai chữ cuối cùng trong sinh mệnh bà ta được phun ra yêu nữ đã chết hết rồi. Nhánh cây đầy phòng khiến không gian vốn dĩ được xem là lớn trở nên có chút chật chội. Khương mặt mặt không biểu cảm tiến về phía trước. Mà phía trước nàng chính là Triệu Túc, người duy nhất còn sống. Giờ phút này, trên mặt Triệu Túc chẳng còn vẻ bình tĩnh nữa, không thể không thừa nhận, y bị thủ đoạn không giống con người của Khương Mạc làm sợ hãi. Gần như không chút do dự, y xoay người muốn chạy trốn. Nhưng lúc trước y đã bị Khương Mạc giày vào một phen, lúc này lại bị dọa một hồi, chân vừa mềm vừa cứng, chỉ mới nhúc nhích, y đã té lăn quay trên mặt đất. Khương mặt nhặt một thanh đao trên mặt lên, nhất triệu túc té ngã trên mặt đất lên, tác cho y một cái. Nàng đè tay triệu túc lại, cầm cán đao, sau đó không do dự đâm xuống dưới. a à, Theo tiếng hét thảm của triệu túc, tay y bị khương mặt cắm xuống đất. Khương mặt buông lỏng đao ra, nhìn triệu túc từ phía trên, nói, biết vì sao lúc nãy ta lại không dứt khoát giết ngươi không? Triệu túc đau đến mức mặt mày dữ tợn, trung môi không nói gì. Bởi vì ta không cam lòng, không muốn cho ngươi chết thống khoái như thế. Lời vừa dứt, Khương Mạc đã giơ nắm tay lên hung hăng đánh về phía Triệu Túc. Kêu trên một tiếng, cơn đau ngay lòng bàn tay Triệu Túc còn chưa giảm bớt đã phải nên đón một quyền nữa, trong nháy mắt, y chỉ cảm thấy trước mắt khi tối khi đỏ. Ngươi thiếu bao nhiêu cái mạng, ngươi biết không? lại một quyền đánh xuống ta và phù ẩn trải qua sinh tử cũng từng ăn hết đau khổ lại một quyền nữa triệu túc giờ phút này đã vỡ đầu chảy máu phù ẩn gãy chân mạng của thường tiểu ca không còn triệu túc dần dần mất đi ý thức bá tánh chết ở liêu hà và cả ngàn vạn bá tánh chết vì hạn hán thịt 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 người đáng chết là ngươi người bị thiên đao vạn quả cũng nên là ngươi Mặt triệu túc đầy máu, đã không còn thấy rõ ngũ quan. Khương mặt phung nắm tay không biết mệt mỏi, nhưng cuối cùng nàng đã không còn rõ máu trên tay nàng và máu trên mặt triệu túc là của ai. Nàng chỉ muốn tự tay đánh chết kẻ này, đánh từng quyền vào thịt, như là chỉ có làm như thế, nàng mới có thể khiến nỗi bực tức kích góp từng chút một trong lòng nàng trước giờ mất đi. Không biết nàng đã phung nắm tay lên bao nhiêu lần, trước mắt khương mặt gần như đã không còn thấy những thứ khác, chỉ còn lại một màu đỏ tươi dần dần cả người nàng như sắp mất đi lý trí đúng lúc này một bàn tay nắm lấy cổ tay nàng cản lại nắm tay muốn đấm xuống dưới của nàng khương mặt sửng sốt nàng cảm nhận lòng bàn tay ấm áp quen thuộc kia cảm giác ấy dần dần lôi thần trí nàng trở về nàng ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên là hy phù ẩn đã tới a à khương khương mặt ngơ ngác nhìn hắn qua hồi lâu nàng mới nhẹ nhàng ừ một tiếng cơn bức bối và điên cuồng trong phút chốc đã biến mất. Đôi mắt nàng trở nên tỉnh táo, nàng mím môi nói, ta biết ta đang làm gì. Khi phù ẩn dịu dàng nói, ta biết. Hắn duỗi tay sửa sang lại mái tóc rối loạn của Khương Mạc, ngón tay lại chuyển động cẩn thận lau sạch vết máu dính lên trên mặt nàng. Khi phù ẩn không hỏi Khương Mạc bất cứ vấn đề gì, cũng như là không thấy được tình cảnh đáng sợ trong phòng, trong đôi mắt hắn chỉ có sự bao dung, dịu dàng, chẳng còn gì khác hắn kéo Khương Mạc đến một chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống. Sau đó, hắn bốc khăn tay ra, cẩn thận lau sạch vết máu trên tay nàng từng chút một. Động tác của hắn cẩn thận mà dịu dàng, vết máu ngay giữa lòng bàn tay, vết máu giữa khe ngón tay, thậm chí ngay cả vết máu giữa móng tay hắn cũng không bỏ qua. Khăn tay bị lau bẩn hết ba cái. Chờ đến khi vết máu trên tay Khương Mạc hoàn toàn bị lau khô, chỗ trầy da trên khớp xương mu bàn tay nàng cũng dần dần lộ ra trong đôi mắt khi phù ẩn lộ vẻ đau lòng hắn cẩn thận chạm vào cạnh miệng vết thương nói trở về bôi lên chút thuốc ừ khương mạc ngoan ngoãn gật đầu khi phù ẩn cũng mỉm cười hắn nói với khương mạc chờ ta một chút lát nữa chúng ta sẽ về nhà ừ khi phù ẩn đi tới cửa bưng lên cái bình vừa mới được đặt trên mặt đất sau đó hắn rưới đồ trong bình lên trên thân cây và thi thể ngang dọc bên trên khương mạc nhìn thứ màu đen giống dầu được đổ ra từ trong bình lại hít mũi ngửi. Đó là dầu hỏa. Sau khi hy phù ẩn rưới dầu xong, bịch một tiếng, hắn ném bình xuống đất. Hắn bước tới một bên nắm lấy tay Khương Mạc, một bàn tay khác bưng giá cắm nến trong phòng. Khi bước đến cửa, giá cắm nến trong tay Khương Mạc trực tiếp ném vào trong. Phục một tiếng, trong phòng ngay lập tức có lửa lớn bốc cháy. Thi thể, triệu túc và thực vật sinh trưởng dị thường toàn bộ bị bao phủ trong biển lửa có chất dẫn cháy kia, thế lửa trở nên rất hung mảnh, không đến nửa chén trà nhỏ, những thứ bên trong đã hoàn toàn thay đổi, không còn nhìn thấy bộ dáng lúc đầu. Khi phù ẩn nghiêng đầu nhìn Khương Mạc, nhỏ giọng hỏi, đi nhé. Khương Mạc nhẹ nhàng gật đầu. Dày vào cả đêm, trời đã sắp sáng rồi, phía đông đã tờ mờ trắng, ánh nắng như ẩn như hiện. Bước chân Khương Mạc ngừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn lại, hồi lâu sau, nàng mới nói, hình như mặt trời sắp mọc rồi khi phù ẩn cũng ngẩng đầu nhìn lại nói xem ra tuyết đã hoàn toàn ngừng lại hai người tiến về phía trước vừa đi vừa nói chuyện người trong nhà có khỏe không cũng khỏe tổ mẫu đang đợi chúng ta sức khỏe tổ mẫu không được tốt sao không nghỉ ngơi sớm một chút tổ mẫu không yên tâm nàng nhất định phải chờ được nàng ta không khuyên được vậy đi nhanh một chút đừng để tổ mẫu chờ nữa hai người nắm tay nhau, gắn bó cầm tay nhau càng bước càng xa, phía sau bọn họ, lửa lớn cháy hừng hực, nhuộm bầu trời đến đỏ bừng. Không biết bao lâu sau, ầm một tiếng lớn, toàn bộ phòng ốc bị sụp xuống, mọi thứ bên trong đều bị mai táng trong lửa lớn, chẳng còn ai biết được nơi này đã từng xảy ra chuyện gì. Chính văn kết thúc. Phần ngoại truyện Khi Hy phù ẩn từ quan, cũng vừa lúc là năm thứ năm bọn họ thành thân. Tiểu hoàng đế đã tròn 16 tuổi, Hoàng hậu vừa mới vào hậu cung. Lúc trước, sau khi Khương Mạc giết chết Triệu Túc, Hy Phụ Ẩn lại tốn thêm chút thời gian để hoàn toàn diệt trừ Dư Nghiệt. Ngôi vị hoàng đế của tiểu hoàng đế mới tính là thật sự ngồi ổn. Sau đó, sau khi chuyện ở Bình Giang được xử lý xong xuôi, Khương Mạc đi theo Hy Phụ Ẩn đến Kinh Thành, lão phu nhân không chịu nổi tàu xe mệt nhọc, cho nên vẫn luôn ở lại Bình Giang, người cùng đi có còn Yến Bình. Yến Bình rất có thiên phú trong chuyện đọc sách, Chuyện này ngay cả Hy Phù Ẩn cũng rất là giật mình. Khi Yến Bình 13 tuổi, nhóc cũng đã có chút danh tiếng, trong kinh không ít người đều biết dưới tay thủ phụ có một học sinh rất có tài học, chỉ tiếc rằng thân có tật, không thể tham gia khoa cử vào triều làm quan. Thời gian sau đó, theo danh tiếng càng lúc càng lớn của Yến Bình, ngay cả tiểu hoàng đế cũng từng lén hỏi Hy Phù Ẩn có muốn cho Yến Bình một chức quan hay không. Hoàng đế tự mình hạ chỉ, có thể nói là trường hợp đặc biệt không thể không nói lúc ấy khi hi phù ẩn nghe thấy câu này thì hắn có chút động lòng nhưng sau khi suy nghĩ mấy ngày hắn vẫn luôn không chắc chắn trái lại khi yến bình biết được thì chủ động tìm đến hi phù ẩn để từ chối cơ hội này vì cảnh ngộ gặp được khi còn nhỏ yến bình thật ra không ham thích quyền lợi nhóc không thích đặt mình trong hoàn cảnh quá phức tạp yến bình thích đọc sách cũng chỉ đơn thuần là thích đọc sách mà thôi đọc sách có thể khiến lòng nhóc yên tĩnh bình thản lúc trước khi ở trên núi sau khi khương mạc đi rồi chính là những quyển sách đó bầu bạn nhóc vượt qua vô số ngày đêm cho nên nhóc càng không muốn thêm những thứ khác vào sự yêu thích thuần túy này sau khi trò chuyện một phen khi phụ ẩn vào cung từ chối ý tốt của tiểu hoàng đế sau khi trở về hắn nói cho khương mạc yến bình nhất định sẽ lớn lên thành đại nho đương thời thời gian chính là minh chứng tốt nhất quả nhiên lại hai năm trôi qua danh tiếng yến bình nổi khắp kinh thành khi phù ẩn đã không thể dạy gì thêm nữa năm đó yến bình từ biệt khi phù ẩn rời khỏi kinh thành ra ngoài du học khi yến bình đi trong lòng khương mặt thật ra rất không an tâm nhưng nàng cũng biết đọc vạn quyển sách đi ngàn dặm đường đây là quá trình mà yến bình nhất định phải trải qua năm thứ hai sau khi yến bình rời đi khi phù ẩn từ quan bọn họ cũng sắp phải đi xa lúc từ quan ngoại trừ việc khi phù ẩn từ bỏ chức quan thủ phụ này ra hắn còn giao binh quyền của Hy Gia ra cho tiểu hoàng đế. Người của Hy Gia bọn họ từng hưng thịnh vì binh quyền này, cũng từng cửa nát nhà tan vì nó. Mà bây giờ, Hy Gia đã không còn ai có thể cầm binh quyền, so với việc giữ lại trong tay khiến nó thành hậu hoạn, không bằng nộp toàn bộ, đỡ cho bị người ta nhớ thương. Huống hồ, khi Phù ẩn thật sự rất kết quyền thế, quan trường và mọi chuyện lục đục với nhau. Lúc này, hắn dứt khoát giải quyết tất cả công việc. Tiểu hoàng đế do hy phù ẩn tay cầm tay dạy dỗ, giữa hai người cũng có vài phần quan hệ sư sinh, cho nên khi hy phù ẩn từ quan, hắn vẫn chân thành giữ lại một phen. Sau khi từ quan, đầu tiên bọn họ trở về hy gia, ở hy gia hai năm cùng lão phu nhân. Lão phu nhân cũng rời đi vào năm thứ hai. Bà ấy đi trong lúc ngủ mơ, không bị đau đớn gì. Lão phu nhân đi rồi, khi phù ẩn và khương Mạc hoàn toàn không còn vướng bận nữa, bọn họ cũng chính thức bắt đầu dạo chơi tứ phương. Lần này đi, bọn họ đi khắp núi danh sông lớn thiên hạ, phàm là những chốn đất lạ nơi nguy từng được ghi lại trong sách, bọn họ đều đến. Những nơi trong sách không ghi lại, bọn họ cũng đến. Năm thứ 10, bọn họ sống yên ổn trở lại. Bọn họ tìm được một hẻm núi được dãy núi vờn quanh ở Tây Bắc. Nơi này tứ phía được núi vây quanh, nước chảy róc rách, chỗ cao nhất trên núi còn có tuyết động quanh năm không tan trong hẻm núi này có một tảng hoa anh đào lớn, mà cách rừng hoa anh đào không xa có một cái suối nước nóng, bốn phía cỏ xanh mơn mởn, rất mỹ lệ. Khi bọn họ tới đây, là lúc hoa đào đang nở rợ. Cho dù đã đi qua vô số nơi, xem qua vô số phong cảnh mỹ lệ, nhưng bọn họ vẫn bị nơi này hấp dẫn. Bầu trời xanh thăm thẳm, không trung có vài dải mây tuyết trắng bay bay, dõi mắt nhìn lại, trên đỉnh núi xa xa mây mù lượng lờ kia có một nhúng trăng trắng trước mặt bọn họ chính là từng mảng hoa anh đào đang nở rộ sáng lạng, cỏ xanh tươi tốt vờn quanh một cái suối nước nóng bốc khói. Gần như không phải nghĩ nhiều, Khương Mạc và Hy Phù ẩn liếc mắt nhìn nhau một cái, nhìn thấy điều giống nhau trong mắt đối phương. Sau đó, hai người chặt cây tạo phòng, lại dọn dẹp một miếng đất ra, gieo hạt giống mang theo xuống đất. Có dị năng của Khương Mạc, không lâu sau bọn họ an ổn lại. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ ngày tháng bình tĩnh mà sung sướng nhớ lại ngày tháng lúc trước khương mạc đang ngồi ở án thư tay cầm bút viết bỗng giật mình mãi đến khi bóng hình hy phù ẩn xuất hiện ở cửa nàng mới phục hồi tinh thần lại chàng trở về rồi khương mạc buông bút đỡ bàn đứng lên khi phù ẩn thấy thế vội ném đồ trong tay xuống đến đỡ nàng nàng ngồi đó đừng nhúc nhích hắn cho mày đỡ khương mạc đến ghế trên rồi ngồi xuống sau đó lo lắng nhìn về bụng khương mạc bụng khương mạc giấu ở dưới lớp quần áo như một quả bong bóng thổi to khương mạc dùng tay viện eo lại chậm rãi ngồi xuống ta không sao chàng đừng căng thẳng khi phụ ẩn nghe lời này nếp nhăn giữa mày vẫn chưa nhả ra bây giờ khương mạc đã sắp sinh rồi bụng của nàng lớn đến kinh người khi phụ ẩn cứ mãi cảm thấy bụng của nàng lớn hơn người bình thường một chút cộng thêm việc bây giờ khương mạc đã không còn trẻ tuổi cho nên trong lòng hắn vẫn không ngăn được cơn lo lắng Khương Mạc mỉm cười, huống hồ thai phụ hẳn phải vận động nhiều, lúc sinh con mới dễ hơn. Sắc mặt Hy Phụ ẩn căng thẳng, đám bẩn kiên đã mang bà đỡ và đại phu lên đường rồi, có thể mấy hôm nữa sẽ tới đây. Khương Mạc nghe vậy thì sờ bụng, dịu dàng nói, nó thương mẫu thân nó, lâu như vậy rồi mà ta vẫn chưa có bất cứ phản ứng xấu nào, ngay cả buồn nôn cũng không có. Lại nói tiếp, đứa bé này tới cũng trùng hợp, nhiều năm như vậy, Bọn họ vẫn luôn thuận theo tự nhiên nhưng vẫn không có thai. Mãi đến khi hai người đều đã 40 tuổi rồi, đã từ bỏ chuyện có con, bản thân cũng phỏng đoán rằng có thể là do lúc trước chạy nạn khiến cơ thể bị tổn thương, đời này chỉ sợ sẽ không có con cái, tuy rằng đau lòng nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Nhưng nào ngờ, khương mặt thế mà lại có mang vào năm 45 tuổi. Làm sản phụ tuổi hạt, sự nguy hiểm trong đó không cần nói cũng biết. Bản thân Khương Mạc cũng đã chuẩn bị rằng sẽ phải ăn đủ đau khổ, nhưng lại không ngờ nàng vẫn luôn không có bất cứ phản ứng xấu nào. Ngoại trừ lúc vừa mới phát hiện thì nôn hai lần, sau đó nàng không còn nôn nữa. Hơn nữa khí sắc của nàng cũng càng ngày càng tốt, ngoại trừ chuyện bụng càng ngày càng lớn ra, bản thân cũng không khác gì lúc trước khi mang thai, cho nên Khương Mạc mới có thể nói nó là một đứa bé thương người. Khương Mạc ngồi ở trên ghế, cầm thứ mình vừa viết đưa cho Hy Phù ẩn xem, chàng giúp ta xem xem có gì để sót hay không. Nói xong, Khương Mạc thở dài một hơi, từ sau khi mang thai, trí nhớ của ta càng ngày càng không tốt, vừa rồi suy nghĩ hồi lâu, vẫn cảm thấy thiếu thứ gì nhưng lại không nhớ ra. Khương Mạc đang viết địa lý chí đại khánh, nàng muốn viết lại tất cả những nơi mà nàng từng đi qua thành sách, chuyện này nàng đã bắt đầu làm từ 5 năm trước. Chẳng qua từ sau khi mang thai, nàng luôn quên đây quên đó, những thứ viết ra cũng dần quên mất. Khi phù ẩn tiếp nhận, cẩn thận nghiền ngẫm, suy nghĩ một chút, hắn đề bút sửa lại cho nàng. Khương mặt đưa đầu nhìn, quả nhiên là thứ mình vừa quên, ngay lập tức nàng cười, ta đã nói là không đúng mà. Đang cười nói, thì đột nhiên biểu cảm trên mặt nàng cứng lại, cả thân thể trở nên căng chặt, không dám cử động một chút nào. Khi phù ẩn vốn chú ý nàng mọi thời khắc, vừa thấy thế đã lập tức nhận ra điều không thích hợp. Có chuyện gì vậy? Hắn căng thẳng hỏi. Khương mạch gian nan nở nụ cười, hình như ta sắp sinh rồi. Sắc mặt hy phù ẩn thay đổi, lập tức bế khương mạch lên chạy vào phòng. Sau khi nhẹ nhàng đặt người lên giường, sắc mặt hy phù ẩn trở nên rất nghiêm trọng. Mẫn kiên còn chưa mang bà đỡ và đại phu tới đây, khương mạch đã sắp sinh rồi. Một cơn đau đớn đánh úp lại, khương mạch chịu không nổi, nhỏ giọng hô đau. Người hy phù ẩn cứng đờ đứng trước giường, hơi thở dần trở nên thô nặng. Khương mặt nén cơn đau, một tay nàng bắt lấy tay hy phù ẩn, nói, không kịp nữa rồi, ta thật sự muốn sinh, mau đi chuẩn bị đồ đi. Nói xong, khương mặt lại nhịn không được kêu lên đau đớn. Mặt hy phù ẩn trắng bệch, vội luống cuốn tay chân chạy ra ngoài chuẩn bị đồ đạc. May là lúc trước bọn họ đã từng dự đoán sẽ xảy ra chuyện thế này, cho nên có điều chuẩn bị. Không lâu sau, đồ đạc được chuẩn bị xong xuôi. Khương mặt nằm trên giường, bụng vẫn ưu đại hắn bộ dạng của hắn không thay đổi gì quá lớn, nhưng xung quanh mắt hắn cuối cùng cũng có nếp nhăn nhỏ. Hốc mắt hắn hơi đỏ lên, có nước mắt dâng lên. Khương mặt không khống chế được, hốc mắt ướt đẫm, cổ nàng nghẹn lại, trái tim như bị một bàn tay bóp nghẹt, chua xót mà mềm mại. Nước mắt chảy dài trên má nàng, nàng nhắm lại, sau đó nói, ông ta ra ngoài. Nghe thấy lời này, Hy Phụ ẩn lập tức nhận ra điều gì. Hắn vội vàng tìm một cái đệm chăn thật dày ôm ra ngoài, trải dưới một gốc cây hoa anh đào, rồi sau đó, hắn tiến vào dùng chăn bọc lấy khương mạc, bế người lên bước ra ngoài. Lúc này trăng sáng trên cao, ánh trăng vỡ vụn chiếu lên trên hoa anh đào, đẹp đến sáng lạng. Khi phù ẩn nhẹ nhàng đặt khương mạc lên trên tấm đệm lúc trước đã trải sẵn. Vừa đáp xuống đệm, một cơn đau nhức đánh úp lại, miệng khương mạc phát ra tiếng đau nức nở. Khương mạc thở hỗn hển, trong lòng nàng rõ ràng, dị năng không thể giúp nàng sinh con, nó chỉ có thể cứu mạng nàng. Cho nên, bây giờ thứ nàng cần phải làm là sinh đứa bé này ra không tiếc bất cứ giá nào. Siết chặt lấy đệm chặt trải trên người, khương mặt điều chỉnh hơi thở, sau đó cắn răng bắt đầu dùng sức. Chừng nửa canh giờ nửa trôi qua, cũng không biết là đã đến giờ hay là đứa bé này biết mẫu thân nó không dễ dàng. Khương Mạc chỉ cảm thấy một cơn đau đớn kịch liệt đánh úp lại, bao trùm toàn bộ cơ thể nàng. Sau đó, trong hẻm núi mỹ lệ vang lên tiếng trẻ con khóc nỉ non một tiếng khóc lanh lảnh dễ nghe đứa bé cuối cùng cũng được sinh ra khương mạc ngã trên mặt đất cả người thoát lực sau khi hy phù ẩn bọc con xong hắn đặt nó bên cạnh khương mạc đứa bé nho nhỏ như mèo con đứa bé này sinh đủ tháng khi còn trong bụng mẫu thân nó chưa từng bị bạc đãi cho nên lớn lên rất tốt thật đẹp đẹp hơn tất cả những đứa bé mà khương mạc từng gặp khương mạc nhìn nó trên mặt không nhịn được mỉm cười, nàng đưa tay muốn sờ vào khuôn mặt của đứa bé. Nhưng lúc này, nàng bỗng cảm thấy không thích hợp. Phù, phù ẩn. Sắc mặt hy phù ẩn đại biến, hắn lập tức xúc tấm đệm chăn trên người khương mặt lên, chỉ thấy máu đỏ thẫm đang chảy từng chút từng chút một từ trong cơ thể nàng ra. Khương mặt bị xuất huyết nhiều. Khi phù ẩn vội vàng ôm khương mặt vào trong ngực, đừng sợ, đừng sợ. Hắn không biết dị năng của khương mặt rốt cuộc được dùng ra sao, lúc này, hắn chỉ biết dán tay nàng lên trên thân cây thô to của hoa anh đào. Đừng sợ, đừng sợ, sẽ không sao đâu, ta ở cùng nàng. Khi phụ ẩn nhìn hoa anh đào héo khô rơi xuống, lá cây của nó đang dần trở nên khô vàng mục nát. Bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, cả thân cây nhanh chóng trở nên khô héo rồi chết đi. Đối lập với nó, là bóng hình cái chết giăng đầy trên khuôn mặt khương mặt dần dần biến mất. Khương mặt rất mệt, mí mắt nàng không thể khống chế được, nó cứ mãi nhắm lại, tuy rằng nàng có thể cảm nhận được sức sống cuồn cuộn không ngừng rót vào cơ thể nàng, nhưng cảm giác mỏi mệt ấy vẫn không biến mất, ngược lại nàng cảm thấy càng ngày càng mệt, thậm chí sức để nằm của nàng cũng sắp biến mất. Cuối cùng, khương mặt vẫn không chống cự nổi cơn mỏi mệt này, từ đó rơi vào bóng tối. Nhưng nàng không biết, rất nhanh sau đó nàng đã hấp thu hết sự sống của cây hoa anh đào. Tiếp theo, mảng cỏ xanh tươi mơn mẫn xung quanh cây cũng nhanh chóng rủ đầu sau đó khô vàng cả đi mặt cỏ xung quanh bọn họ biến thành màu vàng khô bằng một tốc độ mà mắt thường có thể thấy được khương mạc chìm nổi trong bóng đêm vô hạn mãi không thể tránh thoát đến khi nàng nghe thấy tiếng khóc nỉ non của trẻ con bên tai lòng khương mạc thấy đau đớn nàng mở mắt ra ngay khi nàng tỉnh lại nàng mới cảm thấy cơ thể khó chịu đến mức khiến người ta không thể chịu đựng phu nhân tỉnh lại rồi phu nhân người thế nào rồi? Khương mặt theo tiếng nhìn lại, nàng ngẩn ra, hóa ra lại là Nguyệt Linh và Nguyệt Đan đã nhiều năm không gặp. Năm đó sau khi nàng và Hy Phù ẩn rời đi, ám vệ đều được để lại ở Hy Gia Bình Giang, không ngờ rằng ngày gặp lại nhau lại trong tình huống thế này. Các ngươi, sao lại, tới đây? Giọng Khương Mạt bé như ruồi mũi. Nguyệt Đan nói, nghe nói phu nhân sắp sinh, sợ ngài không có ai hầu hạ, thuộc hạ và nguyệt linh cùng theo đám mẫn kiên tới đây khương mạc cười yếu ớt vất vả các ngươi rồi phu nhân khách sáo phu nhân tiểu công tử trông rất đẹp mắt nguyệt linh nhẹ nhàng đặt đứa bé lên gối khương mạc sự chú ý của khương mạc ngay lập tức bị đứa bé hấp dẫn nàng gian nan di chuyển tay sờ mặt nó nhẹ giọng nói hóa ra là một bé trai a à, khương nàng thế nào rồi đúng lúc này khi phù ẩn từ ngoài cửa chạy vào hắn ngồi xổm ở mép giường đôi mắt vừa vội vàng vừa lo lắng nhìn nàng mãi không chớp khương mạc nhìn hắn mím môi lúc nói chuyện giọng nàng hơi nghẹn ngào chàng nàng không nói được nữa bởi vì bên mái hi phù ẩn có tóc bạc rõ ràng nàng còn nhớ tóc của hi phù ẩn chỉ toàn màu đen dấu vết thời gian để lại trên người hắn gần như chỉ là vài nếp nhăn nhỏ xung quanh đôi mắt khi phù ẩn bọc chăn lại giúp khương mạc hắn vuốt ve khuôn mặt nàng dịu dàng nói không thể khóc đại phu nói rằng sau khi sinh phải chăm sóc thật sốt nếu không sẽ để lại mầm bệnh khương mạc nghe vậy cố nhịn nhưng nước mắt vẫn rơi xuống nhưng rất nhanh sau đó khi phụ ẩn đã lau nó đi cho nàng hắn nói nàng xem a sinh của chúng ta đang nhìn mẹ nó mẹ của a sinh sao có thể khóc được chứ a sinh khi phụ ẩn nhẹ nhàng gật đầu nhỏ giọng nói vũ danh ta lấy cho nó là a sinh tên thì nàng lấy được không? A sinh. Khương mặt nhỏ giọng gọi một tiếng, sau đó lại quay đầu nhìn A sinh đang mở đôi mắt trắng đen rõ ràng, vừa ngoan vừa đẹp kia, gật đầu. Tên của A sinh, Khương mặt đặt cho nó một cái tên là Lâm Lan. Lâm Lan, tức ngọc đẹp. Lúc A sinh ra đời, mẹ con hai người bọn họ suýt chút nữa gặp nạn, nhưng ngày tháng sau đó của A sinh lại không bị chuyện này ảnh hưởng đến một chút nào. Nó khỏe mạnh vui sướng lớn lên, nó lớn lên giống với hy phù ẩn tính cách vừa hiền hòa như hy phù ẩn vừa cứng cỏi bướng bỉnh như khương mạc đó là một đứa bé rất xuất sắc lúc trước sau khi mẫn kiên thành phương bá sơn nguyệt linh nguyệt đang vào trong sơn cốc bọn họ vẫn luôn không rời đi cùng chăm sóc a sinh với đám khương mạc mãi đến khi a sinh mười lăm tuổi bá sơn và thành phương mới mang nó rời cốc bái sư người thầy mà a sinh bái sư đúng là yến bình khi đó Quả nhiên như dự đoán của Hy Phù Ẩn, Yến Bình đã trở thành đại nho đương thời, vô số người muốn đến nhờ hắn chỉ điểm học vấn, cho nên hắn mở thư viện, thu học sinh khắp nơi. Mà A Sinh thì lại muốn đến học viện của Yến Bình để cầu học. Khương Mạc và Hy Phù Ẩn đã già rồi, không thể nào vĩnh viễn ở cùng với A Sinh, cho nó ra ngoài cũng vừa lúc. Mặt khác, từ ngày ấy sau khi Khương Mạc sinh con suýt chết, dị năng của nàng đã biến mất. Sau khi Khương Mạc nhận ra chuyện này, nàng sửng sốt mất một hồi lâu mới thản nhiên tiếp nhận người trải qua sinh lão bệnh tử mới là người bình thường nếu nàng vẫn luôn giữ dị năng không già không chết ngày tháng sau này nếu hy phù ẩn không còn nữa thì còn ý nghĩa gì không có cũng tốt có thể trong cuộc đời sẽ xuất hiện rất nhiều kết quả may mắn là kết quả của khương mạc cũng chính là kết quả mà nàng nghĩ là tốt nhất nắm tay người mình yêu nhất từ từ già đi chuyện đến đây đã hết, cảm ơn các bạn đã theo dõi.